Hồi 101, ra lũng thưởng, ra cắt giả làm thần vào kiếm các, trương cáp bị mắc mèo, khổng minh dùng phép giảm quân thêm bếp, rút về đến Hán Trung, tư mã ý sợ có mai phục, không dám đuổi theo, và cũng thu quân về Trường An. Do đó, quân thục cũng không thiệt một người nào, khổng minh khao quân đâu đấy, vào thành đô ra mắt hậu chủ, tâu rằng lão thần ra kỳ sơn, sắp sửa lấy Trường An, bệ hạ giáng chiếu đòi về, không biết có việc gì to lớn lắm vậy hậu chủ ngồi ngẩn ra, hồi lâu mới nói rằng chậm lâu không thấy thừa tướng, trong bụng mong nhớ lắm, cho nên triệu về chớ có việc gì đâu. Khổng Minh nói, việc này không phải tự ý bệ hạ, tất có gian thần rèm pha, nói tôi có bụng nào đây. Hậu chủ nín lặng, Khổng Minh nói, lão thần chịu ơn sâu của tiên đế, thề chết để báo đền. Này nếu bên trong có gian thần, thì lão thần còn đánh sao được giặc nữa. Hậu chủ nói ta vì một lúc quá nghe lời hoạn quan, triệu thừa tướng về. Nay hối lại không kịp mất rồi, khổng minh liền đòi hết các hoạn quan ra tra hỏi. Bấy giờ mới biết là tên cầu an phao tin, vội cho đi bắt thì hắn đã trốn sang ngụy rồi. Bèn sai chém tên hoạn quan tâu bậy, đuổi hết các tên khác ra khỏi cung. Lại của mắng bọn tường uyền, phí vĩ, không biết xem xét kẻ gian tà, khuyên dân thiên tử. Hai người dạ dạ chịu tội khổng minh lạy từ hậu chủ, lại ra hán trung, một mặt, đưa hịch sai lý nghiêm cung cấp lương thảo, vận tải đến nơi đóng quân. Một mặt bàn việc cất quân đi, Dương Nghi nói, trước kia mấy lần ta cất quân đi luôn một mặt, sức lực mỏi mệt, mà lương cũng không tiếp kịp. Nên này chia quân làm hai toán, mỗi toán đi trong hạn ba tháng. Ví dụ, hai chục vạn quân, thì chỉ đem một chục vạn ra kỳ sơn, đóng giữ ba tháng, rồi cho một chục vạn khác ra thay luân phiên như thế thì sức lực không mỏi, ta sẽ từ từ mà tiến, mới có thể đổ được trung nguyên. Khổng Minh nói, người nói hợp ý ta lắm, ta đánh trung nguyên không phải kể ngày mà xong được việc, chính nên dùng kế lâu dài ấy. Bèn truyền lệnh chia quân làm hai cánh, hẹn một trăm ngày là một kỳ, lần lượt thay đổi cho nhau. Nếu ai sai hẹn thì chiếu quân Pháp mà trị tội, năm kiến hưng thứ 9, mùa xuân tháng 2, kiến hưng lại dẫn quân ra đánh Ngụy bấy giờ là năm ngụy thái hòa thứ năm ngụy chủ tào tuấn nghe tin kiến hưng lại đánh trung nguyên kiếp với tư mã ý vào bàn định ý tâu rằng này tào tử đan đã mất rồi tôi xin đem hết sức mình ra tiểu trừ cướp giặc để báo ơn bệ hạ tuấn mừng lắm mở tiệc yến thiết đãi hôm sau có tin quân thục đến gấp tuấn sai tư mã ý cất quân đi và bày đồ loan giá thân tiễn ra ngoài thành ý từ ngụy chủ tới thẳng trường an hội hết quân mã các đạo lại bàn định việc phá thục. Trương Cáp nói, tôi xin dẫn một đạo quân ra giữ ở Ung, Mi để chống quân thục. Ý nói, tiền quân ta không địch nổi quân khổng minh nhiều, nếu chia ra làm trước sau hai ngả thì không phải là kế hay. Không bằng giữ một số quân ở lại giữ thượng nhai, còn bao nhiêu đem ra cả kỳ sơn. Ông có chịu làm tiên phong không? Cáp mừng lắm, nói, tôi vốn sẵn lòng, tận tâm báo nước, chỉ tiếc vì chưa ai biết đến. Này đồ đốc ủy thác việc lớn cho tôi, dù muôn chết tôi cũng không ngại. Từ mã y mới sai trương cáp làm tiên phong, cho tổng đốc cả đại quân. Lại sai quách hoài giữ các quận lũng Tây, còn các tướng chia đường tiến đi. Có tiểu mã về báo rằng khổng minh dẫn đại quân ra kỳ sơn, tiền bộ tiên phong là vương bình, trương ngực đi lối trần thương, qua núi kiếm các từ tản quan nhằm hang tà cốc kéo đến. Tư Mã Ý bảo Trường Cáp rằng: Này Khổng Minh rầm rộ kéo quân đi tất phải gặt lúa ở lũng tây để làm lương thực. Người nên dựng trại giữ Kỳ Sơn. Ta với Quách Hoài tuần phòng các quận Thiên Thủy phòng quân giặc đến gặt lúa. Trường Cáp vâng lời dẫn bốn vạn quân giữ Kỳ Sơn. Còn Tư Mã Ý kéo đại quân ra lũng tây nói về Khổng Minh đem quân đến Kỳ Sơn an quanh đâu đấy thấy ở bên sông vị có quân ngụy canh giữ bèn bảo các tướng rằng từ mã y đã giữ ở đây rồi hiện nay trong trại ta thiếu lương hai ba lần sai người dục lý nghiêm vận đến mà không thấy ta đoán lúa ở lũng thượng đã chín nên bí mật dẫn quân để gặt về bèn sai vương bình trương ngực ngô ban ngô ý bốn tướng ở lại giữ kỳ sơn khổng minh dẫn ngụy diên khương duy và các tướng đến lỗ thành quan thái thú quận này vốn biết tiếng khổng minh vội vàng mở cửa ra hàng Khổng Minh an ý một hồi, rồi hỏi rằng lúc này có xứ nào lúa chín? Thái thú thưa rằng lúa mạch ở lũng thượng này đã chín. Khổng Minh lưu trương dực, mã trung ở lại giữ lỗ thành, còn dẫn các tướng đến lũng thượng. Tiền quân về báo rằng từ mã y đã đóng quân ở đấy rồi. Khổng Minh thất kinh, nói người này cũng biết ta đến đây gặt lúa ư, lập tức tắm gội, thay áo rồi sai đem ra ba cỗ xe bốn bánh, trang sức giống y như nhau, xe này chế sẵn ở tục mang đi khi ấy khổng minh sai khương duy dẫn một nghìn quân hộ xe năm trăm quân đánh trống phục sẵn mé sau thượng nhai sai mã đại ngụy diên mỗi người dẫn một nghìn quân hộ xe năm trăm quân đánh trống phục sẵn hai mặt tả hữu mỗi mặt có một cái xe dùng hai mươi bốn người mặc áo thâm đi chân không xõa tóc chống gươm tay cầm cờ phướng thất tinh đen xuống quanh đẩy xe ba tướng lĩnh mẹo dẫn quân đẩy xe đi Khổng Minh sai ba vạn quân mang sẵn liềm hái, thường chạc, trực rình gặt lúa, lại sai hai mươi bốn tên lính tráng, đê ẩu mặc áo thâm, xóa tóc đi chân không, cầm gươm đẩy một cỗ xe bốn bánh, sai quan hưng ăn mặc đóng vai thiên bồng, tay cầm ngọn phướn thâm, vẽ thất tinh, đi trước xe. Khổng Minh ngồi chỉnh trện trên xe, nhằm chạy ngụy kéo đến. Quân đi tiểu trông thấy cả kinh, không biết người, hay là quỷ, vội vã về báo với tư mã y. Ý ra chạy nhìn xem, thấy khổng minh đội mũ châm hoa, mặc áo cánh hạc, tay cầm quạt lông, ngồi trên xe bốn bánh. Tả Hữu có 24 người tóc tay rũ rượi, tay cầm thanh kiếm. Trước mặt có một người mang phướng thâm, hình như thần tướng trên trời. Ý nói đây là khổng minh bày trò quỷ quái đây, bèn gọi 2.000 quân mã đến dặn rằng chúng mày chạy cho mau, bắt cho kỳ hết lại đây. Quân ngụy vâng lệnh, ra đuổi theo. Khổng minh thấy quân ngụy kéo đến, sai quay xe thong thả đi về trại thục quân ngụy quay ngựa cố sức đuổi chỉ thấy gió lạnh gai gai mây đen mờ mịt đuổi hàng thôi đường mà vẫn không kịp quân ngụy lấy làm lạ dừng ngựa lại bảo nhau rằng quái lạ thay chúng ta đuổi miết một hồi tới ba chục dặm đường mà vẫn thấy lù lù ở trước mặt không sao kịp chẳng biết tư mã y duyên cớ làm sao khổng minh thấy quân ngụy không đuổi nữa sai xe ngoảnh mặt về phía quân ngụy nghỉ ngơi quân ngụy ngần ngừ một hồi lâu, rồi lại quất ngựa đuổi theo. Khổng Minh sai quay xe, lừng thừng kéo đi, quân ngụy đuổi hai mươi dặm nữa, vẫn thấy ở trước mặt mà đuổi không kịp. Tên nào tên ấy đứng đờ mặt ra nhìn nhau, Khổng Minh sai quay xe ngoảnh về phía giặc, rồi cho đẩy giật lùi. Quân ngụy toan đuổi theo nữa, chợt có tư mã ý đến truyền lệnh rằng Khổng Minh dùng thuật bát môn độn giáp, sai khiến được thần lục đinh lục giáp đây là thuật rút đất ở trong sách lục giáp thiên thư đó. Quân sĩ không nên đuổi nữa, quân ngụy vừa quay ngựa trở về, bỗng nghe thấy, ở mé tả chống trận nổi vang, một toán quân đổ ra. Ý kịp sai quân chống cử, thì thấy trong đội quân thục, có hăm bốn người, xõa tóc đi chân không, áo đen phướng thâm, súng xít đầy một cổ xe. Trên xe khổng minh mũ thâm, áo bạc ngồi chễm trễ, tay cầm quạt lông phe phầy ý thất kinh nói vừa mới đảng kia có khổng minh ngồi xe đuổi năm chục dặm không kịp sao ở đây lại có khổng minh lạ quá lạ quá nói chưa dứt lời ở mé hiểu lại thấy trông đánh om sòm một toán quân xô đến trong bọn này cũng có khổng minh ngồi xe bốn bánh tả hiểu hai mươi bốn người đi hộ vệ y như đám trước ý ngờ vượt lắm quay lại bảo các tướng rằng đây chắc là thần binh rồi quân ngụy bấy giờ đã xôn xao không dám đánh nhau tìm đường tháo chạy bỗng lại thấy trống đánh vang lừng, một đội quân kéo ra, cũng có Khổng Minh ngồi xe, hình dạng y như các đám trước. Quân Ngụy kinh hãi vô cùng, Từ Mã Ý không biết là người hay quỷ, và quân thục nhiều ít thế nào, sợ hết hồn hết vía, dẫn quân chạy miết về Thượng Nhai, đóng chặt cửa thành, không dám ra nữa. Bấy giờ Khổng Minh mới sai ba vạn quân cắt hết lúa mạch ở Lũng Thượng, vận về Lỗ Thành, đập thóc ra phơi. Từ Mã Ý ở trong thành Thượng Nhai ba ngày không dám ra ngoài về sau thấy quân thục rút hết mới dám sai quân đi tuần tiễu quân tiễu bắt được quân thục ở dọc đường đem về nộp tư mã ý ý hỏi thì tên lính ấy bẩm rằng tôi là người đi cắt lúa vì mất ngựa phải tụt lại sau nên bị bắt ý hỏi mấy toán quân đó là thần binh nào tên ấy thưa quân thục ba mặt đều không phải là khổng minh đó là khương duy mã đại ngụy diên đấy thôi mỗi mặt chỉ có một nghìn quân hộ xe và 500 quân đánh trống. Duy có một đám chức gia dụ trận mới thực là khổng minh. Ý ngửa mặt lên trời than rằng khổng minh thực có tài xuất quỷ nhập thần, chợt có đồ đốc quách hoài đến ra mắt. Ý tiếp vào, hoài nói, tôi nghe quân thục gặt lúa ở lỗ thành không có mấy nỗi, nên đánh ngay đi. Ý thuật rõ việc trước, hoài cười, nói, mẹo ấy chỉ đánh lừa được một lúc, nay đã biết rõ rồi, còn sợ gì nữa. Tôi dẫn quân đến đánh mé sau ông đem quân đến đánh mé trước có thể phá được lỗ thành bắt được khổng minh ý nghe lời chia quân ra làm hai mặt kéo đi khổng minh ở lỗ thành đang sai quân sĩ đập lúa phơi phóng bỗng gọi các tướng ra truyền lệnh rằng đêm nay quân giặc tất đến đánh thành ta coi trong cả mé rộng lúa đông tây ngoài thành này có thể phục quân được ai dám đi ra mai phục không khương duy ngụy diên mã đại mã trung cùng xin đi khổng minh mừng lắm sai khương duy Ngụy Diên mỗi người dẫn 2.000 quân phục ở góc Đông Nam và Tây Bắc, sai mã đại, mã trung mỗi người dẫn 2.000 quân phục ở góc Tây Nam và Đông Bắc. Hễ nghe thấy tiếng pháo nổ, bốn góc đổ vào mà đánh. Bốn tướng lĩnh kế dẫn quân đi, khổng minh mang hơn trăm người mang hỏa pháo ra thành, phục sẵn trong ruộng lúa, đợi quân giặc đến. Lại nói tư mã ý dẫn quân đến lỗ thành, bấy giờ trời đã sầm sầm tối. Ý bảo các tướng rằng nếu ban ngày tiến binh, trong thành tất có phòng bị, nay nhân lúc đêm tối nên đánh ngay đi, thành này tường thấp hào nông, chắc là phá dễ. Nói đoạn, đóng quân ở ngoài thành, sang canh một, quách hoài cũng đến nơi, đôi bên hợp binh thành một nổi hiệu trống, quân sĩ giàn ra vây kín cả bốn mặt. Trên thành, tên đạn bắn xuống như mưa, quân ngụy không dám đến gần. Bỗng nhiên thấy pháo nổ liên thanh, quân sĩ kinh hãi, không biết quân ở đâu kéo lại. Hoài sai người ra lục soát trong dụng lúa thì đã thấy lửa sáng rực trời, tiếng reo như sấm, quân Thục bốn mặt đổ tới, quân trong thành cũng mở tung cả cửa ra đánh, trong ngoài đánh dồn một trận quân Ngụy tan nát, chết hại không biết bao nhiêu mà kể. Từ Mã Ý dẫn đại binh cố chết đánh ra khỏi vòng vây, chiếm giữ một nơi đầu núi, Quách Hoài cũng dẫn đại binh chạy về sau núi cắm trại. Khổng Minh vào thành, sai bốn tướng đóng giữ bốn góc. Quách Hoài nói với Tư Mã Ý rằng: này giữ nhau với quân Thục đã lâu không có mẹo nào đánh lui được lại bị thua một trận thiệt hơn ba nghìn người nếu không toàn liệu sớm đi về sau khó lòng mà đuổi được nữa ý nói bây giờ nên nghĩ thế nào hoài nói nên đưa hịch ra lấy quân mã ở ung lương gộp sức mà đánh tôi xin dẫn quân đến đánh úp ở kiếm các chặn mất lối về khiến cho quân giặc nghẽn đường vận lương bụng quân rối loạn bấy giờ sẽ thừa cơ mà đánh may ra trừ diệt được giặc ý nghe lời liền đưa hịch ra ung lương lấy quân mã. Không mấy bữa, đại tướng tôn lễ dẫn quân mã các quận ung lương đến. Ý liền sai tôn lễ hẹn nhau với quách hoài đi úp cửa kiếm các. Khổng minh ở lỗ thành lâu ngày, không thấy quân ngụy ra đánh, mới gọi mã đại. Khương Di vào truyền rằng, nay quân ngụy giữ chặn đường hẻm trong núi, không ra đánh nhau, một là đoán ta cạn lương, hai là sai quân đến đánh úp kiếm các, chẹn đường tải lương của ta. Hai người, mỗi người dẫn một vạn quân đi trước giữ vững các nơi hiểm yếu quân ngụy thấy ta phòng bị rồi tất phải rút về hai người dẫn quân đi trưởng sử dương nghi vào chướng bẩm rằng thừa tướng đã hẹn cho quân sĩ cứ trăm ngày thay đổi một kỳ nay mãn hạn rồi quân hán trung đã ra khỏi cửa xuyên công văn đã đưa đến chỉ còn đợi hội quân để thay đổi thôi hiện ở đây có tám vạn quân trong đó có bốn vạn được đổi về khổng minh nói đã có lệnh như thế nên cho chúng về sớm. Quân sĩ nghe tin, ai nấy nhặt nhanh thu xếp, sắp sửa lên đường. Chợt có tin báo tôn lệ dẫn 20 vạn binh mã, ông Lương đến đánh rút, đã đánh úp lấy cửa kiếm cắt rồi. Tư mã ý đang dẫn quân tiến công lỗ thành. Quân thục kinh hãi, nhớn nhác cả lên, dương nghi vào bẩm rằng quân ngụy đột nhiên đến đây. Thừa tướng nên hãy bắt quân cũ ở lại, đợi quân mới đến thay sẽ cho về. Khổng Minh nói, không nên thế, ta dùng binh sai tướng, cốt lấy điều tin làm gốc. Nay đã hạ lệnh như thế, lẽ nào lại để thất tín? Và lại, ai được về cũng đã sắm sửa cả rồi, cha mẹ vợ con ở nhà đang tựa cửa chờ mong. Dù gặp tai nạn lớn cũng không thể lưu họ ở lại được. Lập tức truyền cho quân sĩ được đổi, ra về ngay hôm ấy. Quân sĩ nghe thừa tướng xử tử tế như vậy, cùng gieo lên rằng thừa tướng thương đến chúng tôi, chúng tôi hãy khoan chưa về vội, xin liều mạng giết sạch quân ngụy, để báo ơn ấy. Khổng Minh nói, chúng mày được về, còn ở lại đây làm gì? Quân sĩ đều muốn ra đánh, không muốn về vội. Khổng Minh nói, chúng mày đã muốn giúp đỡ ta, thì nên ra ngoài thành hạ trại. Đợi quân ngụy đến không cho nó kịp thở, đánh dấn ngay đi. Đó là cách dĩ giật đãi lao đấy. Quân sĩ lĩnh mệnh, cầm binh khí hớn hở ra thành, dàn trận sẵn để đợi quân ngụy. Nói về quân mã Tây Lương vừa đi vừa chạy, rút đường kéo đến, người ngựa mệt ngoài cả, định hạ trại nghỉ ngơi bị quân thục ồ ạt kéo đến, ra sức đánh một trận, giết quân ung lương thay nằm khắp ruộng, máu chảy thành sông. Khổng Minh thu quân đắc thắng vào thành, khen thưởng vào ý lạo một hồi. Chợt có Lý Nghiêm ở Vĩnh An đưa thư cáo cấp đến. Khổng Minh giật mình mở ra xem, trong thư viết rằng gần đây nghe đông ngô sai người vào Lạc Dương, liên hòa với ngụy ngụy sai ngô sang đánh thục, nhưng may ngô chưa cất quân, nghiêm này dò biết được tin ấy, Xin thừa tướng liệu cho, khổng minh xem xong, nghi hoặc lắm, bèn họp các tướng lại nói, nếu đông ngô vào cướp thục, thì ta phải về cho mau mới được. Lập tức truyền cho quân mã chạy kỳ sơn hãy rút cả về Tây Xuyên. Vương Bình, Trương Ngực, Ngô Ban, Ngô Ý liền chia quân hai đường từ từ kéo đi. Thấy quân thục lui về, sợ có mưu kế gì, không dám đuổi theo, bèn dẫn quân đến ra mắt tư mã Ý, nói rằng quân thục rút lui không biết Ý tứ ra sao. Ý nói, khổng minh quỷ kế rất nhiều, không nên kinh động, ta cứ việc giữ cho vững, đợi họ hết lương, tự nhiên phải bỏ đi thôi. Đại tướng ngụy Bình nói rằng quân thục nhổ cả trại kỳ sơn mà lui rồi, phải nên thừa thế đuổi theo. Cơ sang đô đốc đóng quân không dám động, sợ thục như cọp, để thiên hạ chê cười cho à. Ý khăng khăng không nghe, khổng minh biết quân kỳ sơn về hết cả rồi, bèn gọi dương nghi, mã trung vào trướng, truyền bảo một kế sai dẫn một vạn tay cung nỏ đi mai phục trước ở hai bên đường mộc môn núi kiếm các dặn nếu quân ngụy đuổi theo nghe tiếng pháo phải kiếp lăn gỗ đá ra chặn lối đi lại rồi cho quân nhất tề bắn xuống hai người mang quân đi lại gọi quan hưng ngụy diên sai dẫn quân đi đoạn hậu bốn mặt thành vẫn cắm tinh kỳ bên trong đốt mấy đống cỏ khói lửa um lên còn đại quân kéo hết về đường mộc môn Quân ngụy đi tuần tiểu về báo với tư mã ý rằng, đại đội quân thuộc rút cả rồi, nhưng không biết quân trong thành còn nhiều hay ít. Ý đến tận nơi nhìn xem, thấy tinh kỳ vẫn cắm chỉnh tề, trong thành có khói lửa bốc lên, cười mà rằng, đây tất là thành bỏ không thôi, sai người vào dò xem, quả nhiên chỉ chơ một cái thành không. Ý mừng, nói, khổng minh chạy rồi ai dám đuổi theo, trường cáp xin đi, ý gàn lại, nói, ông nóng tính qua không nên đi. Cáp nói, đồ đốc sai tôi làm tiên phong, này chính là lúc lập công, sao lại không cho đi? Ý nói, quân thuộc rút lui, phàm chỗ hiểm trở tất có mai phục, nên phải cẩn thận 10 phần thì mới đuổi được. Cáp nói, lẽ ấy tôi đã hiểu rồi, bất tất phải lo. Ý nói, ông đã muốn đi thì, đừng có hối. Cáp nói, đại trưởng phu bỏ mình báo nước, dù chết cũng không oán hận gì. Ý nói, có phải ông đã nhất định đi thì nên dẫn 5.000 quân đi trước. Ngụy Bình dần hai vạn quân bộ đi sau, để phòng mai phục, còn tôi dẫn ba nghìn quân đi sau nữa để tiếp ứng. Trường Cáp vâng lệnh, dẫn quân hỏa tốc đuổi theo, đi được ba mươi dặm, bỗng đầu sau lưng tiếng reo nổi dậy, rồi một toán quân trong rừng rậm đổ ra. Tướng đi đầu cắp đao kìm ngựa quát to lên rằng, tướng giặc dẫn quân đi đâu đó, cáp nhìn xem thì ra là ngụy Diên, bèn nổi giận, quất ngựa lại đánh. Được mươi hiệp, Diên giả thua chảy cáp lại đuổi thêm ba chục dặm nữa kìm ngựa lại nhìn xung quanh không thấy có phục binh lại tế ngựa đuổi theo vừa qua khỏi sườn núi lại có tiếng reo ầm ĩ một toán quân xông ra tướng đi đầu là quan hưng cắp đao kìm ngựa gọi to lên rằng trương cáp chớ đuổi nữa có ta ở đây cáp xông vào giáp chiến được mươi hiệp hưng quay ngựa chạy cáp ra sức đuổi theo đến một khu rừng rậm cáp đâm nghi cho người đi dò thám bốn mặt tịnh không có quân mai phục nào lại càng vững tâm đuổi giết. Chẳng dè ngụy diên lẻn đến trước mặt, cáp lại đánh nhau hơn nguy hiệp nữa, diên lại chạy. Cáp càng cố sứa đuổi ra, quan hưng lẻn đến trước mặt chặn đường. Cáp giận lắm, vỗ ngựa đón đánh, độ được nguy hiệp quân thục vứt cả áo giáp, đồ đạc đầy đường. Quân ngụy xuống ngựa tranh nhau lấy của, ngụy diên, quan hưng hai tướng thay đổi nhau chống cự. Trường cáp vẫn hăng sức đuổi theo, dần dần chiều tối, đuổi đến cửa đường mục môn ngụy diên quay ngựa lại quát to lên rằng bớ quân nghịch tặc trương cáp kia ta không muốn cự nhau với mày sao mày lại cứ đổi ra mãi Này ta quyết sống mái với mày một trận cáp giận lắm tế ngựa xông vào đánh ngụy diên diên múa đao trông đỡ chưa đầy mười hiệp diên thua to bỏ cả áo giáp mũ và ngựa dẫn bại quân chạy rẽ vào đường mộc môn trương cáp càng hăng lại thấy ngụy diên thua chạy, liền tế ngựa dấn theo bấy giờ trời đã tối mịt, bỗng có tiếng pháo nổ vang, rồi lửa ở trên núi bốc sáng vàng vặc, đá gỗ quăng xuống ngổn ngang, chặn mất đường đi. Cáp thất kinh, kêu rằng ta mắc phải mẹo mất rồi, lập tức quay ngựa chạy về, té ra mé sau cũng bị đá gỗ chặn lấp mất đường, ở giữa chỉ còn một khoảng đất trống, hai bên toàn vách núi. Cáp hết đường lui tới, bỗng nghe một tiếng cồng, hai bên núi hàng vạn cung nỏ bắn ra, tên bay như châu trống thương hại thay cho trương cáp và hơn trăm bộ tướng cùng bị bắn chết ở trong đường mộc môn có thơ khen khổng minh rằng tên bay tua tùa tựa mưa rào đường mộc môn kia bắn tướng tạo qua lại ngắm nhìn sườn kiếm các quân sư còn nức tiếng mưu cao trương cáp chết rồi quân ngụy theo sau đuổi gọi đến thấy lấp mất lối biết rằng mắc phải mẹo vội vàng quay ngựa rút lui sực ngoảnh trên đỉnh núi có tiếng gọi to lên rằng gia cát thừa tướng ở đây chúng ngẩng mặt lên nhìn thấy khổng minh đứng trong bóng lửa sáng trỏ xuống bảo rằng ta hôm nay đi săn định bắt một con ngựa trò tư mã ý lại tin nhầm phải con nai trò trương cáp. chúng mày cứ vững dạ đi về bảo với trọng đạt nay thế nào cũng bị ta tóm được quân ngụy về ra mắt tư mã ý thuật lại sự việc ý xót xa không biết ngần nào ngừng mặt than rằng để cho trương tuấn nghĩa chết đi là lỗi tại ta bèn tu quân về lạc dương ngụy chủ nghe tin trương cáp chết gạt nước mắt than thở hồi lâu sai người tìm thây đem về hậu táng khổng minh về hán trung định về thành đô ra mắt hậu chủ lý nghiêm tâu với hậu chủ rằng lương thảo đã chu biện hết cả sắp tài ra cho thừa tướng không hiểu tại sao thừa tướng lại rút quân về hậu chủ thấy vậy sai thượng thư phí vĩ vào hán trung hỏi khổng minh vì cớ gì mà dẫn quân về vĩ đến hán trung truyền đạt ý của hậu chủ Khổng Minh giật mình mà rằng, Lý Nghiêm viết thư cáo cấp nói Đông Ngô sắp cất quân vào cướp xuyên, vì thế phải về. Vĩ nói, Lý Nghiêm tâu với thiên tử rằng quân lương đã biện xong, không biết thừa tướng vì cớ gì mà rút quân về. Bởi thế, thiên tử sai tôi ra hỏi xem sao, Khổng Minh giận lắm, sai người dò xét, té ra Lý Nghiêm vì chưa biện được quân lương, sợ thừa tướng bắt tội, cho nên đưa thư ra nói dối việc Đông Ngô để Khổng Minh rút quân về, rồi lại tâu man với thiên tử để che đậy tội lỗi của mình. Khổng Minh giận lắm, nói: đồ sất phu, vì việc riêng mình mà dám lỡ cả việc lớn nhà nước, bèn sai người nói lý nghiêm đến toàn chém. Phi vĩ can rằng, thừa tướng nên nghĩ cái tình tiên đế thác cô cho hắn, tạm hãy khoan thứ một phen. Khổng Minh nghe theo, Phi vĩ lập tức tả biểu tâu với hậu chủ. Hậu chủ xem biểu đùng đùng nổi giận, quát võ sĩ lôi lý nghiêm ra chém tham quan tưởng uyển tâu rằng Lý Nghiêm là người của tiên đế Thác Cô khi xưa, xin bệ hạ hãy khoan thứ cho hắn lần này. Hậu chủ nghe lời không chém, nhưng cách chức xuống làm thứ dân, đẩy Nghiêm ra quận tử đồng. Khổng Minh vào thành đô, dùng con Lý Nghiêm là Lý Phong làm trưởng sử, rồi chuẩn bị lương thảo, giảng tập chiến trận, sắm sửa khí giới, chăm nom đến tướng sĩ, đợi ba năm nữa, sẽ lại xuất trinh. Quân dân trong hai xuyên, ai nấy đều được đội ơn người ấy đức ngày tháng thoi đưa, thâm thoát đã được ba năm, bấy giờ là năm kiến hưng thứ 12 mùa xuân tháng 12. Khổng Minh vào chầu tâu rằng tôi chăm nom quân sĩ đã được ba năm, lương thảo dư dật, khi giới chỉnh tề, quân mã hùng tráng, nên sang đánh ngụy. Phèn này nếu không quét sạch bọn gian đảng, đem lại trung nguyên, thề rằng không trông thấy bệ hạ nữa. Hậu chủ nói, nay thiên hạ đã thành thế chân vạc, ngô, ngụy không quấy nhiễu nước ta, tướng phụ sao không ngồi yên mà hưởng thái bình. Khổng Minh nói, tôi chịu ơn chi ngộ của tiên đế, ngay trong lúc mơ màng cũng không quên nghĩ đến mẹo đánh ngụy, nay xin hết sức tận tâm, đem lại trung nguyên cho bệ hạ, để nhà hán nổi lên, đó là lòng mong muốn của tôi. Khổng Minh nói chưa dứt lời, một người bước ra nói rằng, thừa tướng không nên cất quân đi nữa, chúng nhìn xem ai thì là tiêu chu, đó là võ hầu hết sức lo vì nước thái sứ xem cơ luận việc trời. Chưa biết tiêu chu bàn bạc ra sao, xem hồi sau phân giải. Hồi 102, từ mã y chim giữ Bắc Nguyên, vị kiều, ra cát lượng chế ra châu gỗ, ngựa máy, nói về tiêu chu hiện đang làm thái sử, hiểu biết thiên văn. Thấy khổng minh lại muốn cất quân đi, mới tâu với hậu chủ rằng, trước tôi coi về việc thiên văn, có điều gì hay giờ phải tâu cho rõ. Gần đây, có một đàn chim vài vạn con tự phương Nam bay lại, đâm nhào cả xuống sông Hán Thủy mà chết đó là một điểm không may. Tôi lại xem thiên tướng, thấy sao khuê đứng vào phận thái bạch, khiến phương Bắc đang vượng lắm, không nên đánh nguy. Nhân dân ở thành đô nhiều người còn nghe trong cây bách có tiếng khóc đêm. Những việc tai quái như thế xảy ra, xin thừa tướng giữ gìn không nên kinh động. Khổng Minh nói ta chịu ơn thác cô của tiên đế rất trọng, nên hết sức đánh giặc, có đâu vì chút điểm gở huyền ảo mà bỏ việc to nhà nước được liền sai mổ châu bò làm lễ tế ở miếu chiêu liệt, rồi vào lễ khóc lóc khấn rằng, lượng tôi năm lần ra kỳ sơn chưa lấy được một tấc đất nào, mang tội nhiều lắm. Này thống lĩnh toàn bộ lại ra kỳ sơn, thề xin hết sức tận tâm, để tiểu trừ giật cho nhà Hán, khôi phục lại trung nguyên, nguyện dốc hết tâm thần và sức lực kỳ đến chết mới thôi. Tế xong, là từ hậu chủ đến nơi Hán Trung, hội các tướng lại bàn bạc việc cất quân. Chợt có tin báo quan hưng bị bệnh mất, Khổng Minh khóc ầm lên, ngất lăn xuống đất, nửa giờ mới tỉnh. Các tướng ân cần khuyên giải. Khổng Minh than rằng thường thay người trung nghĩa như thế, mà trời không cho thọ. Tà phen này ra quân lại thiếu mất một viên đại tướng rồi. Có thơ than rằng, sống thác là thường lý, phù du cũng một đời, miễn có chung với hiếu, hà tất sống lâu dài. Khổng Minh dẫn 40 vạn quân thục chia làm năm đường tiến đi, sai Khương Duy, Ngụy Diên làm tiên phong, kéo ra hội ở Kỳ Sơn sai lý khôi vận lương thảo ra cửa đường tà cốc trước, chờ sẵn ở đó. Nói về nước ngụy, nhân năm trước có rồng xanh tự trong giếng ma pha bay ra, mới đổi niên hiệu là Thanh Long. Năm ấy là năm Thanh Long thứ hai, mùa xuân, tháng hai, cận thần tâu rằng quân thuộc hơn 30 vạn, chia làm năm đường, lại ra kỳ sơn. Ngụy chủ thất kinh, kiếp tư mã ý đến hỏi rằng quân thuộc đã ba năm không vào quấy nhiễu, nay ra cát lượng lại ra kỳ sơn thì làm thế nào? ý tâu rằng tôi xem thiên văn thấy vượng khí ở trung nguyên đang thịnh sao khuê phạm vào ngôi thái bạch không lợi cho tây xuyên nay ra cát lượng tự cậy tài trí muốn trái lòng trời chẳng qua tự cầu lấy sự bại vong mà thôi tôi nhờ hồng phúc bệ hạ xin ra phá giặc ấy nhưng xin bệ hạ cho bốn người nữa cùng đi với tôi tào tuấn hỏi bốn người ấy là ai ý nói hạ hầu uyên có bốn con con cả tên là bá tự trọng quyền thứ hai tên Huy, tự Quý Quyền, thứ ba tên Huệ, tự Nha Quyền, con út tên Hòa, tự Nghĩa Quyền. Bá uy hai người giỏi cung ngựa, Huệ Hòa hai người tinh thao lược, bốn người ấy vẫn muốn báo thù cho cha, này tôi xin cử hạ hầu bá, hạ hầu uy làm tả hiệu tiên phong, hạ hầu Huệ, hạ hầu Hòa, làm hành quân tư mã, cùng giúp việc quân cơ, để phá quân thục. Tuấn nói, trước kia phò mã hạ hầu mậu lầm lỡ quân cơ, làm thiệt bao nhiêu quân mã đến nay còn thẹn chưa về bốn người này có giống mậu không ý nói bốn người này khác hẳn tuấn ưng cho sai tư mã ý làm đại đô đốc được quyền điều dụng các tướng sĩ chỉ huy quân mã các sứ ý vâng lệnh từ biệt ra thành tuấn lại tận tay viết chiếu trao cho ý chiếu rằng người đến vị tân nên giữ vững thành trì chớ nên ra đánh quân thục không giờ cho gì được thường hay giả tảng rút về để dụ địch người chớ nên đuổi theo đợi khi nào bọn chúng cạn lương tự nhiên phải chạy bấy giờ sẽ thừa cơ mà đánh chắc chắn sẽ thắng dễ dàng mà quân mã cũng đỡ mỏi mệt mẹo hay không gì hơn thế Từ mã ý cúi đầu chịu lời chiếu ngay hôm ấy đến trường an tụ tập quân mã các sứ cả thảy bốn chục vạn kéo đến bến sông vì hạ trại lại sai năm vạn quân bắt chín nhịp cầu phao trên sông cho tiên phong hạ hầu bá hạ hầu uy qua bên bờ sông kia cắm trại lại sai đắp một dãy thành ở cánh đồng mé đu trại, phòng bị bất ngờ. Ý đang bàn với các tướng, chợt có quách hoài, tôn lễ đến ra mắt. Ý đón vào, chào hỏi xong xuôi, hoài nói quân thục hiện nay ở Kỳ Sơn, nếu để họ qua sông Vị lên bờ, liên tiếp giáp được với núi Bắc Sơn, chẹn ngang đường lũng đạo, thì thật đáng lo lắm. Ý nói, ông nói phải đấy, ông hãy tổng đốc cả quân mã sứ lũng Tây, giữ lấy Bắc Nguyên mà hạ trại, cứ việc giữ thành cao hào sông đóng quân lại chớ động, đợi khi nào quân địch hết lương, ta sẽ đánh. Quách hoài, tôn lễ lĩnh mệnh, dẫn quân đi hạ trại. Bấy giờ khổng minh ra kỳ sơn, hạ năm trại lớn chia ra tả hữu trước sau và ở giữa. Từ hang từ cốc đến mãi núi kiếm các, lập hai mười bốn trại lớn liên tiếp nhau, chia đóng quân mã, làm kế lâu dài. Hàng ngày sai người đi tuần tiễu, chợt có tin báo rằng quách hoài. Tôn lễ lĩnh quân lũng Tây, hạ trại ở Bắc Nguyên. Khổng Minh bảo các tướng rằng quân ngụy cắm trại ở Bắc Nguyên, đó là sợ ta lấy mất đường ấy, làm nghẽn lối sư lũng đó thôi. Ta này giả đò đánh Bắc Nguyên, nhưng kỳ thực đến ngầm lấy vị tân. Ta sai người đóng sẵn hơn trăm chiếc bè gỗ, tài cỏ khô, kéo năm nghìn quân thủy tù giỏi, chở bè. Ngày đêm ta đánh mặt Bắc Nguyên, tư mã ý tất dẫn quân lại cứu. Ta săn đò trước, qua bên kia sông, rồi ta cho tiền quân xuống cả bè. Xui dòng đốt cầu, để đánh mặt sau, ta thì tự dẫn quân đến đánh phía trước dinh. Nếu lấy được mé nam sông vị, thì tiến quân không khó gì nữa. Các tướng tuân lệnh, người nào đi mặt nấy, có tiểu mã phi báo với tư mã ý, y gọi các tướng đến bản rằng khổng minh làm thế, tất có mưu mẹo. Hắn giả tiếng là lấy bắc nguyên, nhưng kỳ thực lại đốt cầu phao của ta, thế là quấy mặt sau mà hóa ra đánh mặt trước đây. Lập tức truyền lệnh cho hạ hầu bá hạ hầu uy rằng khi nào nghe mé bắc nguyên có tiếng reo thì đem binh vào núi nam sơn cạnh sông vị thủy đợi quân thục đến mà đánh lại sai trương hồ nhạc lâm dẫn hai nghìn tay cung nỏ phục sẵn ở bờ bắc canh cầu phao dặn rằng nếu quân thục bơi bè gỗ thuận dòng xuôi xuống phải nhất tề bắn tên ra chớ cho đến gần cầu lại truyền lệnh cho quách hoài tôn lễ rằng khổng minh đến đánh bắc nguyên sang ngầm sông vị trại của người mới lập ra không có mấy nỗi quân mã nên phục quân sẵn ở nửa đường, cuối giờ ngọ, quân thục sang đò, chiều tối tất đến đánh trại. Người nên giả tảng thua, quân thục chắc đuổi theo, bấy giờ sẽ cho quân bắn tên ra. Quân ta tiến cả hai mặt thủy bộ, nếu quân thục kéo ủa đến, thì cứ xem ta trỏ vào đâu là đánh đấy. Truyền lệnh cho các tướng xong rồi ý lại sai hai con là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu dẫn quân sang cứu Bắc Nguyên. Nói về khổng minh sai ngụy Diên, Mã Đại dẫn quân sang đò sông Vị đánh giặc bắc nguyên sai ngô ban ngô ý dẫn quân thuận dòng xuống nốt cầu phao sai vương bình trương ngực làm tiền đội khương duy mã trung làm trung đội liêu hóa trương dực làm hậu đội chia quân làm ba mặt đánh trại trên bờ sông vị giờ ngọ hôm ấy quân mã sang sông giàn thành thế trận từ từ kéo đi ngụy diên mã đại đi gần đến bắc nguyên thì trời đã tối tôn lễ thấy có quân thục đến bỏ trại chạy luôn Ngụy Diên biết đã có phòng bị rồi, vội rút quân về, đã thấy bốn mặt tiếng reo nổi lên, rồi từ mã ý, Quách Hoài hai mặt đổ đến. Ngụy Diên, Mã Đại cố sức đánh, quân tục xa xuống sông chết đuối rất nhiều. Còn toán quân khác đang không có đường nào trốn, may gặp Ngô Ý dẫn quân đến cứu, mới thoát được về bờ bên này. Ngô Ban dẫn một nửa quân bơi bè xuống đốt cầu phao, bị Trương Hổ, Nhạc Lâm ở trên bờ bắn tên xuống như mưa ngô ban tin phải tên lăn xuống sông chết quân sĩ nhảy trốn cả xuống sông bao nhiêu bè quân ngụy cướp được sạch bấy giờ vương bình trương ngực chưa biết quân bắc nguyên bị thua cứ kéo thẳng đến trại ngụy vào độ canh hai nghe tiếng reo nổi ẩm bốn phía vương bình bảo với trương ngực rằng quân ta đánh mặt bắc nguyên chưa biết được thua thế nào trại vị nam này ở ngay trước mặt sao lại không thấy một tên quân ngụy nào chẳng lẽ tư mã y đã biết trước phòng bị rồi chăng chúng ta hãy đợi xem nơi cầu phao có ngọn lửa bốc lên rồi sẽ tiến binh. Hai người mới kìm binh mã lại không tiến nữa. Chợt có kỵ mã báo rằng, thừa tướng truyền phải rút về ngay. Quân ở Bắc Nguyên và quân đốt cầu thua cả rồi. Vương Bình, trương ngực cả kinh, vội vàng rút quân về. Bỗng đâu, nổi một hiệu pháo, lửa sáng rực trời, quân ngụy ở mé sau kéo đến. Vương Bình, trương ngực dẫn quân ra địch. Hai bên đánh nhau giao giết một trận, quân thuộc thiệt hại mất già nửa, hai tướng cố chết, vừa đánh vừa chạy được thoát, khổng minh về đến trại kỳ sơn, thu nhặt quân tàn, ước chừng thiệt hơn một vạn người, trong bụng buồn rầu. Chợt có phi vĩ ở thành đô đến ra mắt khổng minh nói rằng ta có một phong thư, muốn phiền túc hạ đem đến đông ngô. Không biết túc hạ có đi giúp được cho ta không, vĩ bẩm thừa tướng đã sai, tôi đâu dám từ, khổng minh viết thư giao cho phi vĩ. Vĩ mang thư đến thẳng kiến nghiệp, vào ra mắt ngô vương tôn quyền trình dâng thư lên tôn quyền mở ra xem thư rằng nhà hán chẳng may dường vua đức mối giặc tào phản nghịch vạ lây đến nay lượng chịu việc của chiêu liệt hoàng đế ủy thác cho rất trọng dám chẳng hết sức hết lòng nay đại binh của lượng đã hội cả ở kỳ sơn quân giặc sắp tan vỡ ở sông vị thùy xin bệ hạ nghĩ đến nghĩa đồng minh sai tướng sang đánh mặt bắc để cùng lấy trung nguyên mà chia đôi thiên hạ thư nói khôn cùng, muôn mong soi xét quyền xem thư xong mừng lắm, bảo phí vĩ rằng, trẫm muốn cất quân đã lâu, nhưng chưa có dịp nào. nay khổng minh đã có thư đến đây, nay mai trẫm sẽ cất quân ra xảo môn, đánh lấy tân thành, lại sai lục tốn, ra cát cần đóng quân ở giang hạ, miệng khẩu để lấy đương dương, bọn tôn thiều thì cho đem quân ra quảng lăng, đánh lấy các xứ hoài âm, ba sư tiến binh cả một lúc, cả thầy ba mươi vạn quân chỉ nay mai là lên đường. Phú Vĩ lại tạ nói, nếu như thế thì Trung Nguyên chẳng mấy nỗi mà phá được. Quyền mở tiệc yến thết đãi phi vĩ. Trong khi uống rượu, Quyền hỏi rằng, trong quân thừa tướng, dùng ai làm tiên phong đi phá giặc? Vị thưa, có Ngụy Diên làm tiên phong, Quyền cười, nói, Ngụy Diên sức khỏe có thừa, nhưng bụng thì bất chính. Nếu một mai khổng minh mất đi, hắn tất gây vả, khổng minh há lại không biết du. Vĩ nói, bệ hạ dạy phải lắm, tôi xin về nói với thừa tướng tôi. Bèn từ tôn quyền về kỳ sơn, ra mắt khổng minh, nói việc ngô vương khởi 30 vạn quân, chia làm ba đường, ngự giá thân trinh. Khổng minh hỏi, ngô vương có nói gì nữa không? Vĩ thuật lời ngô vương nói về ngụy diên. Khổng minh than rằng, ngô vương thực là chúa thông minh, ta không phải là không biết ngụy diên, vì còn tiếc sức khỏe của hắn mà dùng đó thôi. Vĩ nói: "Thừa tướng nên khu xử việc ấy cho sớm." Khổng Minh nói: "Ta đã có cách khu xử rồi." Vĩ lại từ Khổng Minh trở về Thành Đô, Khổng Minh đang hội các tướng thương nghị việc tiến binh, sực có một tướng Ngụy đến xin hàng. Khổng Minh đòi vào hỏi, tướng ấy bẩm rằng: "Tôi là Tỷ tướng nước Ngụy, tên là Trịnh Văn, tôi vẫn cùng với Tần Lãnh Lĩnh quân mã, theo Tư Mã Ý sai khiến." Không ngờ ý tư vị ra cho Tần Lãng làm tiền tướng quân mà coi rẻ tôi như cỏ rác vì thế tôi bực mình đến hàng thừa tướng xin thu dụng cho trịnh văn vừa nói dứt lời thì tần lãnh dẫn binh đến trước trại thách trịnh văn ra đánh khổng minh nói võ nghệ người này đọ với ngươi hơn kém làm sao trịnh văn thưa tôi chém được y lập tức khổng minh nói nếu giết được tần lãng thì ta mới tin trịnh văn lên ngựa ra trại đánh nhau với tần lãng khổng minh cũng theo ra đứng xem Tần lãng vác giáo, quát to mắng rằng quân phản tập kia, ăn trộm ngựa chiến của ta, phải đem trả ngay đây. Nói đoạn, xông thẳng vào đánh trịnh văn, văn quất ngựa múa đao đón đánh, chỉ một hiệp, chém chết tần lãng ngã quay xuống ngựa. Quân ngụy chạy mất cả, trịnh văn cầm đầu tần lãng vào trại khổng minh về chướng ngồi chỉnh tề, gọi trịnh văn đến, bỗng nhiên nổi giận, quát tả hiểu, lôi ra chém cho ta, trịnh văn kêu rằng tiểu tướng có tội gì đâu. Khổng Minh nói, ta đã biết mặt tần lãng rồi. Mày chém người này không phải là tần lãng, lừa dối thế nào được ta? Văn lại kêu rằng, đây quả là tần minh, em ruột của tần lãng đây. Khổng Minh cười mà rằng, từ mã ý sai mày lại trá hàng, để thừa cơ hại ta. Nhưng lừa dối ta sao được, nếu không nói cho thực, ta quyết lấy đầu mày không tha. Trịnh Văn cứng họng, kêu van xin tha tội. Khổng Minh nói, mày có muốn sống, thì viết thư về đưa cho tư mã ý xui y đến cướp trại, ta sẽ tha tính mệnh cho. Nếu bắt được tư mã ý, tức là công mày, ta lại trọng dụng thêm nữa. Trịnh Văn viết một tờ thư trình lên khổng minh, khổng minh sai đem Trịnh Văn giam lại, phản kiến hỏi rằng thừa tướng sao lại biết người ấy trá hàng. Khổng minh nói tư mã ý dùng người cẩn thận, nếu cho tần lãng làm tiền tướng quân, thì tất võ nghệ giỏi giang. Này mới đánh nhau có một hiệp, đã bị Trịnh Văn giết chết, cho nên ta biết là trá các tướng đều bái phục, khổng minh kén một tay quân sĩ láo lỉnh, dặn nhỏ mọi điều. Tên ấy lĩnh mệnh, cầm thư đến thẳng trại ngụy, xin vào ra mắt tư mã ý, y gọi vào, tên ấy dâng phong thư. Ý mở ra xem, rồi hỏi rằng, mày là thế nào, tên ấy thưa, tôi là người ở Trung Nguyên, lưu lạc vào trong thục. Trịnh Văn là người cùng làng với tôi, nay khổng minh thấy Trịnh Văn có công, cho làm tiên phong. Trịnh Văn nhờ tôi đem thư này dâng đô đốc hẹn đến đêm mai đốt lửa làm hiểu, xin đô đốc đem hết đại quân đến cướp trại thục. Trịnh Văn xin làm nội ứng, từ mã ý hỏi vặn hai ba lần, lại xem đi xem lại tờ thư, quả nhiên là chữ của Trịnh Văn. Ý bấy giờ mới tin, cho quân sĩ ăn cơm uống rượu rồi dặn rằng, canh ba đêm mai, ta tự dẫn quân đến cướp trại thục nếu thành đại sự, ta sẽ trọng dụng ngươi. Tên quân lại từ về trải, thuật chuyện với khổng minh. Khổng minh cắp một thanh kiếm, bước theo sau cương cầm bút niệm câu thần chú rồi gọi vương bình trương ngực mã trung mã đại ngụy diên khương duy mỗi người dặn dò mẹo mực cho dẫn quân mai phục đâu đấy khổng minh dẫn vài mươi người lên một đỉnh núi cao để chỉ huy ba quân tư mã y thấy thư của trịnh văn muốn dẫn hai con đến cướp trại thục còn cả là tư mã sư can rằng phụ thân tin gì một mảnh giấy mà tự mang thân vào nơi nguy hiểm lỡ sơ xuất thì làm thế nào không bằng sai một tướng khác đi trước, phụ thân dẫn quân đến tiếp ứng sau là hơn. Ý nghe lời, xoay tần lãng dẫn một vạn quân đến cướp trại thục. Ý tự dẫn quân đi sau tiếp ứng, chập tối hôm ấy, gió mắt trăng trong, sang canh hai, bỗng nhiên mây phủ khắp trời, đêm tối như mực, giáp mặt không trông thấy nhau. Ý mừng rỡ, nói trời cho ta thành công chuyến này, bởi vậy, người ngậm tâm, ngựa khóa miệng, kéo đi. Tần lãng dẫn một vạn quân, xông vào trại thục không thấy một người nào lãng biết mắc phải mẹo vội vàng rút quân thì bốn mặt lửa đã bốc cháy tiếng reo dậy đất rồi mé tả có vương bình trương ngực mé hữu có mã đại mã trung hai mặt đổ lại tần lãng cố chết mà đánh không sao thoát ra được từ mã y thấy lửa sáng rực trời chưa biết quân mình được thua thế nào thúc quân cứ trông chỗ mọn lửa kéo đến bỗng nhiên lại nổi tiếng reo trống đánh tù và tội om à, pháo nổ ầm ầm, rồi Ngụy Diên, Khương Duy, hai mặt kéo ra. Quân Ngụy rối loạn, chạy tán lạc ra tư phía, tổn hại mất tám chín phần. Bấy giờ một vạn quân của Tần Lãng bị quân thục vây bọc bốn mặt, tên bắn ra như châu chấu, chết hại rất nhiều. Tần Lãng cũng chết ở trong đám loạn quân, từ mã y dẫn bại quân chạy về bản trại, từ cuối canh ba trở đi, trời lại quang đáng như trước khổng minh ở trên đầu núi khua chiêng thu quân trong lúc canh hai bỗng dưng có mây đen mù tối nguyên là khổng minh dùng phép độn giáp làm ra sau khi thu quân trời lại trong sáng đó là khổng minh sai thần lục đinh lục giáp quét sạch mây đi nên trời lại sáng khi ấy khổng minh thắng trận về trại sai đem trịnh văn ra chém rồi bàn kế lấy trại vị nam ngày nào cũng sai quân kéo đến khai chiến quân ngụy nhất định không ra khổng minh ngồi một chiếc xe nhỏ đi xem địa lý mé trước núi kỳ sơn và góc đồng phía tây sông vị khổng minh đi đến một cửa hang trông như hình quả bầu giữa phình rộng ra có thể chứa hàng nghìn người được một quãng núi đôi bên thắt lại rồi lại phình ra một hang chứa được bốn năm người mé sau núi bọc xung quanh có một con đường ở giữa chỉ một người một ngựa đi vừa khổng minh xem xong mừng lắm hỏi quan hướng đạo rằng, đây gọi là hang gì? Quân hướng đạo đáp, ở đây là hang thượng phương, lại thường gọi là hang hồ lô. Khổng Minh về trại gọi hai tỷ tướng Đỗ Tuấn, Hồ Trung, dặn bảo mật kế, sai đem nghìn thợ vào trong hang hồ lô, chế tạo ra châu ngựa gỗ có máy để dùng việc. Lại sai mã đại lĩnh 500 quân giữ chặt cửa hang, dặn rằng nội là thợ thuyền không được cho ra ngoài, người ngoài không được cho vào. Ta thỉnh thoảng đến coi xét mẹo bắt tư mã ý chỉ ở cây ấy chớ để tiết lộ mã đại vâng mệnh giữ cửa hang đỗ tuấn hồ trung coi đốc thợ thuyền chế tạo khổng minh mỗi ngày đến chỉ bảo cách thức làm một hôm dương nghi vào bẩm rằng hiện nay lương gạo chứa cả ở núi kiếm các dân phu và châu ngựa vận tài vất vả lắm làm thế nào khổng minh cười nói ta nghĩ đã lâu rồi trước kia ta đã chưa sẵn gỗ và gỗ to mới mua ở tây xuyên ta đã sai người chế tạo ra châu để tải vận lương lạo, rất là tiện lợi châu ngựa không phải ăn uống gì có thể đi được cả ngày lẫn đêm chúng cùng ngạc nhiên hỏi rằng từ xưa đến giờ chưa có châu gỗ ngựa gỗ chạy được bao giờ thừa tướng có phép gì tài mà chế ra được máy lạ như vậy khổng minh nói ta đã sai người chế tạo nhưng chưa xong nay ta hãy kể cách thức vuông tròn rộng hẹp giải vắn cho các người nghe chúng mừng lắm khổng minh viết ra một tờ giấy đưa cho chúng xem các tướng xem xong mừng nói rằng thừa tướng thật là thần nhân qua vài ngày nữa châu ngựa chế tạo xong chẳng khác gì châu ngựa thực lên núi xuống núi được cả ba quân trông thấy đều vỗ tay gieo mừng khổng minh sai cao tường dẫn một nghìn quân đem châu ngựa vận lương tự núi kiếm các bến trại kỳ sơn để cấp cho quân ăn có thơ khen rằng núi kiếm gập gành xưa Ngựa chạy, hàng tà quanh quất lối châu đi, đời sau nếu biết dùng mưu ấy, tài vẫn còn ai khó nhọc gì. Từ Mã Ý ở trong trại, đang khi buồn bã, chợt có quân tiểu về báo quân tục dùng châu ngựa máy bằng gỗ vận lương, người không khó nhọc gì cả. Từ Mã Ý giật mình, nói: "Ta muốn giữ vững không ra, là vì thấy việc vận lương của hắn gian khổ, không tiếp tế luôn luôn được nên ta không đánh vội, đợi cho hắn hết lương thì phải chạy." Nay hắn dùng cách này, ý muốn ở đây lâu dài không rút về nữa, làm thế nào bây giờ? Liền gọi Trương Hồ, Nhạc Lâm đến dặn rằng, hai người, mỗi người dẫn 500 quân đi lẻn ra đường nhỏ hang tà cốc, đợi lúc quân thục đem châu ngựa gỗ vận lương đi qua thì kệ cho nó đi hết, rồi sẽ đổ ra, không nên bắt nhiều, chỉ lấy năm ba con mang về cho ta. Hai tướng vâng lời, dẫn quân ăn mặc giả làm quân thục nửa đêm đi lẻn theo đường nhỏ, phục ở trong hang. Hôm sau thấy cao tường dắt châu ngựa đi qua, đi vừa khỏi, hai bên đánh trống hò reo ổ ra. Quân thục không kịp phòng bị, phải bỏ mất vài ba đôi châu ngựa mà chạy. Hai tướng mừng rỡ, dắt về trại nhà, từ mã ý xem thấy châu ngựa gỗ quả nhiên cử động được như châu ngựa thực, mừng nói, hắn biết dùng phép này, dễ thường người ta không biết dùng chăng. Bèn gọi hơn trăm thợ đến, ngồi ngay trước mặt, tháo ra từng mảnh, sai theo đúng cách thức từng gang từng tấc, dài ngắn dày mỏng, cứ thế mà chế ra. Không đầy nửa tháng, làm ra hơn hai nghìn con chẳng khác gì của khổng minh liền sai chấn viễn tướng quân sầm uy dẫn một nghìn quân dắt châu ngựa gỗ ra lũng tây tải vận lương thảo đi lại luôn luôn quân tướng nước ngụy ai cũng mừng rỡ cao tường về ra mắt khổng minh thuật lại chuyện quân ngụy cướp mất mấy đôi châu ngựa gỗ khổng minh cười nói ta rất mong cho nó cướp ta chỉ tổn thất mấy đôi ngựa gỗ nhưng nay mai tất lấy được lương thảo chưa biết bao nhiêu mà kỳ các tướng hỏi rằng, sao thừa tướng lại chắc được như thế? Khổng Minh nói, từ mã ý trông thấy ngựa gỗ của ta, tất nhiên bắt trước cách thức cũng chế tạo ra được. Nhưng ta sẽ lại có mẹo khác, vài hôm sau, có người báo quân ngụy cũng làm ra trâu ngựa gỗ, đem ra lũng tây tải lương thảo. Khổng Minh mừng, nói, có sai lời ta đâu, liền gọi Vương Bình dặn rằng, người dẫn một nghìn quân, ăn mặc giả làm quân ngụy, đêm khuya đi lẻn qua Bắc Nguyên, nói phao là quân đi tuần lương, mà trà trộn vào bọn giặc, thừa cơ giết hết quân coi lương rồi dắt châu ngựa về. Khi về qua Bắc Nguyên, chỗ ấy tất có quân ngụy đuổi theo, người nên sai quân vặn hết lưỡi ra thì châu ngựa ấy không đi đi được nữa, và bỏ cả đấy mà chạy. Quân ngụy đến nơi kéo cũng không nổi, lôi cũng không đi, bây giờ ta sẽ có quân đến, ngươi lại phải quay lại, lấy lưỡi châu ngựa cha vào, rồi dắt về. Quân ngụy tất nghi là ma quỷ, không dám đuổi theo nữa đâu. Vương Bình vâng lệnh, dẫn quân đi. Khổng Minh lại gọi Trương Ngực đến dặn rằng người dẫn trăm quân, ăn mặc giả làm thuần lục đinh lục giáp đầu quỷ mình thú, dùng thuốc ngũ sắc bôi vào mặt, làm ra hình thù quái dị. Người nào cũng một tay cầm lá cờ thêu, một tay cầm gươm, mình đeo bầu hổ lô, trong bầu chứa sẵn đồ khói lửa, phục ở bên cạnh núi, đợi khi châu ngựa đi qua, thì đốt cho khói lửa bốc lên, rồi kéo ra dòng rất châu ngựa về trương ngực vâng lệnh dẫn quân đi lại gọi ngụy diên khương duy đến dặn rằng hai người dẫn một vạn quân ra chạy bắc nguyên tiếp ứng cho châu ngựa về lại gọi liêu hóa trương dực rằng hai người dẫn năm nghìn quân ra chạy đường tư mã ý lại cứu lại dặn mã trung mã đại rằng hai chúng ngươi dẫn hai nghìn quân đến vị nam khởi sự đánh nhau sáu tướng tuân lệnh ai nấy dẫn quân đi nói về tướng ngụy là sầm uy dẫn quân dắt châu ngựa gỗ vận lương đang đi được tin báo có quân đi tuần tiễu, uy sai người ra xem, quả nhiên là quân ngụy thực mới yên tâm kéo đi. Quân hai cánh vừa hợp làm một, bỗng nhiên nổi tiếng reo, quân thục ở trong đám quân ngụy xông ra, hô lên rằng đại tướng Vương Bình đây, quân ngụy chạy về trại Bắc Nguyên báo tin, quách vội vàng dẫn quân đến cứu, Vương Bình sai quân rút lưỡi châu ngựa ra bỏ cả dọc đường, rồi vừa đánh vừa chạy. Quách hoài truyền quân không đuổi vội, hãy dắt châu ngựa đem về, nhưng khi quân sĩ kéo ô cả lại dắt châu ngựa đi, thì lay không sao chuyển, kéo không sao động được. Quách hoài nghi hoặc, không biết tại sao, bỗng đầu, chống đánh tù và thổi, tiếng reo bốn mặt, rồi có hai cánh quân của Ngụy Diên, Khương Duy tràn đến, Vương Bình cũng quay lại, ba mặt đánh dồn vào quách hoài bị thua to chạy mất. Vương Bình sai quân tra lưỡi châu ngựa vào, rồi đốc thúc kéo đi. Quách hoài thấy vậy, toàn quay binh lại đuổi bỗng thấy mé sau núi, có một luồng khói đen ngùn ngụt bốc lên, rồi một đội thần binh kéo ra, mỗi người cầm một lá cờ, một thanh kiếm, mặt mũi kỳ quái, xúm quanh lại giữ trầu ngược, đi nhanh như gió. Quách hoài thất kinh, nói đây hẳn là thần xuống giúp cho quân thục, quân sĩ trông thấy, đều sợ mất vía, không dám đuổi theo. Từ mã ý nghe tin quân Bắc Nguyên bị thua, vội vàng đem quân đến cứu. Đi đến nửa đường, sực có một tiếng pháo nổ lên, rồi hai mặt quân đổ ra. Cờ hiệu để chữ to Trương Dực, Liêu Hóa, Tư Mã Ý giật mình, quân ngụy sợ run cầm cập, tan vỡ chạy trốn. Đó là đã gặp tướng thần, lương bị cướp, lại thêm quân phục, mạng hầu nguy, chưa biết Tư Mã Ý cự địch làm sao, xem hồi sau phân giải. Hồi 103, Hàng Thượng Phương, Tư Mã mắc nạn, gò ngũ trưởng, Già Cát Dâng sao? Tư Mã Ý bị Trương Dực, Liêu Hóa đánh rác một trận quân sĩ chạy tán lập hết, còn độc một mình một ngựa chạy chúi vào trong rừng rậm. Trương Dực thu nhặt hậu quân, Liêu Hóa thì cố miết đuổi theo Tư Mã Ý, dần dần đuổi kịp. Ý sợ cuống, chạy vòng quanh một cây to, hóa chém theo một đao, không ngờ chúng vào thân cây. Khi rút được đao ra thì Ý đã chạy xa rồi, Liêu Hóa đuổi theo, nhưng ra đến cửa rừng thì mất hút, chỉ thấy mé đông có một cái trỏm mũ vàng rơi xuống đất. Liêu Hóa nhặt lấy, Dối cứ nhắm phía đông đuổi theo. Nguyên là tư mã ý vất trỏm mũ về mé đông, nhưng kỳ thực lại chạy về mé tây. Liêu hóa đuổi một thôi đường, chẳng thấy tâm hơi đâu, ra đến cửa hang, gặp Khương Duy, mới cùng nhau về trại ra mắt khổng minh. Bấy giờ trương ngực cũng đem châu ngựa giao nộp, được hơn một vạn tạ lương. Liêu hóa nộp cái trỏm mũ vàng, được ghi làm công đồng. Ngụy Diên không bằng lòng, oan ức nói ra miệng, khổng minh làm ngơ như người không biết. Từ mã ý trốn về được đến trại, trong lòng buồn rầu. Chợt có sứ mang chiếu thư đến nói rằng Đông Ngô cất ba mặt quân vào cướp, triều đình đang bàn sai tướng ra cự địch, ở đây phải giữ cho vững, chớ có ra đánh vội. Từ mã ý tuân lời chiếu, giữ chắc thành trì không ra nữa. Nói về Tào Tuấn chia quân làm ba mặt, ra chống nhau với quân tôn quyền, sai lưu thiệu dẫn quân cứu mặt Giang Hạ, Điền Dư dẫn quân cứu mặt Tương Dương. Tuấn cùng với Mãn Sủng dẫn đại quân cứu hợp phi. Mãn Sủng đến cửa xào hồ trông thấy chiến thuyền mé đờ SN sát, tinh kỳ nghiêm chỉnh lắm, sủng vào trung quân tâu với ngụy chủ rằng quân ngô khinh ta mới đến, tất không phòng bị gì, đêm nay nên thừa cơ đến cướp thủy trại, chắc là được to. Ngụy chủ nói, người nói chính hợp ý chẫm lắm, liền sai kiện tướng trương cầu dẫn 5.000 quân, đem sẵn đồ đốt lửa, tự cửa xào hồ đánh vào. Mãn Sùng dẫn 5.000 quân từ bờ phía đông đánh sang. Cành hai đêm hôm ấy, Trương Cầu, Mãn Sùng dẫn quân đến cửa sào hồ, khi gần đến thủy trại, quân sĩ gieo ầm lên kéo vào. Quân ngô bối rối, chưa kịp đánh đã vỡ chạy, quân ngụy phóng hỏa đốt cháy thuyền bè, lương thảo, Khi giới, không biết bao nhiêu mà kề. Gia Cát cần dẫn bại quân chạy trốn ra miệng khẩu, quân ngụy được to kéo về. Hôm sau, quân đi tiêu báo tin với lục tốn tốn hội các tướng lại bàn rằng ta nên dâng biểu tâu với chúa thượng xin triệt quân vây ở phàn thành về chặn phía sau quân ngụy ta dẫn quân đến đánh mặt trước đầu đuôi giáp lại mà đánh thì mới phá được các tướng phục kế ấy lục tốn viết biểu sai tên tiểu hiệu mang biểu đi ngầm đến tân thành nhưng mới đi đến bến đò đã bị quân ngụy bắt được giải vào trung nguyên nộp ngụy trù tào tuấn sai khám bắt được tờ chiếu của lục tốn Tuấn xem xong than rằng, lục tốn ở đông ngô, bảy mưu này thật là diệu toán. Liền bắt giam tên tiểu hiệu và sai lưu thiệu phải cẩn thận đề phòng cánh hậu quân tôn quyền. Gia Cát cần bị thua một trận, lại gặp phải trời đang mùa nắng, người ngựa sinh bệnh chết nhiều. Cần đưa thư cho lục tốn muốn xin rút quân về nước. Tốn bảo với người đưa thư rằng, người về trình với tướng quân là ta đã có chủ ý. Sứ giả về báo với Gia Cát Cần cần hỏi xem lục tốn thường ngày hay làm gì. Sứ giả thưa, lục tướng quân mỗi ngày sai chúng ra cửa dinh trồng đậu, mình thì cùng với các tướng bắn kích ở cửa viên để làm vui. Cần giật mình, thân đến chạy lục tốn, hỏi rằng, này tào tuấn thân đốc đến đây, binh thế to lắm, đồ Đố đốc liệu chống chế ra làm sao? Tốn nói, tôi đã sai người dâng biểu cho chúa thưởng, không ngờ bị quân ngụy bắt được. Này cơ mưu đã tiết lộ mất rồi, quân kia tất phòng giữ trước, ta đánh cũng vô ích, không bằng rút quân về. Tôi dâng biểu hẹn với chúa thượng, xin từ từ rút quân. Cần nói, đồ đốc đã có bụng thế, nên rút quân về ngay, cớ sao lại còn trì hoãn. Tốn nói, quân ta muốn lui, phải thông thả mà rút mới được. Nếu lui ngay, quân ngụy tất thừa thế đuổi theo, thành ra mình rước lấy vạ mất. Túc hạ nên đốc thúc thuyền bè, làm ra dáng tiến lên chống giặc. Tôi thì đem quân mã kéo đến mặt tương dương, để cho quân ngụy sinh nghi, không biết thế nào rồi ta sẽ dần dần lui về Giang Đông. Như thế quân ngụy không dám đến gần ta, cần theo lời ấy, từ biệt lục tốn về trại, thu xếp thuyền bè, sắp sửa kéo đi, lục tốn chỉnh đốn đội ngũ, dành Giang ra Gia ý muốn kéo sang Tương Dương. Quân đi thám báo tin về ngụy chủ, nói rằng quân ngô đã động, xin đề phòng trước. Các tướng ngụy muốn ra đánh, ngụy chủ vốn đã biết tài lục tốn, bảo các tướng rằng lục tốn lắm mưu, hoặc là dùng mẹo dụ địch trăng, chớ nên khinh tiến cách được vài hôm quân đi tiễu về báo rằng ba mặt quân đông ngô rút về cả rồi ngụy chủ sai người ra thám xem lượt nữa quả nhiên như thế ngụy chủ nói lục tốn dùng binh chẳng kém gì tôn ngô mặt đông nam chưa sao dẹp được nhân thế sai các tướng chia ra giữa các nơi hiểm yếu tuấn dẫn đại quân đóng ở hợp vì phòng khi có biến động gì chăng khổng minh ở trại kỳ sơn muốn dùng cách lâu dài sai quân thục cầy cấy chung với dân ngụy, quân một phần, dân hai phần, tịnh không xâm phạm một ly nào của dân, dân ngụy vui lòng, yên cư lạc nghiệp. Từ mã sư nói với cha rằng quân thục cướp của ta biết bao nhiêu lương gạo, nay lại cho quân làm ruộng với dân ta ở trên sông Vị, dùng cách lâu dài, thực là mối lo lớn cho nhà nước. Phụ thân sao không hẹn nhau với khổng minh đại chiến một trận, quyết sống mãi, xem ra làm sao. Ý nói ta phụng chỉ của vua sai giữ cho vững không được kinh động đang bàn bạc có người vào báo rằng ngụy diên cầm cái chỏm mũ của đô đốc đánh rơi hôm nọ đến ngoài cửa trại hò hét khiêu chiến các tướng tức giận cùng muốn ra đánh ý cười rằng thành nhân có câu không biết nhịn điều nhỏ thì loạn mất mưu lớn ta chỉ nên giữ vững là hơn các tướng tuân lệnh không ra ngụy diên chửi mắng hồi lâu rồi lại trở về khổng minh thấy tư mã ý không ra bèn mật sai mã đại lập một trại ở trong hang hồ lô trong trại đào hố sâu chứa cỏ khô và đồ dẫn hỏa thật nhiều xung quanh núi làm nhiều những phòng chứa cỏ trong ngoài đặt địa lôi phục rồi dặn mã đại rằng người nên chặn lấp cửa đường sau hang hồ lô cho kỹ phục quân sẵn trong hang nếu tư mã ý đuổi vào cửa hang thì phóng hỏa mà đốt cỏ và địa lôi lại phải sai quân sĩ ban ngày thì phất cờ thất tinh ở cửa hang đến đêm thì đốt đèn thất tinh ở trên núi để làm ám hiệu Mã Đại vâng lệnh dẫn quân đi. Khổng Minh lại gọi Ngụy Diên dặn rằng người nên dẫn 500 quân đến trại Ngụy khiêu chiến. Cốt như được tư mã ý ra không cần gì đánh được. Phải giả làm thua. Cho tư mã ý đuổi. Rồi ngươi cứ trông chỗ nào cắm cờ thất tinh thì chạy đến. Ban đêm thì trông đèn thất tinh cố sao như được tư mã ý vào hang. Ta khắc có mẹo bắt được. Ngụy Diên tuân lệnh dẫn quân đi. Khổng Minh lại gọi cao tường dặn rằng người đem châu gỗ ngựa máy. Hoặc hai ba mươi con một đàn, hoặc bốn năm mươi con một đàn, cùng chứa lương thóc, cho dắt ra đi lại trong đường núi. Nếu để quân ngụy cướp được, đó là công của ngươi. Cao tường lĩnh mẹo, đem châu ngựa đi, khổng minh sai vét quân ở trại kỳ sơn tản ra các mặt, giả danh là đi làm đồn điền. Đoạn dặn các tướng rằng nếu có quân nào đến đánh, thì cứ vờ thua, nhược bằng tư mã y đến thì hết sức đánh trại vị nam, để chặn đường về của y. Khổng minh phân phát quân đâu đấy tự dẫn một toán quân đến cạnh hang thượng phương hạ trại hạ hầu huệ hạ hầu hòa bẩm với tư mã ý rằng nay quân thục tản ra các mặt lập trại làm ruộng để dùng cách ở lâu dài nếu không nhân lúc này trừ ngay đi để họ ở lâu ngày thành ra sâu dễ bền gốc thì khó lòng lay chuyển được nữa ý nói đây là mẹo khổng minh đó thôi hai người nói đồ đốc cứ ngờ vực như thế thì bao giờ trừ được giặc hai anh em tôi xin hết sức quyết một trận tử chiến để báo ơn nước ý nói có phải thế thì hai chúng ngươi chia đường ra mà đánh hai người vâng lệnh mỗi người dẫn năm nghìn quân chia làm hai ngả kéo đi đang đi bỗng gặp quân thục đang kèm ốp châu ngựa gỗ đi trong đường rừng hai người đổ lại đánh quân thục bỏ cả châu ngựa mà chạy quân ngụy cướp được giải về trại nộp tư mã ý hôm sau lại bắt được hơn trăm quân mã cũng giải về đại trại ý gọi quân bị bắt vào gạn hỏi việc hư thực quân thục kêu rằng thừa tướng tôi đồ rằng đô đốc không ra vậy cho chúng tôi đi tản ra bốn mặt làm ruộng không ngờ bị bắt về đây ý tha cả quân thục cho về hạ hầu hòa nói sao không giết đi ý nói quân tiểu tốt ấy giết cũng vô ích không bằng tha cho chúng nó về rồi đồn đi rằng tướng ngụy nhân từ để cho nản lòng không muốn đánh nhau đó là mẹo lã mông lấy kinh châu khi xưa đấy liền truyền lệnh cho các tướng rằng từ giày bắt được quân thục phải đối xử tử tế và tha cho về. Nhưng các tướng có công bắt thì vẫn được trọng thưởng. các tướng cùng vâng lệnh trở ra, nói về cao tường đem châu ngựa vận lương đi lại trong hang thượng phương. Hạ hầu hòa thỉnh thoảng đến đánh, trong nửa tháng, được luôn vài trận. Từ mã y thấy quân thục thua luôn, lấy làm hời dạ lắm. Một bữa lại bắt được vài mươi tên quân thục, ý gọi đến dưới chướng hỏi rằng khổng minh này ở đâu? chúng bẩm rằng thừa tướng tôi không có ở trại kỳ sơn hiện nay ở cánh mé tây hang thượng phương mười dặm hạ trại nay hàng ngày đang vận lương để chứa ở trong hang ý hỏi tường tận rồi tha cho chúng về đoạn gọi các tướng đến dặn rằng khổng minh không ở trại kỳ sơn ngày mai các ngươi nên hết sức nhất tề đánh lấy trại kỳ sơn ta dẫn quân tiếp ứng cho tư mã sư nói cớ sao phụ thân lại muốn đánh mặt xong ý nói kỳ sơn là nơi căn bản của người thục nếu thấy quân ta đến đánh, các trại tất nhiên xô lại cứu, ta sẽ lẻn đến hang thượng phương, đốt sạch lương thảo của thục đi, khiến quân giặc đầu đuôi không cứu được nhau, tất chúng phải thua. Từ mã sư chịu mẹo ấy, ý liền cất quân đi, sai trương hồ, nhạc lâm mỗi người dẫn 5.000 quân theo sau tiếp ứng. Khổng Minh khi ấy đang ở trên núi, trông thấy quân ngụy đám thì dăm 3.000, đám thì một vài nghìn, đội ngũ lẻ tẻ, ngơ ngác trông trước trông sau biết là đến lấy trại kỳ sơn bèn mật truyền lệnh cho các tướng rằng nếu tư mã ý thân lại đây các ngươi nên đến cướp trại vị nam của ngụy các tướng tuân lệnh khi ấy quân ngụy kéo đến trại kỳ sơn quân thục bốn mặt đổ ra hò reo chạy tất cả làm ra dáng đến cứu trại tư mã ý thấy quân thục đến cứu trại kỳ sơn liền dẫn hai con và cánh trung quân kéo đến hang thượng phương ngụy diên ở ngoài cửa hang mong chờ tư mã ý đã lâu chợt thấy một toán quân ngụy kéo đến, diên tế ngựa ra xem, thì chính quân ý. diên quát to lên rằng, tư mã ý đừng chạy, tư mã ý xông thẳng vào đánh. chưa được vài hiệp diên quay ngựa chạy, ý theo sau đuổi đánh. diên cứ trông về phía có mọn cờ thất tinh mà chạy. ý trông thấy ngụy diên có mỗi một mình, quân mã lại ít, cứ vững dạ đuổi tràn, sai tư mã sư ở mặt tả, tư mã chiêu ở mặt hữu. ý đi giữa, kéo quân đuổi giết. Ngụy Diên dẫn 500 quân lùi cả vào hang, ý đuổi đến cửa hang, sai người vào do thám trước. Người đi thám về báo trong hang không có quân phục gì cả, chỉ thấy trên núi dựng liều cỏ. Ý nói đây hẳn là nơi chứa lương, liền thúc quân mã vào cả trong hang. Vừa đến nơi, thấy trong các liều cỏ toàn chứa củi khô, mà Ngụy Diên thì không thấy đâu nữa. Ý đâm nghi, bảo hai con rằng ta vào đây, phòng có quân giặc lấp mất cửa hang thì làm thế nào? nói chưa dứt lời, đã thấy tiếng reo nổi lên, lửa đâu ở trên núi ném xuống, đốt chặn ngang cửa hang trước, rồi tên lửa bắn ra, địa lôi phục bật nổ lên, củi khô ở trong các lều cỏ cháy đùng đùng, chỗ nào cũng nổ đông đốt, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. Từ mã ý hồn bay phách lạc, chân tay luống cuống, nhảy xuống ngựa, ôm lấy hai con, khóc ầm lên rằng ba cha con ta chết cả ở chỗ này mất rồi, bỗng dưng trời nổi cơn rông to. Mây đen kéo mất trời một tiếng sét nổ dữ dội, rồi đổ mưa xuống như chốt nước. Lửa đang cháy tắt sạch, địa lôi phục câm tịt, những đồ dẫn hỏa cũng vô dụng. Từ mã ý mừng rằng không nhân lúc này mà đánh ra, còn đợi đến bao giờ nữa. Lập tức dẫn quân hăng sức phá toang ra, may lại có trương hồ, nhạc lâm dẫn binh đến tiếp ứng. Mã đại ít quân, không dám đuổi theo, cha con tư mã ý cùng với trương hồ, nhạc lâm hợp binh là một, kéo về trại vị nam không ngờ về đến nơi đã bị quân thục cướp mất trại rồi. Quách hoài, tôn lễ đang đánh nhau với quân thục ở trên cầu phao. Từ mã y dẫn quân đến, quân thục rút chạy, ý sai đốt cầu phao, đóng quân giữ ở mé bắc ngạn. Quân ngụy đang đánh trại kỳ sơn, nghe tin tư mã ý thua to, mất cả trại vị nam, sinh ra rối loạn, vội vàng rút về. Quân thục đổ ra đánh giết, quân ngụy thua to, 10 phần mất 8-9, còn tên nào sống sót thì chạy trốn về mé bắc sông vị khổng minh ở trên núi thấy ngụy diên dừ được tư mã ý vào hang một lát thấy ngọn lửa bốc lên khổng minh trong bụng đã mừng chắc phen này tư mã ý phải chết không ngờ trời chút cơn mưa xuống lửa tắt sạch cả tư mã ý chạy thoát được ra ngoài khổng minh than rằng mưu việc hại người thành việc tại trời không sao cưỡng được đời sau có thơ than rằng cửa hang gió cát với mây bay mưa suối mây đen kéo lại đây võ hầu kế diệu ví thành đạt tấn chiều sao chiếm núi sông này từ mã ý ở trong trại vị bắc truyền lệnh rằng này dinh trại vị nam đã mất rồi các tướng ai còn nói đến đánh nhau nữa thì chém các tướng vâng lệnh chỉ việc giữ trại cho vững không dám ra quách hoài nói với tư mã ý rằng mấy bữa nay khổng minh dẫn quân ra tuần tiễu tất là muốn tìm đất hạ trại ý nói nếu khổng minh ra núi võ công men sườn mà sang mé đông thì chúng ta nguy cả nhược bằng họ ra mé tây nam sông vị đóng đồn trên gò ngũ trường thì ta mới không việc gì sai người dò xem quả nhiên khổng minh đóng ở gò ngũ trường ý mừng quá giơ tay lên chán mà rằng đó là hồng phúc của đại ngụy hoàng đế ta bèn sai các tướng giữ vững không ra đánh đợi cho quân tục sinh biến sẽ hay khổng minh dẫn một toán quân đóng ở gò ngũ trường đã nhiều lần sai người ra khiêu chiến quân ngụy nhất định không ra khổng minh bèn lấy một cây khăn cái yếm và đồ trắng của đàn bà đựng vào một cái hòm rồi viết thư sai người đưa đến trại ngụy các tướng không dám giấu diêm dẫn người đưa thư vào ra mắt tư mã ý ý sai mở hòm ra xem thấy có yếm áo đàn bà và một phong thư trong thư nói rằng trọng đạt đã làm đại tướng thống lĩnh quân trung nguyên không dám mặc giáp cầm gươm để quyết sống mãi mà chịu ngồi núp ở trong tối trong hang để lánh lưỡi đao mũi tên thế thì khác gì đàn bà nay sai người đưa khăn yếm quần áo trắng của đàn bà đến, nếu không dám ra đánh, thì phải lại hai lại mà nhận lấy, nếu còn biết xấu hổ, có chi khí người con trai, thì phải phê vào giấy này, y hẹn ra giao chiến, từ mã ý xem xong, trong bụng căm giận, nhưng cũng ngượng cười nói rằng, khổng minh coi ta như đàn bà du, liền chịu nhận đồ ấy, trọng đãi người đưa thư, và hỏi han chuyện khổng minh ăn ngủ, cùng là công việc nhiều ít làm sao sứ giả bẩm rằng thừa tướng tôi thức khuya dậy sớm, hình phạt từ hai chục roi trở lên, cũng phải coi xét đến mà mỗi ngày chỉ ăn được vài thương mà thôi. Ý bảo với các tướng rằng khổng minh ăn ít làm nhiều, sống lâu làm sao được. Sứ giả từ về, đến gò ngũ trượng ra mắt khổng minh, thuật lại việc tư mã ý chịu nhận khăn áo đàn bà, và các lời hỏi han. Khổng minh than rằng ý thực là biết ta chủ bộ dương ngung can rằng tôi thấy thừa tướng hàng ngày cứ phải coi xét sổ sách, thiết nghĩ không nên. Ôi, việc trị nước phải có thể thống, trên dưới không xâm phạm tới nhau. Ví như đạo trị việc nhà, tất phải có đứa ở trại coi việc cầy bừa, đứa ở gái coi việc thổi nấu, nghề nghiệp không thiếu việc gì, cần cái gì có cái ấy, ông chủ nhà chỉ việc thong dong ngồi một chỗ, nằm cao thành thơi, ăn uống mà thôi. Nếu việc nào cũng phải xuất thân làm lấy, thì sức lực mỏi mệt, tinh thần kém sút, mà không nên được việc gì. Đó có phải là trí khôn không bằng kẻ ăn người ở đâu, đạo làm chủ nhà phải thế. Cho nên cổ nhân có nói, ngồi mà bàn đạo lý, gọi là tam công, đứng ra mà làm việc, gọi là sĩ đại phu. Ngày xưa, Bính Cát lo việc con trâu thở, không lo gì đến kẻ đánh nhau chết dọc đường. Trần Bình làm tướng, không biết số tiền thóc ở kho bao nhiêu, nói rằng đã có người coi riêng từng việc. Này thừa tướng thân xét đến cả việc nhỏ nhặt, mồ hôi toát ra cả ngày, chẳng nhọc nhằn lắm du. Lời tư mã y nói, xin thừa tướng xét cho mới được. Khổng minh khóc, nói ta không phải là không biết thế đâu, nhưng vì chịu ơn tiên đế thác cô cho ta rất trọng, chỉ sợ người khác không được hết lòng như ta. Vậy ta mới phải chịu khó nhọc như thế, chúng nghe nói, ai nấy cũng cảm động, ứa nước mắt. Tự bấy giờ, khổng minh nghe trong mình tinh thần bàng hoàng, nên không dám tiến binh vội. Các tướng ngụy thấy khổng minh đưa khăn áo đàn bà cho tư mã ý, ý chịu nhận, không dám ra đánh. Các tướng cùng vỗ bụng căm tức, vào chướng bẩm rằng chúng tôi cùng là danh tướng nước ngụy, chịu sao được người thuộc xỉ nhục thế này. Vậy xin ra đánh để quyết một trận sống mãi, ý nói ta có phải muốn chịu nhục đâu, bởi vì thiên tử giáng chiếu, sai giữ vững không cho ra đánh, nếu ta kinh động thì trái quân mệnh mất các tướng bực dọc không bằng lòng ý nói các người nếu muốn đánh đợi ta tâu với thiên tử rồi sẽ đồng lực ra đánh giặc được chăng chúng tôi xin vâng lời ý sai sứ mang biểu đến hợp vì tâu với ngụy chủ biểu rằng thần tài nhỏ trách nhiệm to cúi đột chiếu chỉ sai thần giữ vững không đánh để đợi quân thục tự nhiên phải tan nhưng nay ra cát lượng sai người đưa khăn yếm coi thần như đàn bà thần lấy làm sỉ nhục lắm thần kính tâu trước vời bệ hạ sớm tối xin liều một trận đại chiến để báo ơn triều đình mà rửa cây xấu hổ cho ba quân thần cảm kích không biết ngân nào tào tuấn xem xong hỏi các tướng rằng từ mã ý trước xin giữ vững không đánh nay lại dâng biểu xin đánh là cớ làm sao Vệ úy là tân tỷ tâu rằng từ mã ý vốn không có bụng muốn đánh đây là ra cát lượng sỉ nhục các tướng căm tức cho nên dâng biểu lên là có ý muốn cầu chiếu chỉ để chấn bụng các tướng đấy thôi tuấn lấy làm phải sai tân tỷ cầm cờ tiết đến trại vị bắc truyền lời dụ không được ra đánh nếu ai dám nói đến sự đánh thì ghép vào tội trái chiếu chỉ nhà vua các tướng đều phải tuân theo ý bảo với tân tỷ rằng ông thực là biết bụng tôi lắm bởi thế trong quân nói truyền đi ai ai cũng biết các tướng thục nghe tin ấy vào bẩm với khổng minh khổng minh cười rằng đó là tư mã y chấn bụng ba quân đó khương duy hỏi thừa tướng sao lại biết là thế Khổng Minh nói ý vốn không dám đánh, xin đánh là thị oai với chúng đó thôi. Có câu rằng tướng ở ngoài dù vua sai có điều không nghe cũng được. lẽ đâu cách xa nghìn dặm mà phải xin lệnh đánh bao giờ? đây vì Tư Mã ý nhân các tướng tức giận, cho nên mượn ý Tào Tuấn để chấn bụng chúng và truyền lời ấy ra để quân ta sinh trễ nải đó thôi. Đang khi nói chuyện, chợt có tin phi vĩ đến, Khổng Minh mời vào hỏi chuyện. Vĩ thưa rằng Tào Tuấn nghe Đông Ngô ba mặt tiến quân, cũng dẫn đại quân đến hợp phì, sai mãn sùng, điền dự, lưu thiệu chia quân làm ba mặt chống cự. Mãn sùng bầy mẹo, đốt sạch chiến thuyền và lương thảo khí giới của Đông Ngô. Đông Ngô không làm nên chuyện gì, phải rút quân trở về. Khổng Minh nghe tin ấy, thở dài một tiếng, không ngờ ngất đi ngã gục xuống đất. Các tướng vội vàng cứu dậy, nửa giờ mới tỉnh, Khổng Minh than rằng ta nghe trong mình bàng hoàng bệnh cũ lại phát, dễ thường không thọ được nữa. Đêm hôm ấy, Khổng Minh gượng bệnh ra chướng, ngừng xem thiên văn. Xem xong, Khổng Minh kinh hãi lắm, vào chướng bảo Khương Duy rằng ta nguy đến nơi mất rồi. Duy nói, sao thừa tướng lại dậy thế? Khổng Minh nói, ta thấy trong ba ngôi sao tam thai, ngôi khách tinh sáng lắm mà ngôi chủ tính thì u ám, các sao tướng phụ bóng tôi lờ mờ. Xem tượng trời như thế đủ biết mệnh ta. Duy nói, tượng trên trời đã thế, sao thừa tướng không dùng phép dâng sao giải hạn mà kéo lại được không? Khổng Minh nói, ta vốn biết phép ấy, nhưng chưa biết lòng trời làm sao. Người hãy dẫn 49 tên giáp sĩ, cầm cờ thâm, mặc áo thâm, đứng vòng quanh ngoài trường, ta ở trong cầu đảo sao bắt đầu. Nếu như trong 7 ngày, ngọn đèn chủ không tắt, thì ta sống lâu thêm được một kỷ nữa. Nếu đèn tắt, ta không thọ được, phàm những người tạp nhạc, không được cho vào, những đồ gì ta cần dùng đến, cứ sai hai đứa tiểu đồng trang biện là đủ. Khương Duy vâng mệnh, sắm sửa đâu đấy, bấy giờ, vào tiết trung thu, tháng 8, đêm hôm ấy, sông ngân vàng vặc, hạt thóc đầm đìa, canh khuya thanh vắng, tiếng la tiếng cổng im phăng phắc, tinh kỳ hát hiu. Khương Duy ở ngoài trướng. Dẫn 49 tên giáp sĩ canh giữ xung quanh khổng minh ở trong bầy hương hoa, lễ vật ở trên mặt đất, chia làm 7 ngôi đèn to và 49 ngôi đèn nhỏ xung quanh, ở giữa đặt một ngọn đèn bản mệnh. Khổng Minh Lệ xong khấn rằng, lượng sinh ra thời loạn, toan chịu già ở nơi rừng rú. Nhưng đội ơn chiêu liệt hoàng đế ba lần cầu đến, lại thừa việc thác cô rất trọng, nên phải ra sức huyền mã để đánh giặc nước. Không ngờ tướng tinh sắp đổ, số thọ hầu tàn, vậy xin viết một bức lụa, kêu với trời cao, cúi mong lòng trời rủ thương, cho lượng thêm ít tuổi nữa để trên báo ơn vua, giới cứu mạng dân, đem lại vật cũ mà giữ hương hỏa nhà Hán cho được lâu dài. Không dám xin càn, thực bởi tình thiết lại khấn xong, khổng minh vào chướng nằm nghỉ, hôm sau lại gượng dậy coi việc, thổ ra huyết mãi không thôi. Ban ngày thì bàn định việc quân cơ, ban đêm thì giày sao cương, dẫm sao cầu, làm phép nhường sao. Từ mã ý ở trong trải, một bữa ngóng xem thiên văn, mừng lắm bảo với hạ hầu bá rằng ta xem tướng tinh đổi ngôi khổng minh chắc chắn có bệnh không mấy bữa nữa tất chết người nên dẫn một nghìn quân đến gò ngũ trượng tiễu thám xem sao nếu quân thục nháo nhác không dám ra đánh thì đúng là khổng minh bệnh nặng ta sẽ thừa thế đánh vào hạ hầu dẫn quân đi khổng minh ở trong trướng cầu nhương đã được sáu đêm thấy ngọn đèn bàn mệnh tỏa sáng trong bụng mừng thầm khương duy vào trướng đang thấy khổng minh xóa tóc cắp gương giày sao cương, dẫm sao đầu, làm phép chấn áp ngôi tướng tinh. Bỗng dưng nghe ngoài trại có tiếng hò reo, vừa toan cho người ra hỏi, thì đã thấy Ngụy Diên sồng sộc vào thẳng trong trướng, kêu rằng quân Ngụy kéo đến nơi rồi, Diên bước mạnh quá, làm tắt mắt ngọn chủ đăng. Khổng Minh quảng gươm xuống đất than rằng sống chết có số, không làm sao mà nhương trừ được. Ngụy Diên sợ hãi, lại phục xuống đất xin chịu tội. Khương Duy nổi giận, toàn rút gươm ra chém ngụy diên đó là muôn việc chẳng qua do số vận. người sao cưỡng được với lòng trời chưa biết tính mệnh ngụy diên thế nào xem hồi sau phân giải hồi 104, trăm rời sao lớn thừa tướng qua đời trông tượng gỗ đồ đốc mất vía khương duy thấy ngụy diên làm tắt mắt ngọn chủ đăng bừng bừng nổi giận rút gươm toan chém ngụy diên khổng minh ngăn lại bảo rằng đó là số ta đến ngày hết không phải lỗi tại văn trường duy mới cài gươm vào vỏ không giết nữa. Khổng Minh lại thổ ra vài bát huyết, nằm phục trên giường, bảo Ngụy Diên rằng đây là tư mã y đoán ta bệnh, cho nên sai người đi dò thực hư đó thôi. Người hãy đem quân ra đánh đuổi chúng nó đi, Diên lĩnh mệnh, ra trướng lên ngựa, kéo quân đi. Hạ hầu bá trông thấy Ngụy Diên, vội vàng rút quân về. Diên đuổi theo hơn hai chục dặm mới thôi, Khổng Minh cho Ngụy về trại riêng canh giữ, phương Duy vào trướng, đến trước giường nằm thăm hỏi. Khổng Minh nói, ta cốt muốn hết lòng kiệt sức đem lại Trung Nguyên, gây dựng lại cơ đồ nhà Hán. Nhưng xem ý trời như thế, thì mệnh ta chỉ còn sớm tối mà thôi. Ta bình nhật học được bao nhiêu, đã chép ra một quyển sách cả thầy có 24 thiên, 104.112 chữ. Trong sách có phép bát vụ, thất giới, lục khủng, ngũ cụ. Ta xem trong các tướng, không có ai đáng dạy, chỉ có người xứng đáng truyền lại sách của ta người chớ coi làm thương. Khương Duy khóc lạy, chịu mệnh, khổng minh lại dặn rằng ta có một phép bắn nỏ liền tên, chưa khi nào dùng đến. Theo phép ấy, mỗi mũi tên dài 8 tấc, một nỏ bắn 10 mũi tên luôn một lúc. Ta đã vẽ thành kiểu, người nên y phép chế tạo ra mà dùng. Khương Duy vâng lệnh, lại dặn rằng các đường trong thục không phải lo lắm, chỉ có đường núi âm bình, cần phải cẩn thận. Núi ấy tuy hiểm trở, nhưng về sau tất hỏng tự đó lại gọi mã đại vào trướng, ghé tai nói nhỏ, trao cho mật kế, dặn rằng sau khi ta mất rồi, cứ y kế mà làm, mã đại lĩnh mẹo đi ra, một lát, dương nghi vào, khổng minh gọi đến trước giường trao cho một cái túi gấm, dặn rằng ta mất rồi, ngụy diên tất làm phản, khi nào lâm đến trận, mới được mở túi này, bất ngờ khắc có mẹo chém được ngụy diên, khổng minh dặn dò đâu đấy, mắt hoa lên ngã xuống giường, đến chiều mới tỉnh liền đêm hôm ấy dâng biểu về tâu với hậu chủ. Hậu chủ nghe tin giật mình, kịp sai thượng thư Lý Phúc khuya sớm đến đại doanh vấn an và hỏi chuyện mai sau. Lý Phúc phụng mệnh lên đường, kiếp đến gò ngũ trưởng, vào ra mắt khổng minh truyền mệnh hậu chủ hỏi thăm. Khổng minh ứa nước mắt, nói ta chẳng may nửa đường mất đi, bỏ lỡ việc to nhà nước, thực là đắc tội với thiên hạ. Các ông nên hết lòng thờ chúa, phép cũ nhà nước chớ nên thay đổi những người của ta dùng, cũng chớ nên khinh thường bỏ ai. Bình pháp của ta đã trao cho Khương Duy rồi, hắn tất nối được trí ta, ra sức giúp việc nước. Mệnh ta chưa biết sớm tối lúc nào, sẽ có gì biểu tâu với thiên tử đây. Lý Phúc linh ý, lật đật từ về, khổng minh gượng bệnh, sai tả hữu vực lên chiếc xe nhỏ ra chải đi xem các dinh, gió thu thổi mặt, lạnh buốt đến xương, mới thở dài than rằng, từ đây ta không còn được ra trận đánh giặc nữa trời xanh thăm thẳm, giận này biết bao giờ nguôi. Khổng Minh than thở một hồi, rồi trở về chướng, nghe bệnh lại nặng thêm, mới gọi Dương Nghi vào dặn rằng Mã Đại, Vương Bình, Liêu Hóa, Trương Dực, Trương Ngực đều là bảy tôi trung nghĩa. Sông pha trận mạc đã nhiều, khó nhọc đã lắm, nên ủy dụng các người ấy. Sau khi ta chết, mọi việc phải tuân phép cũ mà làm nên. Từ từ rút quân về, chớ có hấp tấp, người cũng hiểu sâu mưu lược, không cần phải dặn nhiều. Khương bà ước có trí có dũng, nên cho đi đoạn hầu. Dương nghi khóc lạy, vâng mệnh, khổng minh sai đem bút mực ra, tay viết tờ di biểu, dâng về hậu chủ. Biểu rằng tôi nghe, sống chết có thường, khó bề tránh khỏi số mệnh đã định. Này chết đến nơi rồi, xin dãi hết chút lòng người. Tôi là lược, bẩm tính vụng về, gặp thời gian chuân, chia ấn cầm cờ tiết, chuyên giữ quân hành, cất quân sang đánh mặt bắc, chưa được thành công, không ngờ bệnh vào cốt tùy mệnh treo sớm tối, không được trọn vẹn thường bệ hạ, căm giận vô cùng. Cúi xin bệ hạ phải thanh tâm ít dục, kiệm mình yên dân, tỏ đạo hiếu với tiên hoàng, gieo ân đức ra thiên hạ, cất nhắc người ẩn giật để tiến kẻ hiền lương, dùng đuổi quân gian tà để cho hậu phong tục. Nhà tôi có 800 gốc dâu, 500 mẫu ruộng, cơm áo con cháu tôi, tự khắc đủ dùng. Đến như tôi, nhiệm ở ngoài, cần dùng thức gì, đã có của công chu cấp, không phải tìm kiếm sinh kế khác. Tôi chết đi không để trong nhà có tấm lụa thừa, ngoài dinh có chút của riêng, để phụ lòng bệ hạ đông. Khổng Minh viết xong bài biểu, dặn Dương Nghi rằng sau khi ta chết, không nên phát tang, nên là một cây khám to, để thay ta ngồi trong khám, lấy bảy hạt gạo bỏ vào miệng, dưới chân đặt một ngọn đèn sáng. Trong quân cứ giữ vẻ yên ổn như thường, chớ có khóc lóc, như thế, môi tướng tinh không rơi xuống âm hồn ta tự khắc cũng nhấc lên được. Từ mã ý thấy tướng tinh không xa, trong bụng còn hồ nghi. Quân ta rút về nên để chạy sau rút trước, rồi lần lượt chạy nọ đến chạy kia, từ từ mà lui. Nếu từ mã ý đuổi theo, người nên giàn thành trận thế, quay cờ đánh trống trở lại, rồi đem bộ tượng gỗ của ta khi trước, đặt lên trên xe đẩy ra trước trận, sai tướng sĩ đứng sàn hai bên. Từ mã ý trông thấy, tất phải sợ mà chạy. Dương nghi nhất nhất vâng lời, đêm hôm ấy khổng minh sai người vực ra sân, ngừng xem sao bắt đầu, trỏ một ngôi sao bảo các tướng rằng, ngôi này là tướng tinh của ta đấy, mọi người nhìn lên xem, thấy ngôi sao ấy sáng lờ mờ, lung lay sắp dụng. Khổng minh cầm thanh kiếm trở lên, mồm niệm chú mấy câu, rồi trở vào trong trướng. Vừa vào đến nơi thì ngất đi, không biết gì nữa. Các tướng xôn xao, chợt có thượng thư Lý Phúc lại đến, thấy khổng minh đã thiếp rồi, không nói năng được nữa. Phúc khóc ầm lên, nói: "Ta làm lỡ mất việc to nhà nước." Một lát, Khổng Minh lại tỉnh, mở bừng mắt trông trước trông sau, thấy Lý Phúc đứng ở đầu giường. Khổng Minh nói: "Ta đã biết việc của ông trở lại đây rồi." Phúc nói: "Tôi phụ mệnh thiên tử, sai lại hỏi sau khi thừa tướng trăm tuổi thì ai đương nổi việc lớn. Vừa rồi, tôi vội vàng quá, quên mất không hỏi nên trở lại đây." Khổng Minh nói: "Sau khi ta chết, cơ tưởng công diệm đương nổi được việc to. Phúc hỏi, sau công diệm thì ai nối được? Khổng Minh nói, phí văn sĩ nên nối sau. Phúc hỏi, sau phí văn sĩ thì ai nối? Khổng Minh không đáp nữa. Các tướng đến gần xem, thì đã mất rồi. Bấy giờ là ngày 23 tháng 8, mùa thu, năm kiến hưng thứ 12, 236, thọ 54 tuổi. Quan đỗ công bộ có thơ than rằng, sao xa cửa trại lúc đêm thanh, nghe báo tiên sinh bỗng giật mình chướng hổ vắng nghe truyền hiệu lệnh đền lân luống để chữ công danh còn chơ dưới chướng ba ngàn khách uổng phí trong lòng mấy vạn binh ngày vắng ngắm xem nơi bóng mát lâu nay lặng ngắt giọng ca thanh ông bạch lạc thiên cũng có thơ rằng tiên sinh náo tiếng trốn sơn lâm hiền chúa ân cần muốn tới thăm cá đến nam dương rào nước quẫy rồng bay tây tục đổ mưa rầm sụt sùi giọt ngọc trao con đỏ gắng gỏi lòng son trà nghĩa thâm hai biếu xuất sư còn để lại khiến người coi thấy lệ đầm đầm khi chức quan hiệu úy ở trường thủy là liêu lập cậy mình có tài có tiếng tự xưng là khổng minh thứ hai vì chức vị nhỏ mang lòng hơn là phỉ báng triều đình khổng minh đuổi ra vấn sơn giáng xuống làm thứ dân Này nghe tin khổng minh mất liêu lập khóc nói ta chọn đời làm người dợ mọi thôi lý nghiêm trước bị khổng minh cách chức nay nghe tin khổng minh mất cũng khóc lóc cả ngày thành bệnh mà chết bởi vì lý nghiêm còn mong khổng minh đoái thương cất nhắc cho để chuộc cây lỗi trước. Khổng minh chết, thì không ai dùng đến mình nữa. Về sau Nguyên Vi Chi có than rằng, dẹp loạn phò chúa yếu, ân gần việc thác cô, tài cao hơn quản, nhạc, mẹo giỏi quá tôn, ngô, thắm thiết lời dâng biểu, tài tình phép trận đồ, đức ngài cao thịnh lắm, thiên cổ tiếng thơm tho, đêm hôm ấy trời đất sầu thảm, khổng minh thiêm thiếp về thần. Khương Duy, Dương Nghi tuân lời di trúc, không dám cử ai theo khâm liệm an trí vào trong kháng, sai 300 tướng tốt tâm phúc coi giữ. Đoạn bí mật truyền lệnh sai ngụy Diên đi đoạn hậu, con các trại đều nhổ dần kéo về. Từ mã ý đêm hôm ấy xem thiên văn, thấy một ngôi sao to, sắc đỏ tía, ánh tỏa ra như có sừng, từ phương đông bắc bay sang phương nam, rồi sao xuống trại thục. Ba lần xa xuống, lại ba lần vụt lên, tiếng truyền ầm ầm ý nửa sợ nửa mừng nói, khổng minh chết rồi, lập tức truyền lệnh cất đại quân ra đuổi đánh, vừa ra cửa trại, lại nghĩ rằng khổng minh tài phù phép, sai khiến thần lục đinh, lục giáp. Này thấy ta không ra đánh, cho nên làm ra thuật này để giữ ra đây, nếu ta đuổi theo, tất lại mắc mẹo, nghĩ thế rồi quay ngựa trở vào, không đi nữa, chỉ sai hạ hầu bá dẫn vài mươi tên kỵ, lẻn ra đường núi, nghe ngóng tin tức mà thôi. Ngụy Diên từ khi về ở riêng một trại, đêm mơ thấy trên đầu mọc ra hai sừng, tỉnh dậy nghi hoặc lắm. Hôm sau có quan hành quân tư mã ý mã triệu trực đến chơi. Diên mời vào hỏi rằng, lầu này nghe ngài tinh hiểu dịch lý, tôi đêm mơ thấy đầu mọc ra hai sừng, không biết lành giữ thế nào, ngài đoán giúp cho. Triệu trực nghĩ hồi lâu, mới đáp rằng, đây là điểm đại cát, đầu kỳ lân có sừng, đầu rồng cũng có sừng, đó là điểm biến hóa bay nhảy đây. Diên mừng, nói, nếu được như thế, sẽ xin trọng ta trực từ trở ra đi được vài dặm gặp thượng thư phi vĩ vĩ hỏi ông đi đâu về trực nói tôi vừa đến chơi chạy ngụy văn trường văn trường nằm mơ thấy trên đầu mọc ra đôi sừng nguyện tôi đoán xem lành dữ mộng ấy nguyên không phải là điểm hay nhưng tôi e nói thẳng thì sinh oán cho nên nói dối là chuyện kỳ lân với rồng vĩ nói sao ông biết là điềm không hay trực nói dốc là sừng mà chữ dốc dưới chữ đao có chữ dụng nghĩa là dùng ở dưới đao. Này mộng như thế, thì ra trên đầu có đao, điểm ấy sở lắm. Vĩ nói, có phải thế, ông chớ nên tiết lộ ra làm gì nữa. Trực từ biệt đi, phí Vĩ đến trại ngụy Diên, đuổi tả hiểu ra ngoài, nói, canh ba đêm hôm qua, thừa tướng qua đời rồi. Lúc gần mất có gắn bó dặn lại, sai tướng quân đi sau, để chống lại quân tư mã ý, quân ta phải từ từ rút về, không được phát tang. Này binh phụ ở đây, xin tướng quân cất đi cho. Diên hỏi, ai coi thay việc cho thừa tướng? Vĩ nói, nội là công việc to tát, thừa tướng giao cho Dương Nghi, mật pháp dùng binh, thì giao cho Khương Bà ước, binh phù này là của Dương Nghi sai đây. Diên nói, thừa tướng tùy mất, còn có ta đây, Dương Nghi chẳng qua là một chức trường sử, gánh nổi sao được việc to này. Hắn chỉ nên rước ma về xuyên an táng, để ta cầm quân đánh nhau với từ mã ý, cố cho thành công có đâu vì một mình thừa tướng mà bỏ mất việc to nhà nước được? vĩ nói thừa tướng di trúc lại bảo hãy tạm rút về không nên trả lời diên nổi giận nếu thừa tướng nghe mẹo ta khi xưa thì lấy được trường an đã lâu rồi Ta này làm trinh tây đại tướng quân nam trịnh hầu lại thèm đoạn hậu cho trường sư vĩ nói tướng quân nói phải lắm nhưng cũng không nên kinh động quân giặc chê cười cho vậy để tôi đem lẽ lợi hại bảo dương nghi để hắn nhường binh quyền cho tướng quân. tướng quân nghĩ sao, diên lời phí vĩ từ về trại lớn, ra mắt dương nghi thuật lại chuyện đó. nghi nói thừa tướng lâm trung có mật bảo ta rằng ngụy diên tất sinh bụng khác. ta cho binh phù ra sai là muốn dò bụng hắn đây thôi. này quả nhiên như lời thừa tướng thật, ta sai bà ước đoạn hậu cũng xong. bởi thế dương nghi đưa ma về trước, khương duy đi giữ mặt sau, tuân lời khổng minh, từ từ rút về ngụy diên ngồi chờ trong trại lâu không thấy phí vĩ trở lại trong bụng nghi hoặc liền cho mã đại dẫn vài tên kỵ dò xem tin tức thế nào mã đại về báo rằng khương duy tổng đốc hậu quân còn tiền quân lui về trong cửa hang cả rồi diên nổi giận nói quân hủ nho dám lừa dối ta thế nào ta cũng giết được mới nghe diên ngoảnh lại bảo với mã đại rằng ông có chịu giúp tôi không đại nói tôi vốn cũng ghét dương nghi xin vui lòng giúp tướng quân diên mừng lắm lập tức nhổ trại, kéo quân bản bộ về phía nam. Nói về Hạ Hầu Bá dẫn quân đến gò ngũ trương, nghe ngóng tin tức, thì không thấy một người nào nữa, kíp về báo với tư mã ý ý dẫm chân xuống đất, nói khổng minh chết thật rồi, nên đuổi đánh cho mau. Hạ Hầu Bá nói đồ đốc chớ khinh tiến vội, nên sai một tỷ tướng đi trước. Ý nói, phen này để ta đi trước mới xong, liền dẫn hai con và cánh đại quân mở cờ gióng trống, gieo ầm lên kéo vào trại thục. Té ra chỉ có cái xác trại, tuyệt không có một bóng người nào. Ý bảo hai con rằng, chúng mày thúc hậu quân đi cho mau, để ta dẫn tiền quân đi trước đây. Ý dẫn quân đi trước, đuổi theo mãi đến chân núi, trông thấy quân thục đi chưa xa mấy, liền dục quân đuổi giết. Bỗng nhiên ở sau núi, một tiếng pháo nổ vang, rồi thấy quân thục quay cả cờ lại, chống đánh om sòm. Trong bóng cây có một lá cờ to bay phấp phới, đê một hàng chữ lớn hán thừa tướng võ hương hầu ra cát lương. Ý giật mình, đã hơi xanh mắt, nhìn kỹ thấy vài mươi viên thượng tướng xuống xít quanh cái xe bốn bánh, trên xe khổng minh ngồi chĩnh trện, khăn lượt quạt lông, giày thâm, áo hạc. Ý giật mình, nói khổng minh còn sống, ta khinh thường vào nơi trọng địa, mắc phải mẹo mất rồi. Vội vàng quay ngựa chạy, Khương Duy gọi to lên rằng tướng giặc chớ chạy nữa, mày mắc phải mẹo thừa tướng ta rồi. Quân ngụy hồn bay phách lạc bỏ giáp, quẳng trỏng mũ, vất khí giới, ủ té chạy cả, giày xéo lẫn nhau, chết hại rất nhiều. Từ mã y cắm cổ chạy hơn năm chục dạp đường đất. Bỗng có hai tướng sấn lên cầm lấy cương ngựa, gọi rằng, đồ đốc đừng sợ, quân thục đi xa rồi, ý thở dốc một hồi, mới hơi hoàn hồn, dương mắt trông xem ai té ra hạ hầu bá, hạ hầu huệ. Bấy giờ bá mới buông lòng cương ngựa, tìm đường nhỏ chạy về chạy nhà cho các tướng dẫn quân tản ra bốn phía nghe ngóng. Cách hai hôm sau, dân quê đến bẩm rằng khi quân thục rút về trong hang, tiếng khóc vang động trời đất. Trong quân kéo toàn cờ trắng, khổng minh quả thực chết rồi. Chỉ có Khương Duy dẫn một nghìn quân đi sau. Hôm trước khổng minh ngồi trên xe, đó là người gỗ đấy. Từ mã y chép miệng nói ta tưởng y còn sống, té ra y chết rồi thực. Bởi thế, người thục có câu phương ngôn rằng từ gia cát năng tẩu sinh trọng đạt. Người sau có thơ than rằng, sao dài xa xuống, biết hay không, ngơ ngẩn còn mang dạ hãi hùng, để một trò cười ghi miệng thế, giờ đầu chẳng biết có còn không, từ mã ý biết tin khổng minh đã mất, lại dẫn quân đuổi theo lần nữa, đến gò xích ngạn, thấy quân thục đi quá xa rồi, mới trở về. Ý bảo với các tướng rằng, khổng minh mất rồi, chúng ta giờ được ngủ yên, không lo gì nữa. Dọc đường, thấy các chỗ khổng minh hạ trại tả hữu trước sau, phép tắc hẳn hoi. Ý than rằng người này mới thực là kỳ tài thiên hạ, bèn dẫn quân về Trường An, sai các tướng chia giữ các cửa ải. Ý đến Lạc Dương vào chầu vua ngụy, Dương Nghi, Khương Duy dàn thành thế trận, dần dần lui về cửa hang rồi mới thay áo phát tang, Dương phướn cử ai. Quân thục lắm người đập đầu xuống đất mà khóc, có người khóc đến nỗi chết. Tiền đội vừa về đến cửa sạn các, bỗng đâu thấy mé trước mặt lửa sáng rực trời tiếng reo dậy đất, rồi một toán quân dàn ra chặn ngang đường cái. Các tướng giật mình, tiếp báo với Dương Nghi, ấy là tướng Ngụy vừa hay quay ngựa cút, đất xuyên đâu lại có quân ra, chưa biết quân mã ở đâu chặn đường, xem đến hồi sau phân giải. Hồi 105, võ hầu dự sẵn mẹo cầm nang, Ngụy chủ dỡ lấy mâm thư lổ, lại nói Dương Nghi nghe báo có quân chặn đường, sai người ra dò xem, té ra Ngụy Diên đốt mất đường sàn, hiện đương dẫn quân chặn lối nghi thất kinh, nói lúc sinh thời, thừa tướng biết rằng người này về sau tất làm phản, quả nhiên như thế. Này y chặn mất đường về, làm thế nào bây giờ? Phí vĩ nói, người này tất tâu biểu về thiên tử, vu cho chúng ta làm phản, nên mới đốt đường sàn để chặn ta đây. Chúng ta cũng nên tâu biểu, bày tỏ ý phản của ngụy Diên, rồi sau sẽ liệu. Khương Duy nói, ở đây có con đường tắt, gọi là xà sơn, đường ấy tuy hiểm hóc, nhưng có thể đi lên phía sau đường sàn được. Ta nên một mặt dâng biểu về tâu thiên tử, một mặt kéo quân mã về đường xà sơn. Lại nói hậu chủ ở thành đô, nóng lòng sốt ruột, ăn ngủ không yên. Đêm nằm mơ thấy núi cẩm bình ở thành đô đổ, tỉnh dậy tỏ vẻ kinh sợ nghi hoặc lắm. Hậu chủ ngồi đợi sáng, hội cả văn võ kể lại giấc mộng. Tiêu chu tâu rằng đêm qua tôi xem thiên văn, thấy một ngôi sao đỏ đồng độc, tia sáng tỏa ra có sừng tự góc đờ s xuống góc tây nam, ứng về thừa tướng có việc đại hung. Này bệ hạ mộng thấy núi đổ, chính hợp vào điểm ấy. Hậu chủ lại càng sợ hãi lắm, chợt có tin báo Lý Phúc đã trở về. Hậu chủ kiếp cho đòi vào hỏi chuyện, Phúc cúi đầu khóc và tâu rằng thừa tướng đã mất rồi. Lại thuật lời thừa tướng chối chăn lại một lượt, hậu chủ nghe xong, khóc hòa lên rằng trời giết ta đây, trời hỡi trời, hậu chủ khóc lăn ở trên sập rồng thị thần phải vực vào hậu cung. Ngô Thái Hậu nghe tin cũng khóc ầm mãi lên không thôi. Các quan ai nấy cùng đau xót bi thảm, chăm họ khóc lóc, rụt rùi, hậu chủ mấy hôm thương cảm lắm, không ra coi được việc. Chợt có biểu của Ngụy Diên Tâu về, nói rằng Dương Nghi làm phản. Quần thần kinh hoàng, vào cung tâu với hậu chủ, bấy giờ Ngô Thái Hậu cũng ở trong cung, hậu chủ sai cận thần đọc bài biểu của Ngụy Diên biểu rằng trinh tây đại tướng quân nam trịnh hầu thần là ngụy diên sợ hãi cúi đầu tâu bầm dương nghi chuyên giữ binh quyền đem chúng làm phản muốn cướp linh cữu thừa tướng dẫn quân giặc vào cõi thần xin đốt đường sàn trước mang binh phòng giữ kính tâu bệ hạ xét cho hậu chủ nghe xong nói ngụy diên là tướng khỏe mạnh đủ chống được dương nghi cần gì phải đốt đường sàn Ngô Thái Hậu nói, ta từng nghe tiên đế nói khổng minh biết sau tóc ngụy diên có tướng làm phản, muốn chém đi. Vì tiếc hắn khỏe mạnh, cho nên tạm để lại dùng. Này hắn tâu Dương Nghi làm phản, chưa nên nghe vội. Dương Nghi là quan văn, thừa tướng hủy cho chức trường sử, tất là người dùng được. Nếu ta tin lời ấy, Dương Nghi tất chạy sang ngụy mất. Việc này phải xét cho kỹ chớ nên vội vàng, Chợt lại có biểu của Dương Nghi dâng về, cận thần mở đọc biểu rằng trương sứ tùy tướng quân thần là dương nghi sợ hãi cúi đầu kính dân biểu thừa tướng lâm trung giao phó công việc cho thần việc gì cũng phải tuân phép cũ không được thay đổi có sai ngụy diên đi đoạn hậu cùng với khương duy nay ngụy diên không tuân lời dặn của thừa tướng dám đem quân mã bán bộ về trước hán trung đốt đường sàn muốn cướp linh cữu mưu việc phản nghịch biến cố bất thình lình xảy ra kính tâu bệ hạ biết cho thái hậu nghe xong hỏi các quan rằng, các ngươi nghĩ thế nào? Tưởng uyển tâu rằng, cư ý tôi, thì dương nghi tuy tính khí hẹp hòi, không có lượng dung người, nhưng đến việc chủ tính lương thảo, tham tán việc quân cơ, thì cũng giúp được thừa tướng nhiều lắm. Thừa tướng lâm trung, phó thác cho việc lớn, quyết không phải là người làm phản. Ngụy Diên xưa nay cậy có công, khinh người, ai cũng không chịu kém. Dương Nghi không chịu nhường nhịn, Ngụy Diên đáng ghét, nay thấy Dương Nghi được cầm binh quyền, trong bụng diên không chịu cho nên đốt đường mà vô tấu để hại người ta tôi xin đem ra trẻ cả nhà bảo cử cho dương nghi không phải là người làm phản chớ không dám nhận cho ngụy diên đồng doãn cũng tâu rằng ngụy diên cậy mình công cao thường vẫn mang bụng bất bình oán lộ ra miệng trước kia y không dám làm phản vì còn sợ thừa tướng nay thừa tướng mới mất y thừa cơ làm loạn cũng là cái thế tất nhiên còn như dương nghi tài cán giỏi giang thừa tướng đã dùng đến quyết không phải là người phản nghịch hậu chủ nói nếu ngụy diên cố tình làm phản thì nên dùng cách gì mà chống được tưởng uyển tâu rằng thừa tướng vốn nghi người này tất có mẹo mực trao cho dương nghi không thế sao dương nghi lại về được trong cửa hang chuyến này ngụy diên tất mắc phải mẹo xin bệ hạ quan tâm được một lát lại có biểu của ngụy diên dâng về tâu rằng dương nghi làm phản trong khi hậu chủ đang xem biểu lại có biểu của Dương Nghi Đệ đến. Hai người liên tiếp dâng biểu, bày lẽ phải trái, chợt phí vĩ về châu. Hậu chủ đòi vào hỏi, vĩ thuật hết tình hình ngụy Diên làm phản. Hậu chủ nói, có phải thế, chấm cho đồng doãn cầm cờ tiết ra giảng hòa cho hai bên. Đồng doãn phụng chiếu đi ra, lại nói ngụy Diên đốt đường sàn, đóng quân hang Nam Cốc, giữ chặn cửa ải, tự lấy làm đắc kế lắm. Không ngờ Dương Nhi, Khương Duy dẫn quân đi lẻn lối sau hang nghi sợ Hán Trương xảy ra điều gì, bèn sai tiên phong là Hà Bình dẫn ba nghìn quân đi trước. Nghi và bọn Khương Duy trông non linh cữu kéo quân đi sau, rút về Hán Trung. Hà Bình dẫn quân đến tắt mé sau hang Nam Cốc, đánh chống hò reo. Quân tiểu mã báo với Ngụy Diên rằng, dường nghi sai Hà Bình dẫn quân đi lẻn con đường nhỏ núi xà sơn lại khiêu chiến. Ngụy Diên nổi giận, mặc giáp lên ngựa, cầm đao dẫn quân ra đánh. Hà Bình quát to mắng rằng phản tặc ngụy diên ở đâu diên cũng mắng rằng mày giúp dương nghi làm phản lại dám mắng ta bình quát rằng thừa tướng mới mất xương thịt chưa lạnh sao mày đã dám làm phản thằng kia mắng đoạn cầm roi trỏ sang bảo quân thục rằng quân sĩ chúng mày toàn là người tây xuyên có cha mẹ vợ con anh em ở trong ấy cả khi thừa tướng còn không bạc đãi gì chúng mày nay chớ nên giúp quân phản tặc nên về cả quê hương Chờ đợi ơn trên ban thường Quân sĩ nghe xong Gieo ầm lên một tiếng Tản đi quá nửa Diên giận lắm Múa đao thúc ngựa vào đánh hạ bình Bình đưa giáo ra đỡ Được vài hiệp Bình giả thua chạy Diên đuổi theo Quân sĩ bắn tên ra như mưa Diên phải quay ngựa trở về Thấy quân mình tan nát đi cả Diên nổi giận Thúc ngựa đuổi theo giết chết mấy người Nhưng không tài nào ngăn lại cho xuê Chỉ có 300 quân của mã đại cứ đứng sừng sững, không hề nhúc nhích. Diên ngoảnh lại bảo với Mã Đại rằng, nếu ông thực bụng giúp tôi, khi thành công rồi, quyết không phụ ông. Bèn cùng với Mã Đại đuổi đánh Hà Bình, Bình dẫn quân chạy mất, Diên thu nhặt quân tàn, bàn với Mã Đại rằng, chúng ta sang hàng Ngụy, ông nghĩ thế nào? Đại nói, tướng quân nghĩ thế khờ lắm, đại trưởng phu nên tự đồ lê bá nghiệp, can gì phải xuất thân với ai? Tôi coi tướng quân trí dũng đủ cả người trong hai xuyên có ai địch nổi tôi tình nguyện giúp tướng quân trước hết lấy hán trung rồi sẽ tiến đánh tây xuyên diên mừng lắm cùng với mã đại kéo quân đánh nam trịnh khương duy ở trong thành nam trịnh thấy ngụy diên mã đại kéo đến ầm ầm kiếp sai kéo cầu treo lên hai người gọi to rằng hàng đi cho mong khương duy bàn với dương nghi rằng ngụy diên khỏe mạnh lại có mã đại giúp đỡ tuy ít quân nhưng ta dùng mẹo gì mà đánh cho được nghi nói, thừa tướng lúc gần mất, có đưa cho ta một túi gấm, dặn rằng, khi nào Ngụy Diên làm phản, lâm đến thành gia địch, mới cho mở xem, tự khắc có mẹo chém được Ngụy Diên. Này nên mở ra xem sao? Bèn lấy túi gấm ra xem, trong túi có một phong thư đề ngoài rằng, đợi lúc nào ngồi lên ngựa đối địch với Ngụy Diên thì mới mở. Phương Duy mừng rỡ, nói, thừa tướng đã có mẹo để lại, trưởng sử nên giữ lấy, để tôi dẫn quân ra thành giàn trận xong rồi ông lại ngay cho. Khương Duy Nai nịt lên ngựa, cầm đao dẫn ba nghìn quân mở cửa thành kéo ra. Chống đánh vang lừng, bày thành thế trận, Khương Duy kìm ngựa đứng dưới cửa cờ, quát to lên mắng rằng, phản tặc ngụy Diên, thừa tướng không bạc đãi mày, sao mày dám làm phản. Diên cầm ngang lưỡi đao, kìm ngựa lại nói rằng, bá ước, không việc gì đến ngươi, cứ về bảo Dương Nghi ra đây. Nghi ở trong cửa cờ, mở túi gấm ra xem, biết được mẹo như thế rồi, mừng lắm bèn cưỡi ngựa ra đứng ở trước trận trỏ sang ngụy diên cười mà rằng khi còn thừa tướng biết mày về sau tất làm phản đã sai ta phòng trước nay quả nhiên như thế thực mày có dám ngồi trên ngựa kêu luôn ba tiếng ai dám giết ta thì mới kể là đại trượng phu ta xin dâng thành hán chung cho mày ngay diên cười ầm lên nói đồ sất phu kia lặng im ta nói cho mà nghe khi khổng minh sống ta còn sợ hắn vài ba phần nay hắn chết rồi, thiên hạ còn ai làm gì nổi ta nữa. Đừng nói kêu luôn ba tiếng, kêu luôn hẳn ba vạn tiếng, ta cũng chẳng ngại gì. Nói đoạn, cắp đao, cầm vững cơm ngồi trên ngựa, kêu lên rằng, ai dám giết ta, Diên kêu vừa dứt lời thì một người ở sau lưng Diên thét lên rằng, ta dám giết mày đây, miệng nói, tay chém ngụy Diên chết quay xuống ngựa, chúng kinh hãi nhìn ra thì là mã đại, nguyên khổng minh trao mật kế cho mã đại, chỉ đợi ngụy Diên thét lên, thì nhân lúc bất ngờ mà chém chết Diên. Khi ấy Dương Nghi xem thư trong túi gấm, đã biết rằng có mã đại làm tay trong, cho nên y mẹo mà làm, quả nhiên giết được Ngụy Diên. Diên chưa kịp đến Nam Trịnh, mã đại chém được Ngụy Diên rồi, bèn hợp binh với Khương Duy một chỗ. Dương Nghi dâng biểu về tâu với hậu chủ, hậu chủ dáng chỉ rằng Ngụy Diên tuy đã chính tội rồi, nhưng nghĩ công lao trước của hắn, cũng cho quan quách mai táng bọn dương nghi rước linh cứu khổng minh về thành đô hậu chủ dẫn các quan mặc đồ tang trở ra khỏi thành hai chục dặm nghênh tiếp hậu chủ cất tiếng khóc vang lên trên từ công khanh dưới đến trăm họ già trẻ trai gái ai cũng khóc lóc sầu thảm hậu chủ sai rước linh cữu vào trong thành quản ở phủ thừa tướng sai con khổng minh là gia cát chiêm thủ tang hậu chủ về chiều dương nghi tự trói mình lại xin chịu tội hậu chủ sai cởi trói và phủ dụ rằng nếu không có người tuân theo lời thừa tướng thì linh cữu bao giờ về được mà giết làm sao được ngụy diên muôn việc chu toàn cũng do tự sức người cả bèn phong cho dương nghi làm trung quân sư mã đại có công giết giặc được thăng quan tước của ngụy diên dương nghi trình tờ di biểu của khổng minh hậu chủ xem xong thương khóc dáng chỉ chọn đất an táng phí vĩ tâu rằng khi thừa tướng gần mất có dặn táng ngài ở núi định quân không cần xây lăng miếu và cũng không dùng đến để tế lễ gì cả. Hậu chủ nghe lời, kén ngày tốt, tháng 10 năm ấy, rước linh cữu ra núi định quân an táng. Hậu chủ tế một tuần, đặt tên Thụy là Trung Võ Hầu, sai lập miếu ở Miên Dương, bốn mùa tế bái. Về sau Đỗ Phủ có thơ rằng miếu đền ra cát ở đâu đây, công gấm, tùng xanh ở thành này, có biết lung linh màu xuân thắm, lá vàng diếu rít giọng chim bay ba lượt tới lều thiên hạ kế, hai chiều giúp nước rõ lòng ngay, sông trận chưa thành thân đã chết, anh hùng khăn thấm lệ tuôn đầy, lại có thơ rằng, ra cát tiếng tăm lừng vũ trụ, tinh thần dáng vẻ đẹp thanh cao, thế nước chia ba trù sách lược, trời mây muôn thuở rực cờ mau, giữa thời bá trọng gặp y lã, chỉ huy hoạch định diệt quân tàu, mong sao vận hán dần xoay chuyển, trí quyết, thân tàn, giảng công lao. Hậu chủ về đến thành đô, cận thần tâu rằng có tin ngoài biên nói đông ngô sai toàn tôn dẫn vài vạn quân đóng ở cửa cõi ba kỳ chưa biết ý tứ gia làm sao hậu chủ thất kinh nói thừa tướng mới mất đông ngô phụ lời minh ước muốn lấn cõi ta làm thế nào bây giờ tưởng uyển tâu rằng tôi xin cử vương bình trương ngực dẫn vài vạn quân đóng ở thành vĩnh an đề phòng việc bất chắc bệ hạ nên sai một người sang đông ngô báo tang để dò ý tứ xem sao hậu chủ nói tất phải được người ăn nói giỏi giang đi sứ mới xong một người bước ra thưa rằng tiểu thần xin đi chúng trông ra thì là người ở nam dương tên là tôn dự hiện đang làm thăm quân hữu trung lương tướng hậu chủ mừng lắm sai tôn dự sang sứ đông mô báo tang và dò xét hư thực tôn dự lĩnh mệnh đến tắt kim lăng vào ra mắt tôn quyền lễ xong trông ra tả hữu thấy người nào cũng mặc áo trắng tôn quyền sầm mặt lại nói ngô thục đã là một nhà với nhau cớ sao chủ ngươi lại còn thêm quân gia giữ thành bạch đế dự nói đồng ngô thêm quân gia giữ ở ba kỳ tây thục tăng lính ở bạch đế chẳng qua sự thế phải thế tôi thiết nghĩ điều ấy bệ hạ chẳng nên hỏi làm gì quyền cười nói người chẳng kém đặng chi chút nào lại bảo tôn dự rằng trẫm nghe tin gia cát thừa tướng mất ngày nào cũng khóc truyền các quan bên này để chờ cả trẫm sợ người ngụy thừa lúc tang tóc vào đánh thục nên cho thêm một vạn quân ra giữa ba kỳ, có ý cứu giúp lẫn nhau, chớ không có bụng nào khác. Tôn dự cúi đầu lại tạ, quyền nói, chấm đã hứa đồng minh với thục, lẽ nào lại trái nghĩa. Dự thưa rằng, thiên tử bên tôi nhân thừa tướng mới mất, nên sai tôi sang báo tang. Tôn quyền sai lấy một mũi tên bít vàng, bẻ ra làm đôi, thề rằng nếu chấm phụ lời thề trước, con cháu sẽ tiệt diệt. Lại sai sứ mang hương lụa và đồ lễ vào xuyên tế khổng minh tôn dư lại từ ngô chủ cùng với sứ giả về thành đô vào chầu hậu chủ tâu rằng ngô chủ nhân thừa tướng mới mất động lòng thương nhớ lúc nào cũng ứa nước mắt quần thần đều mặc đồ tang thêm quân giữ ba kỳ là sợ người ngụy thừa cơ đến đánh nước ta thì sang cứu chớ không có bụng nào hiện ngô chủ đã bẻ một mũi tên ăn thề không dám trai ước hậu chủ mừng lắm trọng thường tôn dự và hậu đãi ngô sứ cho về tuân lời khổng minh dặn lại cất tường uyền làm thừa tướng đại tướng quân xét việc thượng thư gia phong cho phí vĩ làm thượng thư lệnh cùng coi việc thừa tướng gia phong ngô ý làm sa kỵ tướng quân ban cho cờ tiết trấn thủ hán trung phong khương duy làm phụ hán tướng quân bình tương hầu tổng đốc quân mã các sư cùng với ngô ý đóng ở hán trung đề phòng quân ngụy còn các tướng khác cư y chức cũ dương nghi nghĩ mình tuổi nhiều sẽ được cao chức hơn tường uyền ai ngờ lại hóa phải ở dưới Và lại cậy mình công to chưa được thưởng gì nên mang lòng hờn oán thường nói với phí vĩ rằng khi thừa tướng mới mất giá ta đem cả quân sang hàng ngụy đâu đến nỗi buồn tẻ thế này phí vĩ đem lời ấy mật tâu với thiên tử hậu chủ nổi giận bắt dương nghi tống ngục toan chém tưởng uyển tâu rằng nghi tuy có tội nhưng khi trước theo thừa tướng nhiều lần lập được công lao không nên giết đi hãy giáng xuống làm thứ dân hậu chủ nghe lời, cắt hết chức dương nghi, dáng làm thư dân, đuổi ra ở gia quận, sư Hán Trung. Nghi hừ thẹn tự vẫn chết, năm kiến hưng thứ 13 nhà thục Hán, tức là năm thanh long thứ ba bên ngụy chủ Tào Tuấn, và năm gia hòa thứ tư bên ngô chủ Tôn Quyền. Năm ấy, ngụy chủ phong tư mã ý làm thái úy, sai tổng đốc quân mã, chấn thủ các nơi biên viễn. Ý lại từ về Lạc Dương, ngụy chủ ở Hứa Sương, sửa sang cung điện khởi công xây dựng cực to. Ở Lạc Dương làm ra đền Triều Dương, đền Thái Cực, đài Tổng Trương, mỗi tòa cao 10 trường. Lại lập ra đền Sùng Hoa, Gác Thanh Tiêu, Lầu Phượng Hoàng, đảo Ao Cửu Long. Sai quan bác sĩ Mã Quân coi sóc công việc, bắt phải làm cho cực đẹp. Rui chảm, cột vẽ, ngói biếc, gạch vàng, lộng lẫy chói lòa cả mắt. Quân kén hơn 3.000 thợ khéo và ba chục vạn dân phu, làm suốt đêm ngày không nghỉ dân gian khổ sở, tao án không biết ngần nào, lại sai sửa sang vườn phương lâm, bắt cả các quan phải đột đất trồng cây. Từ đồ đồng tầm dâng biểu can rằng từ năm kiến an đến giờ, đánh nhau tàn hại, dân gian chết chóc rất nhiều, cửa nhà khánh kiệt, còn lại giặt những kẻ già yếu, trẻ mồ côi. Này công thất có hẹp nhỏ, muốn mở rộng thêm ra cũng nên tùy thời, chớ nên để hại đến việc làm ruộng, huống chi làm những việc vô ích dư bệ hạ đã chọc quần thần, cho đội mũ mặc áo vẻ vang, ngồi xe lịch sự, là để cho khác kẻ thường dân. Nay lại bắt khiêng gỗ, đội đất, chân tay nhem nước, mất cả phong thể nhà nước, để cần lấy sự vô ích, thật không ra làm sao. Đức khổng tử có nói, vua sai bầy tôi phải có lẽ, bầy tôi thờ vua phải có chung. Nếu không chung không lẽ, thì sao ra nước nữa? Tôi biết rằng nói ra thì tất chết, nhưng tôi chẳng qua như một cây lông trên mình châu mà thôi sống đã vô ích, bụng từ với đời. Tôi có tám con, sau khi chết rồi, bệ hạ còn nhiều. Sợ hãi không sao kể xiết, xin chờ lệnh trên, Tào Tuấn xem biểu, nổi giận nói, đồng tầm không sợ chết ư, ừ, Tả hữu xin chém, Tuấn nói, người này vốn có bụng trung nghĩa, nay hãy cách làm thứ dân. Hễ ai còn can nữa thì chém, bấy giờ, Trương Mậu cũng dâng sớ can ngăn giáo giết lắm. Tuấn sai chém liền, ngay hôm ấy, Tuấn vời mã quân đến hỏi rằng trẫm lập ra đền cao gác thẳm, muốn đi lại chơi với thần tiên, để cầu thuốc trường sinh, thì làm thế nào? Quân tâu rằng 24 vua triều nhà Hán, duy có vua võ đế hưởng nước được lâu dài, mà tuổi thọ. Bởi vì có uống khí tinh hoa của mặt trăng, vua ấy lập đền Bách Lương ở trong cung trường An, trong đền xây một cái mâm, gọi là mâm hưng móc, để tiếp lấy giọt nước sao bắt đầu lúc canh ba giỏ xuống gọi là thiên tương, lại gọi là cam lộ, lấy nước ấy hòa vào bột ngọc thật quý mà uống, thì có thể biến già thành trẻ được. Tuấn mừng nói, người nên đem dân phu đến Trường An, dỡ người đồng đem về để ở trong vườn Phương Lâm cho ta. Quân lĩnh mệnh dẫn một vạn người đến Trường An, sai lấy gỗ bắc gióng chung quanh đền Bách Lương, rồi cho năm nghìn người dòng dây trạc leo lên trên nóc đền. Đền ấy cao hơn hai chục trượng, cột đồng to mười ôm. Mã quân sai giữa người đồng xuống trước, người đồng bỗng rơm rớm nước mắt, ai nấy đều kinh hãi. Chợt lại có một trận cuồng phong nổi lên, cát sỏi bay mù mịt, rồi ầm một tiếng như trời long đất lở, đền siêu cột đổ, đè chết hơn nghìn người. Mã quân sai đem người đồng và mâm vàng về Lạc Dương dâng ngụy chủ. Ngụy chủ hỏi còn cái cột đồng ở đâu? Quân tâu rằng cột đồng nặng trăm vạn cân, không mang về được ngụy chủ sai đập vụn cột đồng ra đem về lạc dương đúc hai người đồng cực to gọi là ông trọng dựng ở ngoài cửa tư mã lại đúc một con rồng và một con phượng bằng đồng rồng cao bốn trượng phượng cao ba trượng xây ở trước điện lại sai trồng các thức hoa quý cây lạ và nuôi các giống chim muông kỳ quái ở trong vườn phương lâm dương phu dâng sớ can ngăn tào tuấn không xét cư thúc mã quân sửa sang đền đài cho cao để đặt người đồng và mâm hứng móc lại sai kén thật nhiều con gái đẹp trong thiên hạ, cho ở cả trong vườn phương lâm. Thiếu phó dương phụ dâng biểu rằng, thần nghe vua nhiêu xưa ở nơi liều tranh mà vạn quốc an cư. Vua vũ ngồi trong cung nhỏ mà thiên hạ lạc nghiệp, đến như ân chu nhà trí cao ba thước chiếu trải chín manh. Xưa các bậc thánh đế minh vương chưa bao giờ làm cung điện cao sang để tốn hại của trăm họ. Vua kiệt, vượt xây lâu đài tráng lệ đã hại đến xạ tắc vua sở linh vì xây cung trương hoa mà thân mang vạ. Tần Thủy Hoàng xây cung A Phòng để tài ương cho con cháu, thiên hạ nổi lên chỉ hai đời là bị diệt. Phàm những kẻ phí sức muôn dân để mua vui chốc lát chưa có ai không bị diệt vong. Bệ hạ ai nên học phép của Nhiêu, Thuấn, Vũ Thang, Văn Võ, và nên lấy gương kiệt, trụ, sở, tần làm dân. Nếu ăn chơi xa xỉ trang hoàng cung điện sẽ gặp họa nguy vong. Vua là đầu, về tôi là tay chân được mất cùng chịu. Thần tuy có run sợ, nhưng không dám quên nghĩa vua tôi. Xin nói hết mọi lời, có gì sai thần xin chịu tội. Các quan tranh nhau dâng biểu can ngăn, Tuấn nhất thiết không nghe ai cả. Vợ Tào Tuấn là Mao thị, người ở Hà Nội, hồi Tào Tuấn còn làm Bình Nguyên Vương, ân tình nặng lắm. Khi Tuấn lên ngôi, lập Mao thị làm hoàng hậu, về sau, Tuấn yêu quách phu nhân, liền nhạt tình với Mao hậu quách phu nhân người nhan sắc mà tính lại thông minh, Tuấn yêu đương lắm, ngày nào cũng vui thú với nhau, hơn một tháng không ra khỏi cửa cung. Năm ấy đang độ tháng 3, mùa xuân, trong vườn phượng lâm, trăm hoa đua nở hương bay ngào ngạt. Tuấn cùng với quách phu nhân dạo chơi trong vườn, mở tiệc uống rượu. Quách phu nhân nói, sao bệ hạ không cho mời hoàng hậu ra chơi nhân thể cho vui. Tuấn nói, nếu hắn ở đây thì một giọt rượu, chấm cũng không nuốt trôi vào cổ học được bèn truyền lệnh cho các cung Nga, cấm không ai được nói cho Mao Hậu biết. Khi ấy, Mao Hậu hơn một tháng trời không thấy Tảo Tuấn vào đến chính cung, trong bụng buồn rầu cũng dẫn vài người tên cung nhân ra chơi lầu thúy hoa cho tiêu khiên. Bỗng nghe tiếng nhạc réo rắt liền hỏi rằng, nhạc đánh ở đâu thế? Một viên quan tâu rằng, nhạc ấy là thánh thượng chơi hoa uống rượu với quách phu nhân ở trong vườn ngự đó. Mao Hậu nghe xong, lại càng não ruột lắm, trở về cung nghỉ ngơi hôm sau mao hậu ngồi xe ra chơi ngoài cung gặp tào tuấn ở hành lang cười nói rằng bữa qua bệ hạ chơi ở bắc viên vui vẻ lắm nhỉ tuấn nổi giận sai đòi hết các cung nữ hầu hạ hôm qua đến mắng rằng trẫm đã cấm không đứa nào được nói chuyện cho mao hậu biết làm sao chuyện lại rộ ra lập tức sai chém giáo cả mao hậu kinh hãi về cung tuấn giáng chiếu bắt mao hậu phải tự tử lập quách phu nhân lên làm hoàng hậu quần thần không ai dám can chợt có thứ sử u châu là vô kỳ kiệm dâng biểu về tâu rằng có công tôn uyên ở liêu đông làm phản tự xưng là yên vương cải niên hiệu là năm thiệu hán thứ nhất dựng nên cung điện đặt ra quan chức cất quân vào cướp làm nhiễu động cả phương bắc tuấn giật mình hội cả văn võ lại bàn bạc đó là trong nước vừa lao công thổ mộc ngoài biên lại nổi việc can quan chưa biết tào tuấn chống cự ra làm sao xem hồi sau phân giải hồi 106. trăm Công tôn Uyên thua trận, chết ở Tương Bình từ mã ý giả ốm, lừa được Tào Sảng, nói về công tôn Uyên ở Liêu Đông, Nguyên là con công tôn Khang và cháu công tôn Đô. Tự năm kiến an thứ 12, Tào Tháo đuổi viên thượng chưa đến Liêu Đông thì Khang đã chém đầu thượng nộp cho Tháo rồi. Tháo Phong làm trương bình hầu, về sau, Khang mất đi, có hai con, con cả tên Hoàng, con thứ tên Uyên, bấy giờ còn bé cả, em công tôn Khang là công tôn cung kế chức đến đời tào phi phong cho công tôn cung làm xa kỵ tướng quân tương bình hồng năm thái hòa thứ hai uyên đã lớn văn võ kiêm toàn tính tình giữ tợn hay đánh nhau mới cướp môi của chú tào tuấn phong uyên là dương liệt tướng quân và lĩnh chức thái thú liêu đông về sau tôn quyền sai trương di hứa yến mang vàng ngọc châu báu đến liêu đông phong uyên làm yên vương uyên sợ quyền thế trung nguyên mới chém hai sứ giả nước ngô đem đầu nộp cho Tào Tuấn. Tuấn phong thêm cho Uyên làm đại tư mã lạc lãng công. Uyên chưa bằng lòng, bàn nhau với chúng, tự xưng là Yên Vương, cải niên hiệu năm thiệu hán thứ nhất. Phó tướng là giả phạm can rằng Trung Nguyên phong chúa công đến tước thượng công, không phải là tùy tiện gì. Này bằng làm phản, thực là trái lẽ, và lại, tư mã ý giỏi việc dùng binh, ra cát võ hầu còn không đánh nổi, huống chi chúa công. Uyên giận lắm, sai tả hữu trói giả phạm đem ra chém. Tham quân là luôn trực cũng can rằng giả phạm nói thế phải đấy. Thánh nhân có câu, nhà nước sắp đổ tất có điểm quái. Này trong nước ta nhiều tai dị lắm, gần đây, có con chó biết đội khăn, mặc áo đỏ, trèo lên nóc nhà đi như người. Lại ở phía nam cửa thành, có một nhà dân thổi cơm, tự nhiên thấy đứa bé chín dừ trong nồi. Lại ở cửa bắc thành tương bình, đất bỗng dưng nứt ra một chỗ rồi một khối thịt đùn lên, chu vi độ vài thước, đủ cả đầu, mắt, tai, mồm, mũi, chỉ không có chân tay, dao chém không đứt, tên bắn không vào, không biết là vật gì. Thầy bói xem đoán rằng, có hình không ra hình, có miệng không biết nói, nhà nước sắp mất, cho nên hiện hình có ba việc quái gở ấy, chúa công nên tránh sự dở cầu sự hay, chớ nên kinh động, huyền nổi giận đùng đùng quát võ sĩ trói cả luân trực và giả phạm đem chém ở ngoài chợ. Rồi sai ti diễn làm nguyên soái, dương tô làm tiên phong, khởi 15 vạn quân liêu, kéo đến trung nguyên. Quân ngoài biên báo tin cho ngụy chủ Tào Tuấn, Tuấn sợ lắm liền vời tư mã ý vào chầu bàn việc. Ý tâu rằng quân mã bộ hạ của tôi 4 vạn, đủ phá được giặc. Tuấn nói quân của người ít mà đường xá thì xa, làm sao mà đánh giặc được. Ý nói quân không cốt gì nhiều, cốt tự người chủ tướng biết dùng mưu mẹo mà thôi. Tôi nhờ hồng phúc của bệ hạ tất bắt được công tôn uyên về nộp. Tuấn nói, người đổ công tôn uyên cử động thế nào? Ý tông, công tôn uyên nếu biết bỏ thành mà chạy là thượng kế. Giữ ở liêu đông để kháng cự đại quân là trung kế. Ngồi giữ ở tương bình là hạ kế. Chắc tôi tóm được. Tuấn nói, chuyến này đi ước chừng bao lâu thì đánh xong. Ý nói, đường đất 4.000 dặm, phải đi mất trăm ngày, đánh trăm ngày, về trăm ngày nghỉ ngơi 60 ngày, cả thảy độ một năm thì xong. Tuấn hỏi, nếu có mô, thuộc vào cướp thì làm thế nào? Ý nói, tôi đã sẵn phương kế giữ gìn rồi, bệ hạ bất tất phải lo. Tào Tuấn mừng lắm, sai tư mã ý đi đánh công Tôn Uyên. Ý lại từ gia thành, sai Hồ Tuân làm tiên phong, dẫn quân tiền bộ đến trước Liêu Đông hạ trại. Quân tiểu mã báo với công Tôn Uyên, Uyên sai ti diễn, Dương Tô chia 8 vạn quân ra đóng ở Liêu Toại đào hào chung quanh hai chục dặm, rào toàn trông trà rất là nghiêm ngặt. Hồ Tuân sai người báo với tư mã ý, ý cười nói, giặc không đánh nhau với ta, muốn để cho quân ta phải khốn đây. Ta đổ rằng già nửa quân giặc ở đây, sao huyệt tất bỏ không? Chỉ bằng ta bỏ xứ này, đi tắt đến thành tương bình giặc tất phải ra cứu. Ta chặn ngang nửa đường mà đánh, chắc chắn được to. Vì thế, ý dẫn quân đi lèn theo đường nhỏ kéo ra tương bình. Ti diễn, lương tô bàn với nhau rằng nếu quân ngụy đến đây ta chớ có đánh nhau họ cách xa vài nghìn dặm lương thảo không tiếp ứng được khó giữ được lâu cạn lương tất phải rút về ta sẽ đuổi theo mà đánh tất bắt được tư mã ý khi xưa tư mã ý chống nhau với quân thục chỉ việc giữ vững ở vị nam rút cuộc khổng minh phải chết ở nơi quân thứ việc bây giờ cũng chẳng khác gì trước cả hai người đang bàn bạc với nhau chợt có tin báo quân ngụy sang cả phía nam Ti diễn giật mình, nói, họ biết ở Tương Bình ít quân, cho nên đến úp trại căn bản của ta đây. Nếu Tương Bình mất, ta giữ đây cũng vô ích, liền nhổ trại theo sau kéo đi, có thám mã báo tin với tư mã ý, ý cười nói rằng, mắc phải mẹo ta rồi, mới sai hạ hầu bá, hạ hầu uy, mỗi người dẫn một toán quân phục ở bến Lương Thủy, đợi quân liêu đến thì hai mặt đổ ra đánh. Hai người vâng mẹo dẫn quân đi, khi quân liêu kéo qua, bỗng một tiếng pháo nổ lên, Hai bên mở cờ đánh trống kéo ra, Tả thì Hạ Hầu Bá, hữu thì Hạ Hầu Uy, xông đến đánh. Ti, Dương hai người tháo đường chạy được đến núi Thú Sơn, vừa gặp công Tôn Uyên dẫn quân tới, bèn hợp binh làm một, rồi lại đến đánh nhau với quân Ngụy. Ti diễn ra ngựa mắng rằng: "Tướng giặc chớ dùng quỷ kế, mày có dám ra đánh nhau không?" Hạ Hầu Bá múa đao lại đánh, chưa được vài hiệp. Ti diễn bị chém ngã lăn xuống ngựa, quân Liêu rối loạn bá thúc quân đánh tràn vào. Công Tôn Uyên phải dẫn bại quân chạy về thành Tương Bình, đóng cửa giữ vững không ra. Quân Ngụy kéo đến, vây kín bốn mặt thành. Bấy giờ gặp mùa thu, trời mưa ròng rã một tháng chưa tạnh, chỗ đất phẳng nước sâu ba thước. Thuyền vận lương từ cửa sông Liêu Hà đến thẳng được Tương Bình, quân Ngụy ở trong vũng nước, ngồi đứng không yên. Tả Đô Đốc là bùi cảnh vào chướng bẩm rằng mưa mãi không tạnh, trong chạy lầy lội lắm, quân không sao ở được xin xem chạy đến chai núi trước mặt mà đóng, ý giận, nói chỉ nay mai là bắt sống công tôn uyên, không được rời trại Hễ ai còn nói đến rời trại thì chém, bùi cảnh dạ dạ lui ra. Một lát sau hiểu đô đốc là cứu liên lại đến kêu rằng quân sĩ khổ về nước ngập, xin thái úy rời trại sang chỗ khác cho. Ý nổi giận, nói quân lệnh của ta đã truyền ra rồi, người sao dám trái. Lập tức sai lôi ra chém, treo đầu ở ngoài cửa viên bởi thế bụng quân sợ hãi, không ai dám oán thán câu gì. Ý truyền cho quân sĩ ở mặt nam, tạm lui ra ngoài hai chục dặm, tha cho quân dân trong thành ra ngoài cắt cỏ kiếm củi, chăn dắt châu ngựa. Trần Quần hỏi rằng trước kia thái úy đánh thượng dung, chia quân làm tám đường, chỉ tám ngày đến thẳng dưới thành, bắt ngay được mệnh đạt, lập được công to. Này đem bốn vạn quân từ xa bốn ngàn dặm đến đây, không sai đánh ngay thành đi, mà để ở mãi trong đám bùn lầy, lại còn thả cho giặc ra ngoài chăn ngựa kiếm cùi. Tôi không biết ý của thái úy ra sao, ý cười, nói ông không biết binh pháp ư, khi xưa mạnh đạt lương nhiều quân ít, mà ta thì nhiều quân ít lương, cho nên phải đánh nhau. Thừa lúc vô tình, đột nhiên lại đánh, mới có thể phá được. Này quân lưu nhiều, quân ta ít, giặc đói ta no, can chi phải đánh ngay. Nên để cho quân kia bỏ chạy rồi sẽ thừa cơ mà đánh. Này ta mở cho một đường, không biệt đường kiếm củi chăn muông của họ, là có ý để cho quân giặc trốn dần đi. Trần Quần chịu mẹo ấy là cao, tư mã ý sai người về Lạc Dương thúc lương, ngụy chủ khai trầu, quần thần tâu rằng độ này mưa thu dòng dã hơn một tháng, quân mã vất vả lắm, nên đòi tư mã ý về, hãy tạm bãi binh. Tuấn nói, tư mã thái úy dùng binh giỏi giang, lâm nguy chế biến lắm mẹo tài, chẳng mấy bữa mà bắt được công tôn uyên, các ngươi hả tất phải lo nói rồi, không nghe lời quần thần can, sai người vận lương đem đến trại tư mã ý. Qua vài hôm, mưa tạnh, trời quang đãng đêm hôm ấy ý ra ngoài trướng, nhìn xem thiên văn. Bỗng thấy một ngôi sao to tầy đấu, ánh sáng tỏ ra vài trường, từ mé sông bắc núi Thú Sơn xa xuống góc đông nam thành tương bình. Tướng sĩ các trại, ai cũng kinh hãi, ý mừng bảo các tướng rằng sau năm ngày nữa, chỗ sao xa tất chém được công tôn uyên ngày mai nên hết sức mà đánh thành các tướng được lệnh sáng sớm dẫn quân đến vây kín bốn mặt thành đắp núi đất đào đường hầm làm giá pháo bắc thang mây ngày đêm đánh vào tên bắn như mưa công tôn uyên ở trong thành cạn lương phải giết trâu mổ ngựa ăn thịt trừ bữa bụng quân oán tức muốn chém công tôn uyên đem đầu ra thành xin hàng uyên thấy thế lo lắm sai tướng quốc vương kiến ngự sử đại phu liễu phủ đến trại ngụy xin hàng hai người từ mặt thành dòng xuống, đến kêu với tư mã ý rằng, công tôn uyên sao không đến xin mà lại sai ngươi, liền quát võ sĩ lôi hai người ra chém, sai đầy tớ mang đầu về nói với công tôn uyên sợ lắm, lại sai thị trung là vệ diễn đến trại ngụy. Tư mã ý ngồi trên trướng, các tướng đứng sắp hàng hai bên, diễn quỷ gối lê vào trướng, kêu rằng, xin thái úy bất giận lôi đình, hôm nay xin hãy đưa thái tử công tôn tu đến đây làm tin. Vừa tôi chúng tôi sẽ xin tự trói mình lại hàng. Ý nói, phép dùng binh có 5 điều cốt yếu, có thể đánh được thì đánh, không đánh được thì giữ, không giữ được thì chạy, không chạy được thì hàng, không hàng được thì chết. Can gì phải đem con lại làm tin, liền quát vệ diễn cho về báo với công tôn Uyên, diễn ôm đầu lùi tuổi ra về, thuật chuyện lại với Uyên. Uyên kinh hãi quá chừng, bàn với con là công tôn tu, kén một nghìn quân mã, canh hai đêm hôm ấy mở cửa nam chạy về phía đông nam. Huyền thấy không có quân ngăn trở, trong bụng đã mừng. Đi chưa được chục dặm, bỗng nghe ở trên núi có tiếng pháo nổ, chống tù và om ả, à, rồi một toán quân kéo ra chặn đường. ở giữa thì Tư Mã Ý, tả có Tư Mã Sư, hữu có Tư Mã Chiêu. Hai người gọi to rằng phản tặc chớ chảy. Huyền giật mình, kiếp quay ngựa tìm đường trốn. Bỗng lại thấy Hồ Tuân kéo quân đến, bên thì Hạ hầu Bá, Hạ hầu Uy, bên thì Trương Hổ, Nhạc Lâm vây bọc cả bốn mặt tượng như rào sắt hai cha con công tôn uyên không làm sao được phải xuống ngựa chịu hàng ý ngồi trên ngựa ngoảnh lại bảo các tướng rằng đêm hôm nọ là ngày bính dần có ngôi sao to xa xuống ở chỗ này đêm nay là ngày nhâm thân ứng rồi đây các tướng mừng nói thái úy tính toán như thần ý truyền lệnh chém cả hai cha con công tôn uyên rồi quay binh về hạ thành tương binh chưa đến nơi thì hồ tuân đã hạ được thành rồi nhân dân đốt hương bái vọng, đón rước quân ngụy vào. Từ mã ý ngồi trong nhà, sai bắt tôn tộc nhà công tôn uyên và các quan liêu đồng mưu hơn bảy chục người chém sạch rồi treo bảng yên dân. Có người nói với tư mã ý rằng giả phạm, luân trực can mãi công tôn uyên không nên làm phản, bị uyên giết mất cả. Ý sai phong mã hai người và cho con cháu được vinh hiển, đem của cải trong kho thường cho ba quân rồi thu quân về Lạc Dương. Nói về ngụy chủ ở trong cung, một đêm Đến canh ba, bỗng dưng một cơn gió lạnh nổi lên thổi tắt mất đèn, thấy Mao Hoàng hậu dẫn vài mươi người cung nhân đến trước sập rồng khóc lóc đòi mạng. Tào Tuấn từ đó phải bệnh, dần dần nặng thêm. Tuấn bèn sai thị trung quang lộc đại phu là Lưu Phóng, tôn tư coi hết các việc trong viện cơ mật, lại sai triệu con vua văn đế là Yên Vương Tào Vũ làm đại tướng quân, giúp thái tử Tào Phong nhiếp chính. Tào Vũ là người hòa nhã, khiêm nhường không chịu lĩnh việc to ấy cố từ không nhận. Tuấn vời lưu phóng, tôn tư mã ý vào hỏi rằng trong tôn tộc nên dùng người nào, hai người nguyên hàm ơn tào chân khi xưa, mới tâu rằng chỉ có con tào tử đan là tào sản nên dùng. Tuấn nghe lời, hai người lại tâu rằng muốn dùng tào sản thì phải cho Yên Vương trở về nước Yên. Tuấn cũng nghe theo, giáng chiếu sai hai người cầm ra dụ Yên Vương rằng có chiếu của thiên tử sai Yên Vương về nước, hạn ngay hôm nay phải đi nếu không có chiếu không được vào chồng. Yên vương ứ nước mắt từ biệt, rồi phong tào sảng làm đại tướng quân, quyền coi cả chính sự triều đình. Tuấn ốm mỗi ngày một nặng, sai sứ cầm cờ tiết ra vời tư mã ý về triều. Ý được tin, đến tắt hứa xương, vào ra mắt tào Tuấn. Tuấn nói, chấm chỉ sợ không được trông thấy ngươi, nay chấm trông thấy người rồi, dù chết cũng không giận gì nữa. Ý cúi đầu xuống tâu rằng, tôi ở dọc đường, nghe tin thánh thể không yên giận mình dưới nách không mọc ra đôi cánh để mau chóng bay đến cửa khuyết thực là may cho tôi lắm tuấn đòi thái tử tào phương đại tướng quân tào sảng thị trung là bọn lưu phóng tôn tư mã ý đến cả trước long sáng tuấn cầm tay tư mã ý nói khi xưa huyền đức ở trong thành bạch đế lúc bệnh nguy đem con thơ là lưu thiền giao phó cho gia cát khổng minh vì thế khổng minh phải hết lòng hết sức đến chết mới thôi một nước nhỏ còn thế, huống chi nước lớn, còn thơ chấm là Tào Phương mới có 8 tuổi, chưa coi nổi việc xã tắc. Thái úy và Tôn Huynh, cùng là nguyên huân cựu thần, hết sức giúp đỡ cho con chấm, chớ phụ bụng chấm, nên mới được. Lại gọi Tào Phương bảo rằng trọng đạt với chẫm, cũng như một người, con phải kính trọng mới được. Lại sai tư mã ý bế Tào Phương đến gần giường, Phương ôm mãi đầu tư mã ý không buông tay. Tuấn nói, thái úy chớ quên cái tình quyến luyến của con trẫm hôm nay. Nói đoạn, nước mắt chảy xuống dòng dòng, ý cũng cúi đầu chảy nước mắt, ngụy ngủ mê man, không nói được nữa, lấy tay trò vào thái tử, một lát thì mất, ở ngôi được 13 năm, thọ 36 tuổi. Bấy giờ là hạ tuần tháng riêng, năm cảnh sơ thứ ba nhà ngụy. Từ mã ý, tào sảng phò thái tử tào phương lên ngôi hoàng đế. Phương tự là Lan Khanh, nguyên là con nuôi tào Tuấn, Chuyện bí mật ở trong cung, không ai biết do đâu mà đến. Tào Phương lên ngôi, tôn tên Thủy cho là Minh Đế, táng ở Cao Bình. Tôn Quách Hoàng Hậu làm Thái Hậu, đổi niên hiệu là chính Thủy. Sảng rất trọng vọng tư mã ý, phàm việc gì to, đều hỏi ý trước. Sảng tên tự là Bá Chiêu, tự thuở nhỏ ra vào trong cung Minh Đế thấy người cẩn thận, đem lòng yêu mến lắm. Sảng có 500 khách môn hạ trong đó có 5 người ưa chuộng thói phù hoa là Hạ Yến, Đặng Dương, Lý Thăng, Đinh Bật và Tất Phạm. Lại có quang đại tư nông là Hoàn Phạm, tự nguyên tắc, có nhiều mưu trí, người ta khen là trí năng. Mấy người ấy đều được Tào Sảng tin dùng, Hà Yến nói với Tào Sảng rằng đại quyền của chủ công, chớ cho người khác được can thiệp đến mà để lo về sau. Sảng nói, từ mã ý công cùng với ta chịu lời tiên đế thác cô, ngỡ nào ta bỏ nghĩa ấy. Yến nói, khi xưa tiên công cùng với trọng đạt đánh thục, nhiều khi bị hắn lấn át, nhân thế mà chết. Chủ công sao không xét việc đó, sảng nghĩ ra, cùng với các quan thương nghị, rồi vào tâu với ngụy chủ rằng, từ mã ý công cao đức nặng, nên ra chức làm thái phó. Phương nghe lời, từ đó binh quyền về cả tay tào sảng, sảng sai em là tào hy làm trung lĩnh quân, tào huấn làm võ nghệ tướng quân, tào ngạn làm tàn kỵ thường thi mỗi người dẫn ba nghìn quân ngự lâm tùy tiện ra vào trốn cung cấm lại dùng hà yến đặng dương đinh bật làm thượng thư tất phạm làm tư mã ý lệ hiệu úy lý thắng làm hà nam doãn năm người ấy ngày đêm bàn việc với tào sảng bởi thế tân khách nhà tào sảng mỗi ngày một nhiều tư mã ý thấy vậy thác có bệnh không ra đến ngoài hai con cũng từ chức về nhà tào sảng mỗi ngày cùng với bọn hà yến uống rượu làm vui phàm các đồ dùng áo sống, không khác gì của triều đình. Những đồ quý báu các nơi tiên cống, trước hết chọn đồ quý nhất lấy làm của riêng, còn thừa mới nộp vào cung. Trong phủ chứa nhiều con gái đẹp, quan hoàng môn là trương đương xiểm nịnh tào sảng, kén lấy 18 nàng hầu của tiên đế, đưa vào trong phủ. Sảng lại kén ba bốn chục con gái nhà tử tế, biết hát múa lập ra một đội nữ nhạc trong phủ. Lại dựng lên lầu cao gác chạm, đúc các đồ vàng bạc, dùng hơn một trăm thợ khéo ngày đêm chế tạo đồ dùng hà yến nghe tin quản lộ ở bình nguyên tinh nghề thuật số cho mời đến bản nghĩa kinh dịch bấy giờ đặng dương cũng ngồi chơi đó hỏi lộ rằng ông tự cho là giỏi dịch mà nói không động đến chữ nghĩa kinh dịch là làm sao lộ nói đã gọi là giỏi dịch thì không phải nói động đến dịch yến người tán thêm vào rằng thế mới gọi là lời trọng yếu không cần phải nhiều nhân hỏi lộ rằng ông thử bói cho tôi một quẻ xem có làm đến tam công được không? Tôi lại mộng thấy vài mươi con ruồi xanh đậu trên mũi, đó là điềm gì? Lộ nói, ngày xưa Nguyên Khải giúp vua Tuấn, Chu Công giúp nhà Chu, cùng có đức tốt mà hưởng phúc. Này quân hầu ngôi cao quyền trọng nhưng người mến đức thì ít, mà kẻ sợ oai thì nhiều, đó không phải là lối giàn lòng cầu phúc được. Và lại, mũi là cây núi, núi cao mà không đổ, thì mới giữ được phú quý. nay ruồi nhặng là giống hôi bẩn, lại đậu lên trên thế là ngôi cao phải đổ khá sợ lắm thay xin quân hầu bớt chỗ nhiều thêm chỗ ít điều gì phi lễ chớ làm như thế thì ngôi tam công mới đến tay mà đàn nhặng xanh mới xua đi được đặng dương giận gắt rằng đó là lời lão sinh thường đàm ra quái gì lộ nói lão sinh đã thấy thì không sinh thường đàm đã thấy thì không đàm nói đoạn rũ tay áo đứng dậy đi ra hai người cười rằng thực là đồ cuồng sĩ lộ về nhà thuật chuyện cho cậu nghe cậu giật mình nói hà đặng hai người đang quyền thế hống hách sao mày dám nói trêu chọc đến họ lộ nói tôi cùng với người chết nói chuyện còn ngại gì nữa cậu hỏi tại sao thì lộ nói đặng dương gân không bó được xương mạch không giữ được thịt ngồi đứng ngả nghiêng hình như không có chân tay đó gọi là tướng quỷ tào hà yến không tươi được sắc mặt tinh thần bất định dáng tựa cây khô đó là tướng quỷ u hai người nay mai tất có vạ diệt mình, can gì mà sợ. Người cậu mắng quản lộ nói càn, rồi đi, Tào Sàng thường hay cùng với bọn Hà Yến, Đặng Dương ra ngoài săn bắn. Em là Tào Hy can rằng uy quyền của anh to lắm, mà cứ hay đi chơi săn bắn, nếu có người mưu hại thì làm thế nào? Sảng mắng rằng binh quyền ở trong tay ta, còn sợ gì ai nữa? Từ nồng là hoàn phạm cũng can, nhưng Sảng cũng không nghe bấy giờ ngụy chủ tào phương đổi năm chính thủy thứ 10 là năm gia bình thứ nhất tào sảng một mực chuyên quyền không biết bệnh trọng đạt hư thực ra làm sao bữa ấy nhân ngụy chủ cất lý thắng ra làm thứ sử ở kinh châu sảng cho lý thắng đến từ trọng đạt nhân để dò xem ý tứ thế nào lý thắng đến phủ thái phó có lính canh cửa vào báo với tư mã ý ý bảo với hai con rằng đây là tào sảng sai đến dò xem bệnh ta thực hay giả đây lập tức bỏ mũ để tóc rũ rượi, trèo lên giường ngồi dựa vào cái chăn và sai hai nàng hầu nâng đỡ rồi mới sai mời lý thắng vào phủ lý thắng đến trước giường lại nói rằng lâu này không được hầu thái phó không ngờ ngài yếu đau thế này này thiên tử sai tôi làm thứ sử kinh châu xin đến lại từ thái phó ý giả điếc đáp rằng tinh châu gần phương bắc ra đó giữ gìn cho khéo thắng nói tôi được cử làm thứ sử kinh châu không phải tinh châu ý cười nói người ở tinh châu lại à thắng nói kinh châu ở hán thượng ý lại cười ha hả mà rằng người ở kinh châu lại đây à thắng nói thái phó sao ngày yếu đến thế tả hữu nói thái phó điếc đấy thắng mượn bút giấy viết mấy chữ đệ lên ý xem xong cười rằng ta lầu này mệt lắm tài điếc nghe không rõ chuyến này có đi thì phải giữ xin nói đoạn lấy tay trỏ vào mồm ra hiệu muốn uống nước thị tỳ dâng chén nước nóng ý hớp miệng vào chén nước nước đổ ra ướt cả vạt áo. Ý ậm ực cong cổ, làm ra tiếng nghẹn, rồi nói rằng ta suy nhược lắm, sớm tối chưa biết chết lúc nào. Ta có hai con chẳng ra gì, nhờ ngươi dạy bảo đỡ cho ta. Ngươi có về ra mắt đại tướng quân, nhờ nói dùm với tướng quân trông non đỡ hai con cho ta, thì may lắm. Nói đoạn, nằm lăn ra trên giường, thở hồng hộc một lúc. Lý thắng cáo từ trọng đạt về ra mắt tào sàng, thuật hết cả tình hình như thế sảng mừng nói, lão này chết thì ta không lo gì nữa. Từ mã y thấy Lý Thắng đi rồi, đứng dậy bảo với hai con rằng, Lý Thắng chuyến này về báo tin, tào sảng tất không nghi gì ta nữa, đợi khi nào y ra thành săn bắn, thì mới đổ được. Không mấy bữa, tào sảng mời ngụy chủ tào phương ra ít lăng cao bình, tế tự tiên đế. Quan viên lớn nhỏ theo cả ra, sảng dẫn ba anh em và bọn tâm phúc hạ yến, cùng quân ngự lâm, hộ giá ra thành tư nông là hoàng phạm can rằng chủ công coi giữ quân cấm binh không nên anh em cùng đi cả phòng trong thành có biến thì làm thế nào sảng cầm roi ngựa quật vào hoàng phạm mắng rằng ai dám làm loạn chớ có nói can tư mã ý thấy tào sảng ra thành rồi mừng lắm lập tức gọi các thủ hạ cũ và mấy người ra tướng dẫn hai con lên ngựa đến thẳng triều đình mưu giết tào sảng đó là đóng cửa bỗng nhiên vùng đứng dậy cầm quân từ đó mới ra tay chưa biết tính mệnh tào sảng ra sao, xem hồi sau phân giải. Hồi 107, ngụy Chủ trao quyền họ Tư Mã, Khương Duy bại trận núi Nghiêu đầu Tư Mã Ý, nghe tin tào sảng dẫn ba anh em và bọn Tâm Phúc, cùng quân ngự lâm theo cả ngụy Chủ ra thành, yết lăng vua Minh Đế nhân thể đi săn. Ý mừng lắm, lập tức vào nơi công đường. Sai tư đồ là cao nhu lĩnh chức đại tướng quân, trước hết đến giữ dinh tào sảng. Lại sai thái bộc là vương quan, quyền chức là trung lĩnh quân, giữ sinh Tào Hy. Ý dẫn các quan vào hậu cung tâu với quách thái hậu việc tảo sảng bỏ lời tiên đế thác cô, gian tà loạn nước, xin trị tội. Quách thái hậu thất kinh, nói thiên tử ta ngoài chưa về, thì làm thế nào? Ý tâu rằng tôi đã dâng biểu tâu với thiên tử có mẹo giết được gian thần, thái hậu chớ ngại. Thái hậu sợ hãi phải theo lời, ý sai thái úy là tưởng tế, thượng thư lệnh là tư mã phu cùng với mình viết biểu phái hoàng môn mang ra ngoài thành tâu với ngụy chủ ý tự dẫn đại quân giữ kho khí giới có người báo tin về nhà tàu sảng vợ tàu sảng là liêu thị vội vàng gọi quan giữ phủ đến hỏi rằng chủ công ở ngoài trọng đạt khởi binh ý làm sao tướng giữ cửa là phan cử nói phu nhân chớ ngại để tôi hỏi xem sao đoạn nói dẫn vài mươi tay cung nỏ lên lầu ngoài cửa đứng trông một lát thấy tư mã ý dẫn quân đi qua trước phủ cử sai quân bắn xuống tiêu tít ý không sao qua được. Có tên tỷ tướng là Tôn Khiêm ở mặt sau ngăn lại, nói, thái phó vì việc to nhà nước mà đi qua đây, không được bắn tên. Khiêm ngăn lại hai ba lần, cử mới không bắn nữa. Từ mã chiêu hồ vệ cha đi khỏi cửa phủ, rồi dẫn quân ra thành, đóng trên bờ sông Lạc Hà, chặn lấy đầu cầu. Nói về thủ hạ tào sảng là lỗ chi thấy việc biến động làm vậy, đến nhà tham quân là tân tệ bàn rằng, này trọng đạt gây biến loạn thế này, ta nghĩ làm sao bây giờ tệ nói chúng ta nên dẫn quân bản bộ ra thành để tâu thiên tử chi lấy làm phải tân tệ trở vào nhà trong người chị là nàng tân hiến anh trông thấy hỏi rằng em có việc gì mà ra dáng lật đật thế tệ nói thiên tử ở ngoài thái phó đóng cửa thành hẳn là mưu làm phản nàng hiến anh nói tư mã công vị tất đã làm phản chỉ vì muốn giết tào tướng quân đó thôi tệ thất kinh nói việc này không biết rồi ra sao Hiến Anh nói, Tào tướng quân không phải là tay đối thủ tư mã công, tất nhiên phải thua. Hôm nay lỗ chi dù tôi cùng ra thành, không biết có nên đi không? Hiến Anh nói, trước phận của mình thì phải giữ, đó là nghĩa lớn ở đời. Người ta hoạn nạn còn nên thương, huống chi xưa nay vẫn hầu hạ người ta. Nếu bỏ phận mình, thì tất là không hay lắm, tệ nghe lời ấy, cùng với lỗ chi dẫn vài mươi tên kỵ chặt khóa, cướp cửa thành chạy ra có người báo cho tư mã ý, ý sợ hoàn phạm cũng chạy, kiếp sai người đòi đến. Phạm bàn với con, con nói, xa giá vua ở ngoài thành, không bằng chạy ra ở cửa nam. Phạm nghe lời, vội vàng lên ngựa, chạy ra cửa bình Sương. Tới nơi thì cửa thành đã đóng rồi, tướng giữ cửa tên là Tư Phiên, nguyên là bạn cũ của Hoàn Phạm. Phạm thò tay vào bọc lấy một cái thẻ tre dơ ra bảo rằng, Thái Hậu có chiếu sai ta đi, phải mở cửa thành mong. Tư phiên xin xem chiếu, phạm mắng rằng mày là bạn cũ của ta, sao dám hỗn thế, phiên phải mở cửa cho ra. Phạm ra được khỏi thành, gọi tư phiên bảo rằng thái phó làm phản, mày nên theo ta đi một thể. Phiên cả kinh, đuổi theo bắt lại không được. Có người báo với tư mã ý, ý giật mình nói, túi khôn, lọt ra mất rồi, thì làm thế nào? Tưởng tế nói, ngựa hèn tham nắm đậu trong chuồng, dù có túi khôn, cũng không dùng được ý gọi hứa doãn, Trần Thái đến bảo rằng hai người ra gặp tào sảng, nói thái phó không có bụng nào hại đâu, chỉ muốn tước hết binh quyền của anh em họ đây thôi. Hứa, Trần hai người đi liền, lại đòi quan điện trung hiệu úy là doãn đại mục đến, sai tưởng tế viết thư, cho đại mục cầm ra đưa cho tào sảng, ý dặn rằng người thân thiết với tào sảng, nên giúp việc này, người có ra mắt tào sảng, thì nói rằng ta với tưởng tế trò sông lạp thủy ăn thề. Chỉ vì việc binh quyền, chớ không có bụng nào cả. Doãn đại mục tuân lệnh đi ra, nói về tào sảng đang mải mê săn bắn, huyết chó thả chim. Chợt có tin báo trong thành nổi loạn, thái phó có biểu văn đưa đến. Sảng giật nảy mình, suýt nửa ngã ngựa, quan hoàng môn dâng biểu quỳ trước mặt thiên tử. Sảng tiếp lấy tờ biểu mở ra, sai cận thần đọc lên vua nghe. Biểu rằng trình Tây Đại tướng quân thái phó là tư mã ý, rất sợ rất hãi cúi đầu kính dâng biểu lên bệ hạ nghe, thần tự khi đánh liêu đông trở về, tiền đế giao phó bệ hạ cho tuần vương và bọn thần, lên giường ngự, cầm tay thần, gắn bó dặn dò việc sau. Này đại tướng quân tào sảng bỏ lời cố mệnh, loạn phép nhà nước, trong thì tiếp pháp, ngoài thì chuyên quyền, dùng hoàng môn là trương đương làm đô giáng, cùng nhau tư thông, để ngấp nghé ngôi báu, dình trực đồ thần, làm cho lìa cách hai cung, tàn hại trong tình cốt nhục thiên hạ nôn nao, mang lòng sợ hãi. Đó không phải là ý tiên đế bảo bệ hạ và dặn thần như thế. Thần tuy giả yếu, dám đâu quên lời xưa. Thái úy thần là tế, thượng thư thần là phu cũng nghĩ rằng tào sảng không có bụng tôn vua. Không nên cho anh em y được túc giữ binh quyền túc vệ trong cung nữa. Vì thế thần tâu với Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu sai thần tâu biểu với bệ hạ để ra lệnh. Vậy thần dâng biểu này, xin bắt sảng, hi. Huấn phải bãi binh đi mà về nhà, không được để xa giá bệ hạ ở lâu ngoài thành. Nếu chậm trễ, xin án quân Pháp mà trị tội, thần phải gượng bệnh đem quân ra đóng tại cầu Lạc Thủy, để coi xét việc bất thường. Vì vậy bày tỏ, xin được coi xét ngụy chủ Tào Phương nghe xong, bảo với Tào Sảng rằng, Thái Phó nói vậy, người khu xử làm sao, Tào Sảng cuốn cả người lại, bảo với hai em rằng, làm thế nào bây giờ, Hy nói, em đã can mãi anh, anh chẳng nghe cho mới đến nỗi này tư mã ý quỷ quyệt vô cùng khổng minh còn không đánh nổi huống chi anh em chúng ta chi bằng tự trói mình về chịu lỗi cầu khỏi cái chết là hơn một lát tham quân tân tệ tư mã lỗ chi đến sảng hỏi chuyện hai người nói trong thành vây kín như rào sắt thái phó dẫn quân đóng ở trên cầu sông lạc không tài nào mà về được đâu nên định kế lớn đi đang nói thì tư nông là hoàn phạm tế ngựa chạy đến phạm nói, thái phó đã khởi biến rồi, tướng quân sao không rước thiên tử ra hứa đô, cất quân ngoài mà đánh tư mã y. Sảng nói, cả nhà ta ở trong thành, sao nên đi nơi khác mà cầu cứu. Phạm nói, rất phu đương lúc nạn, còn muốn cầu sống. Này chủ công theo với thiên tử, hiệu lệnh thiên hạ, đâu chẳng phải nghe, sao lại đâm đầu về đất chết làm chi. Sảng nghe nói phân vân chưa quyết, chỉ ứa nước mắt khóc. Phạm lại nói, tự đây ra hứa đô chẳng qua nửa đêm thì đến nơi. Lương thảo trong thành, đủ chi được vài năm, và lại quân mã chạy riêng của chủ công, ở ngay quan nam gần đấy, gọi một tiếng là đến. Ấn đại tư mã tôi mang ra đây, chủ công nên làm cho kịp đi, nếu chậm thì việc hỏng mất. Sảng nói, các người chớ thôi thúc lắm, để ta nghĩ kỹ xem đã. Được một lát, thị trung hứa doãn, thượng thư lệnh Trần Thái đến. Hai người nói, thái phó chỉ vì việc tướng quân quyền to quá, muốn tước bớt binh quyền đi, chớ không có bụng gì đâu, tướng quân nên về ngay trong thành cho sớm. Sảng nín lặng chẳng nói gì, một lát lại có doãn đại mục đến nói, thái phó trò sông lạc phát lời thề, tịnh không có bụng nào. Có thư của tường thái úy ở đây, tướng quân nên bỏ binh quyền, về ngay tướng phủ cho. Sảng tin là thực, hoàn phạm lại nói, việc đã cấp rồi, chớ nghe người ta nói mà đâm vào đất chết. Đêm hôm ấy, tào sàng vẫn không quyết bề nào tay cầm thanh gươm thở ngắn thở dài cho đến sáng lúc nào cũng nước mắt chạy vòng quanh mà vẫn hồ nghi không biết nghĩ ra sao hoàn phạm vào chướng dục rằng chủ công nghĩ suốt cả đêm mà vẫn chưa quyết ư sảng vất thanh gươm xuống than rằng bụng ta không muốn cất quân ta tình nguyện bỏ quân chỉ là một tên phú ông là đủ phạm khóc ầm lên ra chướng nói tào tử đan khoe mình trí mưu nay được ba con đụt như chó lợn cả Hứa Duẫn, Trần Thái xúi sảng nộp ấn tín trước cho Tư Mã Ý, sảng sai đem ấn tín đưa ra. Chủ bộ là Dương Tổng rằng lại ấn tín, khóc rằng hôm nay chủ công bỏ binh quyền, tự chói xin hàng, không tránh khỏi chết ở chợ cửa đông đông. Sảng nói, thái phó tất không thất tín với ta, bởi thế, tào sảng đem ấn tín cho hứa, trần hai người mang về trước, giao nộp tư mã ý, quân sĩ thấy không có tương ấn, lẻ tẻ tan mất cả thủ hạ tào sảng chỉ còn mấy người đi theo về đến phù kiều tư mã ý cho ba anh em tào sảng hãy về nhà riêng còn các quan đi theo thì tống giam chờ sắc chi anh em tào sảng khi vào đến thành không còn một người nào theo hầu phạm hoàn về đến cầu tư mã ý ngồi trên ngựa trò roi mà rằng hoàn đại phu cớ sao lại thế hoàn phạm cúi gằm mặt xuống không nói gì rồi đi vào thành tư mã ý rước xa giá nhổ trại về lạc dương ba anh em tào sảng về đến nhà tư mã ý dùng khóa to khóa cửa lại, sai 800 dân phu vây giữ. Tào sảng trong bụng lo buồn, hy nói trong nhà ta thiếu lương ăn, anh thử viết thư đưa cho thái phó vay lương. Nếu y đem lương đỡ cho ta, thì tất không nỡ hại nhau. Sảng liền viết thư sai người cầm đến, tư mã ý xem thư, cho vận 100 hộp lương vào phủ tào sảng. Sảng mừng, nói tư mã công hẳn không bụng nào nỡ hại ta, từ đó không lo gì nữa. Từ mã ý trước hết bắt tương đương tống ngục tra hỏi. Đường sưng ra bọn Hà Yến, Đặng Dương, Lý Thắng, Tất Phạm, Đinh Bật năm người đồng mưu phản nghịch. Ý lấy khẩu cung, rồi sai bắt bọn Hà Yến, tra hỏi minh bạch, cả bọn cùng xưng là trong ba tháng nữa thì làm phản. Ý sai đóng ông giáo cả lại, tướng giữ cửa thành là tư phiên tố cáo hoàn phạm trá sưng phụng chiếu ra thành, nói là thái phó làm phản. Ý nói vô cho ngươi làm phản tội cũng như làm phản, liền sai bắt cả bọn hoàn phạm vào ngục, rồi bắt ba anh em tào sảng và các người phạm tội, cùng cả ba họ điệu ra ngoài chợ chém sạch Bao nhiêu cuộc cải tịch thu bỏ kho làm của công, bấy giờ, có vợ văn thúc, em con chú tào sảng là con gái họ hạ hầu, quá chồng sớm, không có con, cha muốn đem về gả cho người khác. Người con cắt tay thề không lấy chồng nữa, đến khi tào sảng bị giết, cha lại muốn đem về gả chồng người con gái tự cắt nốt mũi. Cả nhà kinh hoàng nói rằng người ta ở đời, ví như cái bụi bám vào cây cỏ yếu, can gì mà khổ thân đến thế. Và lại nhà chồng đã bị tư mã ý giết cả rồi, thì thủ tiết cho ai nữa. Người con gái khóc, nói, tôi nghe, người con nhân, không vì cớ thịnh suy mà đổi tiết, người biết nghĩa, không vì việc còn mất mà ngã lòng. Đang lúc họ tào còn thịnh, còn muốn giữ tiếp cho trọn vẹn, huống chi nay đã tuyệt diệt, nỡ nào bỏ đi cho đành. Đó là hành vi của giống cầm thú, tôi lại thèm làm thế ư. Ý nghe chuyện khen là người hiền, cho nuôi con để nối dõi họ tào. Có thơ khen rằng, nhỏ nhật đời người mảnh bụi con, gái đầu nghĩa khí nặng tầy non, trượng phu nếu kém bề trung nghĩa, hổ mặt khi nhìn khách phấn son, từ mã ý giết xong tào sảng, tưởng tế lại xui rằng, lỗ chi, tân tệ chặt khóa thành chạy ra, dương tổng cướp ấn không cho, bọn ấy cũng không nên tha ý nói họ đều ai vì chủ ấy đó là người có nghĩa sao lại giết đi bèn phục nguyên chức cho hai ngươi tân tệ than rằng nếu ta không hỏi chị ta thì hóa ra bỏ mất đại nghĩa có thơ khen nàng tân hiến anh rằng làm tôi ân lộc nên đền báo thờ chúa lâm nguy phải hết lòng tân thị khuyên em lời đạo nghĩa ngàn năm còn cất tiếng cao phong từ mã ý tha cho bọn tân tể rồi treo bảng hiểu dụ phàm những người môn hạ tào sàng, đều tha tội cho cả ai làm quan gì, cư nguyên chức ấy, bởi thế đâu quân dân yên nghiệp đấy, trong ngoài yên ổn. Hà Yến, Đặng Dương chết uổng, quả nhiên nghiệm lời quản lộ thực. Đời sau có thơ khen quản lộ rằng: học được thánh hiền phép diệu linh, bình nguyên quản lộ biết mưu thần, thông thuộc đủ tà ma trước quỷ, người sống mà tin sẽ lìa trần. Ngụy chủ Tào Phương phong tư mã ý làm thừa tướng, cho được dùng lễ cửu tích. Ý cố từ không chịu nhận, Tào Phương không nghe sai ba cha con cùng lĩnh quốc chính. Từ mã ý sực nhớ đến nhà Tào sảng, tuy đã giết cả rồi, nhưng còn hạ hầu bá giữ ở các xứ ung châu, họ có thân thích với Tào sảng. Ví bản đột nhiên nổi loạn, thì khó chế được, tất phải liệu trước mới xong. Liền giáng chiếu sai sứ ra ung châu đòi trinh tây tướng quân hạ hầu bá về lạc dương bàn việc. Hạ hầu bá nghe tin giật mình, định dẫn ba nghìn quân nổi loạn thứ sử Ung Châu là Quách Hoài nghe tin Hạ Hầu Bá làm phản, lập tức dẫn quân lại đánh. Quách Hoài mắng rằng, ngươi đã làm hoàng tộc nhà đại ngụy, thiên tử chưa từng bạc tình với ngươi, cớ sao ngươi làm phản. Bá cũng mắng rằng, cha ông ta lập bao nhiêu công lao với nước, này tư mã ý là người nào, dám giết cả tôn tộc nhà tào ta, lại muốn bắt nốt ta. Này may ý tất muốn cướp ngôi, ta khởi nghĩa đánh giặc, phản gì mà phản, Hoài nổi giận, bác đao thúc ngựa vào đánh hạ hầu bá. Bá múa đao quất ngựa ra địch, đánh nhau chưa được mười hiệp, hoài thua chạy, bá đuổi theo. Bỗng nghe tiếng hậu quân nổi reo, bá kiếp ngựa chạy về, té ra Trần Thái dẫn quân đánh đến. Hoài cũng vây binh đánh vật lại, bá thua to, mất già nữa quân, không biết nghĩ làm sao, mới chạy vào hán trung hàng hậu chủ. Có người báo tin với Khương Duy, Duy không tin, sai người gạn hỏi, biết hết thực tình mới cho bá vào thành, bá vào ra mắt Khương Duy, khóc lóc thuật lại đầu đuôi sự việc. Duy nói, ngày xưa, vi tử bỏ nhà ân theo hàng nhà chu, nên được tiếng muôn đời. Ông nếu hay, giúp được nhà Hán, thì cũng không kém gì cổ nhân. Khương Duy mở tiệc thết đãi hạ hầu bá, trong khi uống rượu, Duy hỏi rằng, cha con tư mã ý coi giữ quyền chính, có bụng nào dòm non đến nước ta không? Bá nói, lão tặc còn toan việc mưu nghịch, chưa kịp nghĩ đến việc ngoài nhưng nước ngụy mới có hai người đang chạp tuổi trẻ nếu hai người ấy lĩnh quân mã thì là một sự lo to cho ngô thuộc đó duy nói hai người nào bá nói một người hiện làm thư thị lang quê ở ts châu dĩnh họ chung tên hội tự là sĩ quý con quan thái phó trung do người ấy can đảm khôn ngoan từ thuở nhỏ khi hội lên bảy tuổi cùng với anh là trung dục đang học có vua văn đế đến chơi Dục bấy giờ 18 tuổi, thấy vua đến sợ run lập cập, mồ hôi toát ra mặt. Vua hỏi, mày sao mà đổ mồ hôi? Dục thưa, kinh sợ quá nên đổ mồ hôi không dám chảy. Vua lấy lời nói làm lạ, khi hội gần lớn, hàm xem binh thư, tường hiểu thao lược. Từ mã ý và tưởng tế cũng khen tài của hắn, còn một người ở Nghĩa Dương, hiện đang làm lại, họ đặng tên ngài tự là sĩ tái, cha mất sớm, từ tuổi nhỏ đã có trí to phàm trông thấy ở đâu con núi cao, đầm lớn tức thì ngắm nghĩa, đo vẽ, chỗ nào nên đóng binh, chỗ nào nên chứa lương, chỗ nào nên mai phục, ghi chép vào một bức địa đồ. Ai cũng chê cười, chỉ có tư mã ý khen là người có trí, mới cho tham tán việc quân cơ. Đặng ngài nói lắp, mỗi khi nói đến tên mình, thường hay nói, ngài, ngài. Tư mã ý nói bỡn rằng, người nói ngài ngài, thì ra bao nhiêu ngài kia. Ngài ứng khẩu đáp rằng, phượng hề, phượng hề, thì cũng một phượng chưa mấy phượng, ứng đối nhanh nhẩu, đại đế như thể cả. Hai người này thật đáng ngại, Duy cứ nói, thư chung nó là tuồng trẻ con, có làm cho gì? Khương Duy bèn dẫn hạ hầu bá đến thành đô, vào bái kiến hậu chủ. Duy tâu rằng, từ mã ý giết tào sảng, lại đến giữ hạ hầu bá. Vì thế bá đến xin hàng, nay cha con tư mã ý chuyên quyền, Tào phương hèn yếu, nước ngụy sắp nguy tôi ở hán trung đã lâu binh tinh lương nhiều vậy xin lĩnh quân đánh ngụy dùng ngay hạ hầu bá làm quan hướng đạo tiến sang lấy trung nguyên đem lại giang sơn nhà hán để báo ơn bệ hạ và cho trọn vẹn trí thừa tướng xưa kia thượng thư lệnh là phi vĩ can rằng gần nay tường uyển đồng doãn kế nhau mất đi trong chiều thiếu người coi sóc bà ước hãy chờ ít lâu không nên kinh động vội duy nói người ta ở đời được mấy ngày tháng thoi đưa ví như bóng cau qua cửa sổ nếu như để dây dưa, thì bao giờ khôi phục được Trung Nguyên? Vĩ nói, tôi ở Lũng Thượng đã lâu, quen biết tính khí người dợ khương. Này bằng kết liên với họ làm ngoại viện thì dẫu chẳng lấy được Trung Nguyên, nhưng từ Lũng Thượng trở sang mé Tây, có thể ta chiếm được cả. Hậu chủ nói, có phải người muốn đánh nước ngụy, nên hết lòng gắng sức, chớ để mất nguyện khí mà phụ lòng chấm. Khương Duy lĩnh sắc chỉ, lại từ trở ra, cùng với hạ hầu bá về Trung Hán thương nghị việc cất quân. Duy nói ta nên cho người sang kết hiếu với dợ khương trước, rồi sẽ sai tướng đem quân ra cửa Tây Bình, tiến gần đến Ung Châu, đắp hai tòa thành ở dưới núi Khúc Sơn, để làm thế y dốc. Chúng ta thì vẫn hết lương thảo ra cửa xuyên, y theo cách thức thừa tướng khi xưa, dần dần mà tiến binh. Tháng 8 năm ấy, Khương Duy sai thục tướng là Cầu An, Lý Hâm dẫn 15.000 quân ra núi Khúc Sơn đắp hai tòa thành cầu an giữ thành phía đông lý hâm giữ thành phía tây có quân tế tác báo với thứ sử ung châu là quách hoài hoài một mặt báo tin về lạc dương một mặt sai phó tướng trần thái dẫn năm vạn quân ra đánh cầu an lý hâm ít quân địch không nổi phải lui vào trong thành trần thái sai quân vây bọc bốn mặt thành mà đánh hoài lại chặn đường mang lương ở hán trung ra trong thành cầu an lý hâm thiếu lương không bao lâu quách hoài cũng dẫn quân đến hoài xem xét địa thế, mừng rỡ về chạy báo với Trần Thái rằng, thành này địa thế cao lắm, tất nhiên phải ra thành lấy nước. Nếu ta lấp mé thượng lưu, quân thục phải chết khát cả. Bèn sai quân sĩ đào đất lấp trên thượng lưu, trong thành quả nhiên cạn nước, Lý Hâm dẫn quân ra lấy nước, bị quân ung châu vây lại đánh rát quá. Hâm không sao ra được, lại phải lộn vào, trong thành cầu an cũng khan nước mới hội binh với Lý Hâm kéo ra. Quân ngụy vây chặn lại. Hai bên đánh nhau một hồi lâu quân thục lại phải trở vào. Quân thục khô khát lắm, cầu an bản nhau với Lý Hâm rằng, Khương Đồ Đốc bây giờ chưa đến, không biết vì cớ làm sao. Hâm nói, ta liều bỏ một mạng này, đánh ra mà chạy về cầu cứu mới xong. Liền dẫn vài mươi tên kỵ mã, mở cửa thành kéo ra. Quân Ung Châu đổ lại vây kín bốn mặt, Hâm hăng sức đánh Tông ra, tháo đường chạy thoát. Quân đi theo chết sạch, chỉ còn chật một mình bị trọng thương, trốn thoát đêm hôm ấy nổi cơn gió bấc mây đen kéo phủ lắp trời rồi đổ cơn mưa tuyết cực to quân thục ở trong thành may nhờ có mưa tuyết mới có nước thổi cơm ăn lý hâm ra thoát được vòng vây đi lẻn theo đường nhỏ ở núi tây sơn chạy về đi được hai hôm vừa gặp được quân mã khương duy kéo đến hầm xuống ngựa lại phục xuống đất kêu rằng hai thành ở khúc sơn bị quân ngụy vây khốn đã lâu lại chặn mất đường lấy nước may nhờ có trận mưa tuyết mới hòa tuyết ra thổi cơm ăn, hiện tình nguy cấp lắm. Duy nói, ta không phải là đến cứu chậm đâu, vì chờ mãi quân khương chưa đến, bởi thế lỡ mất việc. Bèn sai người đưa Lý Hâm về thành đô dưỡng bệnh, Khương Duy hỏi hạ hầu bá rằng quân khương chưa đến, mà quân ngụy vây thành khúc sơn kíp lắm, tướng quân có cao kiến gì không? Bá nói, nếu đợi quân khương đến thì hai thành núi khúc sơn cùng mất cả. Tôi đổ rằng quân ung châu tất đến hết cả vây đánh núi khúc sơn, Ung Châu quyết nhiên bỏ trống. Tướng quân nên dẫn quân đi tắt núi Nghiêu Đầu, lẻn đến mé sau thành, quách hoài, Trần Thái tất phải đem quân về cứu, thì tự khắc giải được vây khúc sơn. Duy mừng nói, mẹo này hay lắm, lập tức dẫn quân kéo ra núi Nghiêu Đầu, Trần Thái thấy Lý Hâm chạy thoát ra được đi mất. Bảo với Quách Hoài rằng Lý Hâm nếu cáo cấp với Khương Duy, Khương Duy đồ rằng đại quân ta ở cả đây, tất lẻn qua núi Nhiêu Đầu, đến úp mé sau quân ta tướng quân nên dẫn một đội quân đến sông thao thủy chặn đường mang lương của quân thục tôi thì dẫn một nửa quân đến đánh chặn núi nghiêu đầu nếu hắn biết tin bị nghẽn đường vận lương tất phải chạy về quách hoài theo kế hoạch ấy dẫn quân đến thao thủy trần thái mang quân tắt đến núi nghiêu đầu khương duy vừa dẫn quân đến núi nghiêu đầu bỗng nhiên quân hò gieo bảo rằng quân ngụy chặn mất đường đi Duy vội vàng đến trước trận xem thì thấy Trần Thái quát to lên rằng, mày muốn cướp ông châu của ta, ta đợi ở đây đã lâu rồi. Duy nổi giận, vác giáo thúc ngựa vào đánh Trần Thái. Thái múa đao lại địch, được vài hiệp Thái thua chạy, Duy dục quân đánh tràn sang. Quân ông châu rút về chiếm giữ trên đầu núi, Duy thu quân hạ trại ở cạnh núi Nghiêu Đầu, Duy mỗi ngày cho quân ra khơi chiến, đánh nhau lại nhải mấy hôm, không phân được thua hạ hầu bá bảo với khương duy rằng chỗ này không phải chỗ ở lâu được giao chiến mấy hôm không phân thắng bại đó là kế dụ binh đấy tất có mẹo mực gì đây không bằng hãy tạm rút quân về sẽ liệu kế khác đang thương nghị sực có tin báo rằng quách hoài dẫn quân đến thao thủy chặn đường mang lương của ta duy giật mình sai hạ hầu bá rút quân về trước duy tự dẫn quân đoạn hầu trần thái chia quân làm năm đường đuổi theo duy độc lực chặn cửa năm ngả chịt đường quân ngụy trần thái kéo quân lên núi tên đạn bắn xuống như mưa duy vội vàng rút quân khi về đến sông thao thủy thì quách hoài dẫn quân đến đánh duy xông vào đánh quân ngụy chặn đường về chắc như rào sắt duy đánh phá vỡ vòng vây thoát được ra ngoài thiệt hơn một nửa quân duy chạy về cửa dương bình trước mặt lại có một toán quân xông đến một viên đại tướng cầm đao thúc ngựa sổ ra người ấy mặt tròn tai to miệng vuông môi dày dưới mắt tả có một nốt ruồi đen trên nốt ruồi có vài mươi chiếc lông nguyên là tư mã sư con cả tư mã ý hiện làm phiêu kỵ tướng quân duy nổi giận nói thằng nhãi con kia sao dám chặn đường ta về nói đoạn quất ngựa sổ vào đâm vào tư mã sư sư khoa ao đón đánh được vài hiệp sư núng thế chạy mất duy về đến cửa dương bình người trong thành mở cửa cho vào tư mã sư theo hút đến cướp giật cửa ải trên ải hai bên cung nỏ bắn ra, mỗi cái nỏ bắn luôn 10 phát tên, nguyên là phép của Võ Hầu khi gần mất, để lại cho Khương Duy. Ấy là bại trận khó Dương quân một cánh, phép tài nhờ có nỏ 10 tên, chưa biết tính mạng Tư Mã Sư thế nào, xem hồi sau phân giải. Hồi 108, trong mưa tuyết, Đinh Phục đánh đoàn binh trên tiệc rượu, Tôn Tuấn dùng mật kế, nói về Khương Duy đang chạy, gặp Tư Mã Sư dẫn quân ra chặn đường nguyên lúc khương duy đến ung châu quách hoài đã phi báo về triều đình ngụy chủ bàn với tư mã ý ý sai tư mã sư dẫn năm vạn quân ra đánh giúp sư nghe tin quách hoài đã phá được quân thục biết quân thục cô thế tất nhiên chạy về mới chặn ngang đường mà đánh rồi lại theo hút đến cướp ải dương bình nhưng khương duy dùng phép liên nỏ của võ hầu để lại phục sẵn hơn trăm nỏ hai bên cửa ải mỗi nỏ bắn luôn 10 tên một phát đầu tên có thuốc độc bởi thế quân ngụy chúng phải tên người ngựa chết hại rất nhiều tư mã sư trốn thoát tướng thục là cầu an ở trong thành quốc sơn chờ mãi không thấy quân đến cứu phải cửa ra hàng ngụy khương duy thiệt vài vạn quân còn bao nhiêu đem về đóng ở hán trung tư mã sư cũng dẫn quân về lạc dương đến năm gia bình thứ ba mùa thu tháng tám tư mã ý mắc bệnh nặng gọi hai con đến trước giường dặn rằng cha thờ nhà ngụy đã lâu làm quan đến thái phó tước vị như thế đã là cực phẩm rồi. Người ta thường nghi cho cha có bụng khác, cha lấy làm lo sợ lắm. Sau khi cha mất rồi, hai con coi việc nước cho khéo, phải cẩn thận lắm mới được. Nói xong thì mất, tư mã sư, tư mã chiêu tôi với ngụy chủ Tào Phương. Ngụy chủ sai làm lễ tang cực hậu, phong tặng, đặt tên Thụy Tử Tế, rồi phong cho tư mã sư làm đại tướng quân, tổng lĩnh các việc cơ mật. Từ mã chiêu được phong làm phiêu kỵ tướng quân. Nói về ngô chủ tôn quyền, có con đầu là thái tử tôn đăng, từ phu nhân sinh ra. Năm xích ô thứ tư, thái tử mất, quyền mới lập con thứ hai là tôn hòa làm thái tử. Hòa vốn do vương phu nhân sinh ra, vì không hòa với toàn công chúa, bị nàng dèm pha. Tôn quyền bèn phế đi, hòa tức giận mà chết. Quyền lại lập con thứ ba là tôn lượng làm thái tử. Lượng do phan phu nhân sinh ra bấy giờ lục tốn, Gia Cát cần mất cả rồi, nhất thiết công việc lớn nhỏ, về cả tay Gia Cát khác. Năm Thái Hòa thứ nhất, giữa ngày mùng 1 tháng 8, bỗng nhiên nổi cơn bão to, nước sông nước bể tràn lên bờ, mặt đất nước ngập tám thước. Các thông bách cổ thụ ở nơi lăng mộ tiên tổ mô chủ, đổ bật cả dễ lên, bay giạt đến ngoài cửa nam thành kiếm nghiệp, ngổn ngang khắp đường. Tôn quyền vì thế lo sợ thành bệnh, đến tháng tư năm sau, bệnh tình mỗi ngày một nặng, mới đòi thái phó ra cát khác, đại tư mã lã đại đến trước giường nằm, dặn dò việc sau rồi mất. Tôn quyền ở ngôi được 24 năm, thọ 71 tuổi. Bấy giờ là năm diên hy thứ 15 nhà thục hán. Đời sau có thơ khen tôn quyền rằng mắt xanh, dâu đỏ, trí anh hùng, khéo khiến thân liêu chịu hết lòng, hàm 4 năm rời gây nghiệp lớn, hố ngồi, dùng cuộn sứ giang đông, tôn quyền mất rồi. Gia Cát Khác lập tôn lượng lên làm vua, đại xá cho thiên hạ cải nguyên làm năm đại hưng thứ nhất, đặt tên Thụy Tôn Quyền là Đại Hoàng Đế, táng ở Tường Láng. Có quân do thám báo tin về Lạc Dương, Tư Mã Sư nghe tin Tôn Quyền mất, muốn cất quân sang đánh Ngô. Thượng Thư Phó Hộ Can rằng Ngô có sông Trường Giang hiểm trở, tiền đế mấy phen sang đánh, cũng không được thỏa chí. Chỉ bằng nước nào giữ bờ cõi nước ấy là hơn, Sư nói đạo trời cứ 30 năm biến đổi một khác, có lẽ đâu giữa thế chân vạc mãi du ta muốn đánh ngô phen này, tư mã chiêu nói, này tôn quyền mới mất, tôn lượng còn thơ ấu, chính nên ngay dịp này đánh dấn ngay đi. Sư bèn sai chính nam đại tướng quân vương sường dẫn 10 vạn quân đánh mặt nam quận, chấn nam đô đốc vô kỳ kiệm dẫn 10 vạn quân đánh quận Đông Hưng. Cả ba mặt đều tiến quân, sư lại sai em là tư mã chiêu làm đại đô đốc, tổng lĩnh cả ba mặt. Tháng 12, mùa đông năm ấy, tư mã chiêu tiến quân đến sát cõi Đông Ngô, đóng quân lại, gọi vương sưởng hồ tuân vô kỳ kiệm đến bàn bạc rằng quận đông hưng là nơi rất hiểm yếu của ngô nay họ đắp một dãy đê dài lại thêm hai thành tả hữu là có ý phòng ta đánh mé sau xào hồ đó các ông phải cẩn thận mới được liền sai vương sưởng vô kỳ kiệm mỗi người dẫn một vạn quân dàn sẵn hai bên tả hữu nhưng không được tiến binh vội đợi khi nào phá xong quận đông hưng thì sẽ kéo tràn sang một thì chiều lại sai hồ tuân làm tiên phong Tổng lĩnh cả quân mã ba đường đi trước, bắc một nhịp cầu nổi, tiếp đến bờ đê quận Đông Hưng, dặn rằng nếu ngươi cướp được hai thành Tả Hữu, ấy là công to đệ nhất. Hồ Tuân lĩnh mệnh, dẫn quân đi trước bắc cầu, thái phó Gia Cát khác ở Đông Mô, nghe tin ngụy chia làm ba mặt kéo đến, hội các tướng bàn bạc. Bình Bắc tướng quân Đinh Phụng nói, quận Đông Hưng là xứ hiểm yếu của bên Ngô ta, nếu để mất thì Nam quận, võ sương nguy cả khác nói, ông nói hợp ý ta lắm, ông hãy dẫn ba nghìn quân thủy, noi đường sông đi trước. Ta cho lã cứ, đường tư, lư toàn, mỗi người dẫn một vạn quân mã bộ chia làm ba đường, lại tiếp ứng ngay. Khi nào nghe tiếng pháo nổ liên thanh, thì nhất tề tiến lên. Ta dẫn đại quân đến sau, đinh phục được lệnh, dẫn ba nghìn thủy quân, chia làm ba chục chiếc thuyền, từ sông Trường Giang kéo đến quận Đông Hưng. Tướng ngụy là Hồ Tuân kéo quân sang khỏi cầu. Đóng trên mặt đê, sai hoàn ra, hàn tổng đánh hai thành tả hữu. Trong thành tả có tướng ngô là toàn dịch canh giữ, trong thành hữu có tướng ngô là lưu lược canh giữ. Hai thành cao kín, bề vững, quân ngụy đánh mãi không đổ. Toàn, lưu hai người thấy quân ngụy to thế lắm, không dám ra đánh, chỉ cố sức giữ lấy thành trì. Hồ tuân giữ trên mặt đê, bấy giờ trời đông thắng rét, hoa tuyết tơi bời. Hồ tuân hội các tướng lại uống rượu sực có lính báo rằng trên mặt sông có ba chục chiếc chiến thuyền bơi đến. Tuân ra chạy nhìn xem, thấy thuyền đã gần bờ, mỗi thuyền ước chừng có trăm người, liền trở vào báo với các tướng rằng có độ ba nghìn người, chẳng hề chi mà ngại, nói đoạn cho mấy viên tướng ra trông nom, còn mình thì cứ việc ung dung uống rượu với các tướng. Đinh Phụng dàn thuyền một dãy trên mặt sông, bảo với bộ tướng rằng đại trượng phu gặp được dịp này, chính là dịp lập công danh đây liền sai quân sĩ cởi cả áo giáp và bỏ mũ đi, không dùng gì đến giáo giải kích lớn, chỉ mỗi người dắt một con dao găm, kéo vào bờ. Quân ngụy trông thấy nực cười, không coi ra mùi gì. Bỗng pháo liên châu nổ luôn ba tiếng, rồi thấy Đinh Phụng cầm dao đi trước, nhảy vót lên bờ, quân sĩ cùng cầm dao ồ cả lên, đánh vào trại ngụy. Quân ngụy trở tay không kịp, tan vỡ chạy trốn, Hàn Tổng vội vàng rút ngọn kích to ở trước trướng ra đánh, Đinh Phụng lăn xả vào trước mặt, chém một nhát, tổng ngã lăn xuống đất. Hoàn gia từ mé tả chạy ra, vội với ngọn giáo đâm Đinh Phụng, Phụng giơ tay bắt được ngọn giáo. Ra bỏ giáo ột té chảy, Phụng phóng dao chém theo, dính vào vai tả. Ra ngã gục xuống đất, Phụng sấn vào đâm một nhát nữa. Ra chết tươi, ba nghìn quân ngô sông sáo, phá phách trong trại ngụy. Hồ Tuân kiếp nhảy lên ngựa chạy trốn, quân ngụy chạy cả lên cầu thì cầu lại bị chặt đứt đôi, quân ngụy lăn xuống sông chết già hết một nửa, còn thì bị giết ở trên mặt đất mưa tuyết, không biết bao nhiêu mà kề. Sa trưởng, ngựa nghẽo, khi giới bị quân ngô cướp sạch, từ mã chiêu, hương sưởng, vô kỳ kiệm thấy mặt đông quân Đông Hưng bị thua, cùng rút quân về. Gia Cát khác dẫn quân đến Đông Hưng, khao thưởng các tướng, rồi bàn rằng từ mã chiêu thua trận về Bắc, ta nên thừa thế tiến sang đánh Trung Nguyên liền sai sứ mang thư sang thục cầu khương duy tiến binh đánh mặt bắc để chia đôi thiên hạ một mặt cất hai chục vạn đại quân đánh trung nguyên lúc quân ngô khởi hành bỗng có một luồng khí trắng tự mặt đất bốc lên tỏa ra mù mịt ba quân giáp mặt không trông thấy nhau tưởng diên nói khí này là do cầu vòng trắng đây chủ về việc bại quân khác nổi giận quát rằng người sao dám gở mồm nói càn làm ngã bụng quân ta bèn quát võ sĩ lôi ra chém các quan kêu van thay cho tường diên khác mới tha chết cho cách tuột chức giáng xuống làm thứ dân rồi cứ việc thúc quân tiến lên binh phụng nói tân thành là một ai khẩu trọng yếu nước ngụy nếu lấy được trước thì tư mã sư khắc phải vỡ mật khác mừng lắm thúc quân đến thẳng tân thành tướng giữ thành là trương đặc thấy quân ngô kéo đến đông lắm chỉ đóng cửa giữ vững thành trì có ngựa lưu tin báo về lạc dương Chủ bộ là Ngô Tùng nói với Tư Mã Sư rằng, Gia Cát khác vây Tân Thành, ta không nên đánh vội. Quân Ngô tự xa đến đây, người nhiều lương ít, lương cạn tự nhiên phải rút về, đợi khi sắp chạy, ta sẽ đuổi theo mà đánh, chắc là được to. Nhưng còn ngại quân thục đến xâm phạm cõi ta, không phòng trước không xong. Sư cho lời ấy là phải, bèn sai Tư Mã chiêu dẫn quân ra giúp quách hoài đề phòng quân Khương Duy, sai vô kỳ kiểm, hồ tuân giữ mặt đông ngô. Gia Cát Khác đánh Tân Thành hơn hai tháng trời không đổ, bèn hạ lệnh sai các tướng phải hết sức đánh thành hễ ai lười nhác thì chém. Bởi vậy các tướng đều ra sức đánh, góc Đông Bắc sắp đổ, Trương Đặc nghĩ ra một kế, sai người nói giỏi đem cả sổ sách đến chạy ngô, vào ra mắt Gia Cát Khác, kêu rằng theo phép nước ngụy, hễ có giặc đến vây thành, tướng giữ thành giữ vững được một trăm ngày mà không có quân cứu, thì dù ra hàng giặc, gia tộc cũng không phải tội gì. Này tướng quân vây thành, hơn 90 ngày rồi, xin tướng quân thư cho mấy hôm nữa, chủ tôi xin đem hết cả quân dân trong thành ra hàng. Này hãy xin nộp sổ sách trước, khác tin là thực, thu cả quân mã về, không đánh thành nữa. Không ngờ Trương Đặc nói dối như thế, để cho ngu rút quân, rồi lập tức dỡ các cửa nhà trong thành sắp đổ, sửa chữa tương tất đâu đấy, rồi lên mặt thành gọi to mắng rằng trong thành ta còn lương thảo dùng được nửa năm nữa, há chịu hàng chó ngu à tha hồ cho chúng mày đánh, ta đây không ngại, khác giận lắm, thúc quân lại đánh, trên thành tên bắn xuống như mưa, khác bị một mũi tên vào giữa chán ngã ngựa, các tướng vội vàng cứu đem về trại. Quân sĩ thấy chủ tướng bị thương, ngã lòng, không muốn đánh nữa. Lại nhân bây giờ trời hè nóng nực, quân sĩ đau ốm rất nhiều, nên đều có bụng muốn về cả. Chỗ bị thương ra cát khác gần bớt, khác lại muốn thúc quân vào đánh. Các tướng kêu rằng quân sĩ ốm cả đánh làm sao được nữa, khác nổi giận, nói, hễ ai còn nói đến ốm thì chém, quân sĩ nghe truyền lệnh làm vậy, trốn đi nhiều lắm. Chợt, có tin báo đô đốc sái lâm dẫn quân bản bộ hàng ngụy mất rồi. Khác giật mình, cưỡi ngựa diễu xem các trại, quả nhiên thấy quân sĩ xanh sao vàng võ, gầy gò ốm yếu cả, mới chịu thu quân về ngô. Có tế tác báo tin với ngô kỳ kiểm, kiểm liền cất đại binh đuổi theo, quân ngô thua to rút chạy. Gia cát khác về đến ngô, hồ thẹn quá, thác bệnh không vào chồng. Ngô chủ tôn lượng thân đến tận nhà hỏi thăm, các quan văn võ, ai cũng đến bái kiến, khác sợ có người chê cười mình, mới bới móc tội lỗi các quan, tội nhẹ thì đẩy ra ngoài biển, tội nặng thì chém. Bởi thế các quan đều có bụng sợ hãi, khác lại sai tướng tâm phúc là trương ước, chu an cai quản quân ngự lâm, để làm nanh vuốt cho mình. Bấy giờ tôn tuấn, tự là tử viễn, nguyên là con tôn cung, cháu tẳng tôn tôn tĩnh là em tôn kiên khi xưa khi tôn quyền còn sống yêu mến tôn tuấn cho cai quản quân ngự lâm nay thấy gia cát khác sai trương ước chu an giữ quân ngự lâm cướp mất quyền mình trong bụng giận lắm thái thường khanh là đằng giận vốn hiềm khích với gia cát khác nhân dịp báo với tuấn rằng gia cát khác chuyên quyền rông rỡ giết hại công khanh sắp có lòng lấn chúa ông là người tôn thất sao không tìm cách trừ đi Tuấn nói, ta có bụng ấy đã lâu, nay tâu với thiên tử, xin chiếu chỉ mà giết đi mới được. Tôn Tuấn, đằng giận mới vào mật tâu với ngô chủ tôn lượng. Lượng nói, chấm thấy người ấy cũng sợ, thường muốn trừ đi, nhưng chưa có dịp nào. Nay các ngươi đã có bụng trung nghĩa như thế, thì nên bí mật lo liệu đi cho khéo. Giận tâu rằng, bệ hạ nên mở mờ tiệc mời khác đến, ám phục võ sĩ ở trong màn vách, quảng chén làm hiệu, giết luôn ngay trong tiệc để trừ mối lo về sau. Tôn lượng nghe lời, ra cát khác từ khi thua trận về chiều, thác bệnh ở nhà, tinh thần hoảng hốt không yên. Một bữa ngẫu nhiên ra ngoài, bỗng thấy một người mặc áo xô trắng đi vào. Khác quát hỏi đi đâu, người ấy thưa rằng tôi nhân có cha mới mất, vào thành nhờ nhà sư làm chay. Tôi tưởng đây là chùa Phật, không ngờ là phủ thái phó, không biết ai run rủi tôi vào đây thế này. Khác nổi giận, gọi quân canh cửa vào hỏi quân canh bẩm rằng chúng tôi vài mươi người vác giáo canh cửa không dám rời xa lúc nào tịnh không ai vào cả khác nổi giận sai chém cả người ấy cùng vài mươi tên lính canh cửa đêm hôm ấy khác trong lòng trằn trọc ngủ không yên giấc bỗng nghe giữa nhà ầm một tiếng như sét khác ra trông xem té ra cây gỗ nóc nhà chính gian giữa gãy làm hai đoạn đổ xuống khác giật mình vào nhà trong nằm nghỉ bỗng lại thấy nổi cơn gió lạnh rồi có người mặc áo xô cùng vài mươi tên quân sĩ, mỗi người xách một cái đầu đến đòi mạng. Khác khiếp sợ, ngã gục xuống đất, nửa giờ sau mới tỉnh. Sáng hôm sau, Khác sai lấy chậu nước rửa mặt, nước sặc những mùi máu tanh hôi. Khác quát nàng hầu đòi lấy chậu khác, đổi hơn chục chậu cũng đều tanh như thế cả. Khác lấy làm kinh hãi lắm, chợt có sứ đến mời thái phó vào dự yến. Khác dàn xa trượng sắp ra cửa phủ, bỗng có con chó vàng chạy đến, Căn áo lôi lại, ăn ẳng như tiếng can ngăn. Khác giận, sai tả hữu đuổi đi, rồi lên xe ra phù. Đi chưa được vài bước, bỗng có một luồng khí trắng từ mặt đất bốc lên ở trước xe, trông như hình tấm lụa, bay vụt lên trời đi mất. Khác lấy làm kinh quái lắm, tướng tâm phúc là trương ước bước đến gần xe nói nhỏ rằng hôm nay trong công mở tiệc, chưa biết hay giờ thế nào, chủ công chớ nên đi nữa. Khác nghe lời, sai quay xe trở về, đi chưa được 10 bước, có tôn tuân, đằng giận cưỡi ngựa đến thẳng trước xe, nói rằng, thái phó sao lại trở về, khác nói, tôi bỗng nhiên đau bụng, không vào chầu thiên tử được. Giận nói, triều đình vì cớ thái phó mang quân về, chưa được gặp mặt chuyện trò, nên mở tiệc này mời thái phó, nhân tiện để bàn việc lớn. Thái phó dù hơi đau bụng, cũng nên gượng đi cho một lúc, khác không sao từ được, phải đi với tôn tuấn, đằng giận vào cung, trương ước cũng theo vào khác vào ra mắt ngô chủ tôn lượng lễ xong ngồi dự tiệc lượng sai mời rượu khác nghi tình tâu rằng tôi lâu nay mệt yếu không uống được rượu tôn tuấn nói tướng phủ thái phó thường có rượu thuốc uống nên đem lại thái phó uống có được không khác nói được khác bèn sai người về phủ lấy rượu đến lúc đó mới yên tâm ngồi uống rượu rượu được vài tuần ngô chủ thác việc dậy trước tôn tuấn xuống biển cởi áo dài ra trong mình chỉ mặc áo ngắn và khoác áo giáp, cầm một thanh gươm cực sắc, bước lên biển, hô to rằng thiên tử có chiếu sai đánh giặc, ra cát khác giật mình, quẳng chén rượu xuống đất, rút gươm ra đỡ, nhưng đỡ chưa kịp, thì đầu đã rơi xuống đất rồi. Trường ước thấy tôn tuấn chém ra cát khác, khoa đao vào đánh. Tuấn vội vàng tránh mũi đao, bị thương một ngón tay trỏ bên trái. Tuấn quay mình lại chém vào cánh tay hữu trương ước, võ sĩ kéo ổ ra, băm trương ước nát nhử như bún. Tuấn một mặt sai võ sĩ về bắt ra quyến ra cát khác, một mặt sai đem thay ra cát khác. Trương ước dùng chiếc cói bó lại, bỏ lên chiếc xe, kéo ra ngoài cửa Nam Thành, Quảng xuống bãi Tha Ma. Vợ ra cát khác đang ở trong phòng bỗng nhiên tâm hồn hoảng hốt, ngồi đứng không yên. Chợt có một nàng hầu vào trong phòng, người vợ trông thấy hỏi rằng, mày sao máu me đẫm cả mình mày thế? Người hầu tự nhiên nghiến răng trợn mắt, nhảy lên trồm trồm, và cả đầu vào xa nhà, kêu to lên rằng ta là gia cát khác đây, ta bị quân gian tặc là tôn tuấn nó hại rồi. Cả nhà già trẻ đều kinh hãi, kêu khóc, một lát, quân mã đến vây phủ, bắt hết già trẻ cả nhà, điệu ra chợ chém sạch. Bấy giờ là tháng 10, năm đại hưng thứ hai nhà ngô, khi xưa gia cát cần, thấy con thông minh lộ hết ra ngoài, có than rằng, thằng này không phải là con nhà giữ được cơ nghiệp quang lộc đại phu nước ngụy là trương thấp thường nói chuyện với tư mã sư rằng gia cát khác chẳng bao lâu nữa tất chết sư hỏi tại sao thấp nói oai lấn cả chúa thì bền thế nào được hai lời ấy quả nhiên linh nghiệm tôn tuấn giết xong gia cát khác ngô chủ phong tuấn làm thừa tướng đại tướng quân phú xuân hầu tổng đốc mọi việc quân trong ngoài từ bấy giờ quyền hành lại về cả tay tôn tuấn khương duy ở thành đô tiếp được thư của gia cát khác cầu đánh ngụy giúp liền vào chầu tâu với hậu chủ xin cất đại quân sang đánh trung nguyên ấy là gia quân chuyến trước chưa nên việc đánh giặc phe này muốn lập công chưa biết được thua thế nào xem hồi sau phân giải hồi 109, vây tư mã mưu lạ khương duy bỏ tào phương quả báo nhà ngụy năm diên hy thứ 16 nhà tục, mùa thu tướng quân khương duy cất hai chục vạn quân sai liêu hóa Trương Dực làm tả hữu tiên phong, hạ hầu bá làm tham mưu, Trương Ngực làm vận lương sứ, đem quân ra ải Dương Bình đánh ngụy. Khương Duy bàn với hạ hầu bá rằng trước kia lấy ông Châu không được phải trở về, nay tất đấy có phòng bị cả rồi. Ông có cao kiến gì không? Bá nói các quận sứ lũng thưởng, chỉ có quận Nam An lắm tiền lương. Nếu lấy trước được quận ấy thì mới đủ làm nơi căn bản. Trước kia phải trở về là vì quân Khương không đến này nên sai người hội với người khương ở lũng hữu trước, rồi sẽ tiến binh ra xứ thạch doanh, theo đường đồng bình mà đến thẳng nam an. duy mừng lắm, nói: ông nói phải lắm, bèn sai khước chính mang vàng ngọc, gấm vóc sang sứ dợ khương kết hiếu. vua khương là mễ đương được lễ vật rồi, liền cất năm vạn quân, sai khương tướng là nga hà thiêu qua làm đại tiên phong, dẫn quân đến quận nam an. tả tướng quân nước ngụy là quách hoài nghe tin, báo về lạc dương. Tư mã sư hỏi các tướng rằng, có ai dám ra địch quân thục không? Phục quốc tướng quân từ chất xin đi. Sư vẫn biết từ chất là người khỏe mạnh, trong bụng mừng rỡ liền cho làm tiên phong. Lại sai em là tư mã chiêu làm đại đô đốc, lĩnh binh kéo ra lũng tây. Từ chất đi đến Đồng Đình thì vừa gặp quân Khương Duy tới. Hai bên dàn trận, từ chất sử dụng một lưỡi búa khai sơn cực to, ra ngựa khiêu chiến. Trận bên thục, liêu hóa ra địch đánh nhau chưa được vài hiệp hóa cầm đại đao chạy về, trương dực thúc ngựa vác giáo ra đánh. Được vài ba hiệp, dực cũng thua chạy vào trận, từ chất thúc quân đánh tràn vào, quân thục thua to, lui về hơn ba chục dặm. Từ mã chiêu cũng thu quân về, hai bên cùng lập trại cầm cự. Khương Duy hỏi hạ hầu bá rằng từ chất khỏe lắm, nên dùng mẹo gì bắt cho được. Bá nói, ngày mai giả thua, dùng kế mai phục mà bắt. Duy nói, từ mã sư là con trọng đạt, là gì binh pháp nữa. Nếu hắn thấy chỗ địa thế khuất khúc, tất không đuổi theo. Ta xem quân ngụy mấy phen chặn đường mang lương của ta, nay nên dùng ngay mẹo ấy mà làm gì, thì mới chém được từ chất. Bèn gọi liêu hóa, trương dực vào dặn dò mẹo mực, sai hai người lĩnh binh đi. Một mặt sai binh sĩ thả trông ngoài đường và rào trông trà kín chung quanh trại, làm ra vẻ muốn ở lâu dài từ chất mấy hôm dẫn quân ra khiêu chiến, quân thục không ra. Có tiểu mã báo với tư mã chiêu rằng quân thục dùng châu ngựa gỗ tải vận lương thảo ở sau núi Thiết Lung. Chiêu gọi từ chất đến bảo rằng khi xưa ta phá được quân thục là bởi chặn được đường vận lương của họ. Này quân thục vận lương sau núi Thiết Lung, ngươi nên dẫn 5.000 quân đêm nay ra chặn đường ấy, tự nhiên quân thục phải rút về. Từ chất lĩnh mệnh, đầu canh một, dẫn quân ra núi Thiết Lung quả nhiên thấy hơn 200 quân thục dắt một đàn trâu ngựa gỗ hơn trăm con, đang vận lương đi. Quân ngụy gieo ổ một tiếng, từ chất ra chặn ngang đường. Quân thục bỏ cả lương thảo mà chạy, chất chia một nửa quân vận lương đem về chạy, còn một nửa quân đuổi theo. Đuổi được 10 dặm, bỗng thấy xa trượng ngổn ngang chặn mất lối đi. Chất sai quân xuống ngựa dọn đường, bỗng thấy lửa bốc lên ngùn ngụt. Chất vội vàng quay ngựa trở về, chạy đến con đường hẻm sườn núi lại bị sa trượng lấp lối rồi lửa cháy sáng rực bỗng đâu một tiếng pháo nổ quân hai mặt đổ đến tả liêu hóa hữu trương rực đánh một trận cực giác quân ngụy thua chạy tan hoang từ chất còn độc một mình cắm đầu chạy miết người ngựa mệt ngoài chợt lại gặp khương duy dẫn một toán quân đến chất giật mình bị khương duy đâm trúng một ngọn giáo ngã ngựa quân thục kéo ổ lại băm chất nhỏ ra như cám một nửa quân vận lương cũng bị hạ hầu bá bắt được cả. Bá hai áo giáp và ngựa của quân ngụy, cho quân thục mặc vào, cưỡi ngựa cầm cờ hiệu nước ngụy, đi theo đường nhỏ, chạy vào trại ngụy. Quân ngụy thấy quân nhà trở về, mở cửa chạy cho vào. Quân thục vào đến trại vùng lên đánh giết, từ mã chiêu giật mình, vội vàng nhảy lên ngựa chạy thì đã thấy liêu hóa kéo đến. Chiêu không ra được mé trước, chạy lùi lại mé sau gặp ngay Khương Duy dẫn quân từ con đường nhỏ đánh sang. Chiều trông ra bốn phía không còn đường nào, phải dắt quân lên đóng trên núi Thiết Lung. Núi ấy bốn bề hiểm trở cao mất, chỉ có một đường trèo lên. Trên núi có một ngọn suối, chỉ đủ nước cho trăm người uống. Bấy giờ quân của Chiêu có tất cả sáu nghìn người bị Khương Duy chặn mất cửa núi không xuống được. Nước suối trên núi không đủ dùng, người ngựa khô khát, Chiêu ngẩng cổ lên trời than rằng ta chết ở đây mất thôi người sau có thơ rằng mẹo kế khương duy chẳng phải vừa ngụy quân bị khốn thiết lung xưa mã lăng ngày trước bằng quyên chiếm cửu lý lúc đầu hạng vũ vây chủ bộ vương thao nói rằng ngày xưa cảnh công bị vây lễ giếng cầu khấn mà được suối ngọt tướng quân sao không bắt trước làm đi chiều nghe lời lên trên đỉnh núi bảo với các tướng rằng chiều phụng chiếu ra dẹp quân thục nếu số mệnh đã hết thì suối ngọt khô giáo chiều xin tự vẫn để cho quân sĩ hàng cả nếu vận hãy còn xin trời cho suối chảy ngay ra để cứu lấy mệnh chúng chiêu khấn đoạn nước bỗng tuôn ra tràn suối tha hồ ăn uống không hết bởi thế quân mã không việc gì khương duy vây giữ được quân ngụy ở trên núi bảo với các tướng rằng khi xưa thừa tướng bắt không được tư mã ý ở trong hang thượng phương ta vẫn lấy làm căm tức nay thì ta chắc bắt được tư mã chiêu rồi quách hoài nghe tin tư mã chiêu bị khốn trên núi thiết lung muốn mang quân lại cứu trần thái nói khương duy hội họp với quân khương muốn cướp quân nam an của ta nay quân khương đã đến nếu tướng quân cất quân đi cứu thì quân khương tất thừa cơ chụp đánh sau ta ta nên trước hết sai người trá hàng quân khương dùng mẹo đánh đuổi quân khương đi rồi mới giải vây núi thiết lung được quách hoài nghe lời sai trần thái dẫn 5.000 quân đến thành vua khương cởi giáp đi vào trần thái lại rồi khóc rằng quách hoài kiêu kỳ hợm mình mang lòng muốn giết tôi vậy tôi đến hàng trong trại quách hoài hư thật thế nào tôi đã biết cả hôm nay xin dẫn một toán quân đến cướp trại tự khắc thành công và lại quân ta đến trại ngụy lúc nào sẽ có nội ứng lúc ấy vua khương là mễ đương mừng lắm sai nga hà thiêu qua đi với trần thái đến cướp trại ngụy nga hà thiêu qua cho quân hàng của trần thái đi mặt sau mà sai trần thái dẫn quân khương đi trước canh hai đêm hôm ấy kéo đến thẳng trại ngụy Cửa trại mở toang, Trần Thái cưỡi ngựa xông vào trước. Nga Hà Thiêu qua thúc ngựa đi theo, vừa vào khỏi đã nghe kêu lên một tiếng rồi cả người lẫn ngựa Nga Hà Thiêu qua ngã lăn xuống hố. Trần Thái từ mặt sau kéo lại, quách hoài từ mé tả đánh sang, quân khương bối rối, giày xéo nhau, chết hại rất nhiều, còn bao nhiêu hàng cả. Nga Hà Thiêu qua tự vẫn chết, quách hoài, Trần Thái dẫn quân đến cướp trại khương, kéo thẳng vào trong trại. Mễ đường ra chướng vừa lên được ngựa, thì đã bị quân ngụy bắt sống, điệu đến nộp quách hoài. Hoài vội vàng xuống ngựa, cởi trói cho mễ đương, rồi lấy lời ngọt ngào trách rằng triều đình vẫn cho ông là người trung nghĩa, nay cớ sao ông lại giúp quân thục. Mễ đương thẹn thò, chịu tội, hoài lại dỗ mễ đương rằng ông nên dẫn quân làm tiền bộ đánh giải vây ở núi Thiết Lung. Nếu đuổi được quân thục, tôi sẽ tâu với thiên tử hậu thưởng cho ông. Mễ đương theo lời dẫn quân Khương đi trước, quân Ngụy đi sau, kéo đến núi Thiết Lung. Bấy giờ vào canh ba, Mễ Đương cho người vào báo với Khương Duy trước. Duy mừng lắm, cho mời vua Khương vào trướng. Quân Ngụy giả nửa đi lẫn với quân Khương, khi gần đến trước trại thục, đương cho đại quân đóng ở ngoài trại rồi dẫn hơn trăm người vào trướng ra mắt Khương Duy. Duy và Hạ Hầu Bá cùng ra đón, tướng Ngụy không đợi cho mễ đương mở miệng chào hỏi, nổi ngay lên đánh giết. Khương Duy thất kinh, kiếp nhảy lên ngựa chạy trốn quân ngụy tràn vào quân thục vỡ lở tan tác ai tìm đường tháo thân người nấy khương duy trong tay không có khí giới gì chỉ còn một bộ cung tên đeo sau lưng nhưng vì chạy tất tả tên rơi mất cả chỉ còn mỗi một cánh cung duy chạy lèn vào trong đường núi quách hoài dẫn quân đuổi theo thấy khương duy tay không mới quất ngựa cầm đao đuổi miết mãi dần dần hoài đuổi kịp duy quay mình lại dương cung không bật tách mấy tiếng. Hoài mấy lần tránh tên, đều không thấy mũi tên bay đến, biết là cung không có tên, mới cắp chặt lấy ngọn giáo, dương cung đặt tên bắn sang. Duy nghiêng mình tránh khỏi, thuận tay bắt ngay được mũi tên, liền đặt vào cung, đợi quách hoài đuổi đến gần, ngắm giữa mặt hoài ra sức bắn một phát, tin ngay vào chán quách hoài ngã ngựa. Duy quay ngựa lại toan giết thì quân ngụy đã kéo ùa cả lại. Duy không kịp ra tay, chỉ giật được ngọn giáo của Quách Hoài mà chạy. Quân ngụy không dám đuổi theo, súng vào cứu Quách Hoài đem về trại, rút mũi tên ra. Máu chảy mãi không cầm. Hoài chết, tư mã chiêu dẫn quân xuống đuổi theo, đến nữa đường mới trở về. Hạ hầu bá chạy thoát, một lát cũng đến được với Khương Duy. Duy thiệt quân mã rất nhiều, nhặt nhạnh tàn quân, trở về Hán Trung. Chuyến này Khương Duy tuy bại trận, nhưng bắn chết được Quách Hoài, giết được từ chất làm kinh động cả nước ngụy, công tội đủ bù cho nhau. Tư mã chiêu khao thưởng quân dựa khương rồi cho về nước, chiêu cũng rút quân về Lạc Dương, cùng với anh là tư mã sư chuyên quyền trong triều, quần thần ai cũng phải chiêu. Ngụy chủ tào phương mỗi khi thấy tư mã sư vào trầu, sợ run cầm cập. Một bữa, phương mở trầu, thấy sư đeo gươm lên điện vội vàng xuống sập rồng đón vào. Sư cười, nói rằng có lẽ đâu vua phải đón bầy tôi xin bệ hạ cứ ngồi yên cho một lát quần thần đến tâu việc tư mã sư xử đoán lấy không tâu với ngụy chủ câu gì lát nữa tan trầu sư nghênh ngang xuống điện ngồi xe đi ra quân hầu súng quây vòng trong vòng ngoài có hàng vài nghìn người tào phương lui vào hậu điện nhìn trông tả hữu chỉ có ba người là thái thường hạ hầu huyền trung thư Lịch lý phong và quang lộc đại phu trương thấp là cha bà trương hoàng hậu tức là hoàng trượng tào phương Phương bảo cẩn thị lui ra ngoài, rồi dắt ba người vào mật thất bàn bạc. Phương cầm tay trương thấp, khóc mà nói rằng tư mã sư coi chấm như trẻ con, khinh các quan như cỏ rác, xã tắc nay mai tất mất về tay người ấy. Nói đoạn khóc hu hu lên, Lý Phong tâu rằng bệ hạ chớ lo, tôi tuy không có tài gì, nhưng xin phụ minh chiếu của bệ hạ, tụ tập hào kiệt bốn phương để trừ giặc ấy. Hạ hầu huyền tâu rằng anh tôi là hạ hầu bá phải hàng thục là vì sợ anh em tư mã sư mưu hại. Này bằng trừ xong giặc ấy, anh tôi tất lại trở về. Tôi là thân thích nhà vua, có đâu dám ngồi yên để quân gian tập loạn nước, xin cùng phụng chiếu đánh giặc. Phương nói, chấm chỉ lo đánh không nổi thôi, ba người cùng khóc mà tâu rằng, chúng tôi xin đồng lòng đánh giặc, để báo ơn bệ hạ. Tảo Phương liền cởi ra một cái khăn lau mồ hôi thiêu long phượng, cắn đầu ngón tay, lấy huyết viết chiếu rồi đưa cho trương thấp, dặn rằng, khi xưa tổ chẫm là võ hoàng đế giết được bọn đồng thừa cũng chỉ vì việc họ làm không mật đấy thôi. Các người phải cẩn thận, chớ để tiết lộ ra ngoài. Lý Phong nói, sao bệ hạ lại dậy thế? Chúng tôi đâu có phải như bọn đồng thừa, mà tư mã sư ví làm sao được với võ tổ. Xin bệ hạ chớ nghi, ba người từ từ trở ra, đến cạnh cửa đông hoa, vừa gặp tư mã sư đeo gươm đi vào quân hầu vài trăm người cùng cầm đồ khí giới. Ba người đứng bên cạnh đường, sư hỏi rằng ba người sao lui trầu trễ thế? Phong nói, thánh thượng ở nội đình xem sách, ba chúng tôi phải hầu giảng sách, cho nên về muộn. Sư hỏi, xem sách gì? Phong nói, xem sách hạ thương chu tam đại. Sư hỏi, vua xem sách ấy, hỏi đến việc gì? Phong nói, thiên tử nói đến việc y doãn giúp nhà thương. Chu công nhiếp chính nhà chu. Chúng tôi tâu đại tướng quân họ tư mã bây giờ, cũng tức như y doãn, chu công ngày xưa vậy. Sư tùm tìm cười, nói rằng các ngươi vì lẽ gì mà coi ta như y doãn, chu công, có chăng các ngươi chỉ coi ta như vương mãng, đồng trác mà thôi. Ba người kêu rằng chúng tôi là môn hạ tường công cả, có đâu dám thế. Sư nổi giận, mắng rằng chúng bay còn định hót gì. Khi nãy cùng với thiên tử ở trong mật thất, chúng bay khóc lóc những chuyện gì thế. Ba người nói thực là không có việc ấy sư quát rằng bà chúng bay ngấn nước mắt còn đỏ hoe lên thế kia, còn mở mồm chối cãi gì. Hạ hầu huyền biết cơ mưu lộ rồi, mới thét to lên mắng rằng chúng ta khóc là vì uy quyền mày lấn cả chúa, sắp mưu việc thoán nghịch. Sư giận lắm, quát võ sĩ bắt hạ hầu huyền, huyền vén tay áo, chạy lại đánh tư mã sư, thì đã bị võ sĩ bắt giữ lại. Sư sai khám trong mình mấy người, bắt được một mảnh khăn mặt thiêu long phượng ở trong mình trương thấp, có chữ viết bằng móng tả hữu trình lên tư mã sư sư trông ra thấy mật chiếu chiếu rằng anh em tư mã sư cùng cầm quyền to sắp mưu việc thoán nghịch nội là chiếu sắc làm ra không do tự chẫm cả quân binh tướng sĩ các bổ nên cùng mang lòng trung nghĩa trừ khử tặc thần để cứu lấy xã tắc khi nào thành công chấm sẽ phong tước trọng thưởng cho tư mã sư xem xong hầm hầm nổi giận mà rằng cha thế ra chúng bây muốn hại anh em ta tội này không sao dung được, liền sai điệu ba người ra chợ, bắt tội chém ngang lưng, và sai giết ba họ mấy người ấy. Ba người chửi mắng không ngớt miệng, khi ra đến chợ cửa đông, ba người đã bị chúng vả gãy hết răng, nhưng vẫn làm nhảm chửi kỳ đến chết mới thôi. Tư mã sư vào thẳng hậu cung, bấy giờ ngụy chủ đang ngồi với trương hoàng hậu bàn việc ấy. Hoàng hậu nói, ở nội đình này tai mắt họ cũng nhiều, nếu việc lộ tất lụy đến thiếp. Hai người đang nói chuyện, bỗng thấy sư vào. Hoàng hậu giật mình, sư lăm lăm cầm thanh gươm, bảo với ngụy chủ rằng, cha tôi lập bệ hạ lên làm vua, công đức không kém gì chu công, tôi thờ bệ hạ cũng chẳng khác gì y doãn. Nay làm ân nên oán, đổi công làm tội, bệ hạ lại muốn cùng với một hai đứa tiểu thần, mưu hại anh em tôi, là cớ làm sao? Phương nói, chấm có bụng gì đâu sư thò tay vào trong tay áo lấy mảnh khăn tay quăng xuống đất nói rằng cái này ai làm ra đây phương hồn bay phách lạc run cầm cập nói rằng việc đó là tự người ta ép trẫm chơ trẫm đâu dám mang bụng ấy sư nói vô càn cho đại thần làm phản nên cho vào tội gì phương quỳ xuống kêu rằng chẫm thật là có tội xin đại tướng quân thứ cho sư nói bệ hạ xin ngài hãy đứng dậy phép nước chưa bỏ được lại trò trương hoàng hậu nói rằng đây là con gái trương thấp đấy, phải trừ đi mới được. Phương khóc ầm lên, xin tha cho hoàng hậu. Sư không nghe, quát tả hữu bắt trương hậu đem ra cửa đông hoa, lấy tấm lụa trắng thắt cổ cho chết. Có thơ than rằng, nhớ khi phục hậu bước ra lồng, khóc lóc từ vua ruột xót đau, con cháu ai ngờ nay lại thế, lòng trời quả báo có sai đâu. Hôm sau, tư mã sư hội cả quần thần lại nói rằng, nay chúa thượng hoang dâm vô đảo, ham mê nhà trò con hát. Xin nghe lời rèm, lấp đường hiền sĩ, tội lại tệ hơn vua xương ấp nhà Hán, xét ra không làm nổi được chúa thiên hạ. Ta xin theo lệ y doãn, hoặc quang lập vua mới khác giữ xã tắc, để cho thiên hạ được yên. Việc ấy thế nào, chúng cùng thưa rằng đại tướng quân làm việc y, hoặc, chính là hợp lẽ trời, thuận lòng người, còn ai dám trái mệnh nữa. Từ mã sư mới cùng với các quan vào cung Vĩnh Ninh, tâu với bà Thái Hậu. Thái Hậu hỏi, Đại tướng quân muốn lập người nào lên làm vua? Sư Tâu rằng, tôi coi có bành thành vương là tào cứ, thông minh nhân hiếu, nên lập làm chúa thiên hạ. Thái Hậu nói, bành thành vương vào hàng chú lão thân này, nếu lập lên làm vua, thì thêm khó xử ra. Có cao quý hương công lên, chúng trông ra thì là chú tư mã sư tên là tư mã phu. Sư bèn một mặt sai sứ ra thành nguyên, mời cao quý hương công về. Một mặt mời Thái Hậu lên đền Thái Cực, gọi Tào Phương ra trách mắng rằng mày hoang dâm không có chừng nào, ham mê nhà trò con hát, phải nộp giả tỷ thụ, lại phong cho tước tề vương như trước. Ngày hôm nay phải đi lập tức, nếu không vời đến thì không được vào chồng Tào Phương khóc lại thái hậu, nộp trà quốc bảo, ngồi xe khóc dầm dĩ đi ra. Các quan chỉ có vài người có lòng trung nghĩa, ứa nước mắt tiễn đưa người sau có thơ rằng tướng hán tảo mân chuyện thuở xưa coi khinh quả phụ với cô nhi bốn chục năm sau ai có biết cô nhi quả phụ lại mắc lừa nói về cao quý hương công là tảo mao tự là ngạn sĩ cháu vua văn đế con đông hải định vương tảo lâm khi ấy tư mã sư sai sứ đem sứ mệnh của thái hậu mời mao đến văn võ các quan bày đồ loan giá ra ngoài cửa nam dịch đón rước tảo mao vội vàng đáp lễ các quan Thái úy Vương Túc nói rằng, Chúa Thượng không nên đáp lễ. Mao nói, ta cũng là nhân thần, dám đâu chẳng đáp lễ. Các quan rước tào Mao lên kiệu vào cung. Mao từ chối rằng, chiếu mệnh Thái Hậu, chưa biết việc gì, ta đâu dám ngồi kiệu đi vào. Bèn đi bộ đến mãi, thành đông đền thái cực. Từ mã chiêu ra đón vào, Mao lại tục xuống đất. Chiêu vội vàng đỡ đứng dậy, hỏi han ôn tồn, rồi đưa vào ra mắt Thái Hậu. Thái Hậu nói, ta thấy ngươi khi nhỏ có tướng làm đế vương nay lên làm chúa thiên hạ. Cốt phải kính cần tiết kiệm, tỏ rõ nhân đức, chớ có để nhục đến tiên đế. Tào Mao nhúng nhường hai ba lần, sư sai các quan dước Tào Mao lên đền thái cực, lập làm vua mới, cải niên hiệu năm gia bình thứ sáu làm năm chính nguyên năm đầu, đại giá cho thiên hạ, ban cho đại tướng quân tư mã sư một lưỡi Việt vàng, vào chiều không phải rào bước, tâu việc không phải xưng tên, được đeo gươm lên điện. Văn võ trăm quan cùng được phong thường tháng riêng, mùa xuân, năm chính nguyên thứ hai, có quân tế tác về báo rằng Trấn Đông tướng quân vô kỳ kiệm và thứ sử Dương Châu là Văn Khâm, vì việc thế chúa, cất quân kéo lại đây. Từ mã sư giật mình, ấy là tôi hán giúp vua từng khởi nghĩa, tướng Tào đánh giặc cụng hương sư, chưa biết việc sau ra làm sao, xem hồi sau phân giải. Hồi 110, Văn Ương một ngự thoái quân hùng, bà ước men sông phá giặc lớn, lại nói tháng riêng ngụy chính nguyên năm thứ hai vô kỳ kiệm tên tự là trọng văn người ở làng văn hỷ trấn hà đông hiện đang làm trấn đông tướng quân lĩnh quân mã ở hoài nam khi nghe tin tư mã sư tự chuyên làm việc phế lập trong bụng căm tức lắm có người con cả vô kỳ điện nói với cha rằng phụ thân làm quan tổng trấn một địa phương tư mã sư chuyên quyền bỏ chúa nhà nước ngất nghỉu như trứng để đầu đẳng sao lại ngồi yên một chỗ cho đành Kiệm nói, còn nói phải lắm, liền cho mời thứ sử văn khâm đến bàn bạc. Khâm Nguyên cũng là khách môn hạ của tàu Sảng. Thấy kiệm mời, khâm lập tức đến yết kiến. Kiệm mời vào nhà sau, cho chuyện một hồi, bỗng dưng nước mắt ròng ròng. Khâm hỏi cớ làm sao, kiệm nói, tư mã sư chuyên quyền bỏ chúa, trời đất nghiêng ngửa, trách sao tôi trả thương tâm. Khâm nói, đồ đốc chấn thủ một phương, nếu bằng trọng nghĩa đánh giặc, tôi xin liều bỏ một thân để giúp đỡ đô đốc. Tôi có con thứ hai tên là Văn Thực, tự là A Ương có sức khỏe muôn người, thường vẫn muốn giết anh em Tư Mã Sư, để báo thù cho Tào Sảng, nên sai hắn làm tiên phong. Kiệm mừng lắm, tức thì rót rượu ăn thề. Hai người nói dối Thái Hậu có mật chiếu, hội cả quan binh tướng sĩ lớn nhỏ vào trong thành Xuân Thọ, lập một đàn ở mé Tây, mổ ngựa trắng uống máu ăn thề, nói phao lên rằng Tư Mã Sư đại nghịch vô đạo nay phụng mật chiếu của thái hậu sai cất hoài nam để đánh giặc chúng đều bằng lòng xin theo kiệm mới dẫn sáu vạn quân ra đóng ở hạng thành văn khâm thì dẫn hai vạn quân đi lại vòng ngoài tiếp ứng các nơi kiệm đưa hịch cho các quận sai cất quân giúp đỡ bấy giờ tư mã sư có cây bứa bên mắt tả thường thường đau ngứa khó chịu sai quan thầy thuốc cắt đi dịt thuốc vào mấy bữa ở luôn trong phủ dưỡng bệnh chợt nghe tin hoài nam cáo cấp sư liền cho mời Thái úy Vương Túc đến bàn bạc. Túc nói, khi xưa quan vân trường uy thế lừng lẫy, tôn quyền sai lã mông đánh úp lấy Kinh Châu, chỉ có phủ tuất các gia tướng sĩ mà quân quan công phải tan vỡ. Nay gia thuộc các tướng sĩ Hoài Nam ở cả Trung Nguyên, nên kiếp vỗ về yên ùi họ, lại mang quân ra chặn đường về, thì quân giặc tất phải vỡ cả. Sư nói, lời ông phải lắm, nhưng ta mới cắt cái bướu mắt, không thể đi được, mà sai người khác đi, thì ta không yên tâm, làm thế nào? Bấy giờ có trung thư thị lang là trung hội, đứng bên cạnh, tiến lên nói rằng, quân hoài sở mạnh mẽ, sắc xảo lắm, nếu sai người khác lĩnh quân đi, thường hay bất lợi. Nếu sơ suất, thì việc to hỏng mất, sư vùng đứng dậy nói rằng, vì ta đi không phá được giặc, bèn lưu em là tư mã chiêu ở lại giữ lạc dương, coi xét chiều chính. Sư ngồi một chiếc xe đệm lót, êm ái, gượng bệnh ra đánh mặt đông sai trấn đông tướng quân là gia cắt đàn tổng đốc quân mã ở dự châu tự biến an phong sang lấy thọ xuân lại sai trinh đông tướng quân hồ tuân lĩnh các đạo quân thanh châu ra lối tiêu tố áng bịt đường giặc về cử thứ sử kinh châu kiêm giám quân là vương cơ lĩnh quân tiền bộ trước hết đến lấy đất trấn nam sư dẫn đại quân đóng ở tương dương tụ văn võ lại bàn bạc quan lộc huân là trịnh bao nói rằng vô kỳ kiệm giỏi mưu mà không quyết đoán văn khâm có khỏe mà trí kém khôn nay quân ta mới ra đây, quân giang hoài thế còn đang mạnh, chưa nên khinh địch vội, hãy lên thành cao hào sông, để nén bớt nhuệ khí của họ đi. Đó là mẹo hay của Á Phu ngày xưa đấy, giám quân vương cơ nói rằng không nên giữ, xứ hoài nam làm phản, không phải tự quân dân mong loạn. Chỉ vì vô kỳ kiệm bức bách mà phải theo, nếu quân ta đến đánh, tất tan ngay như ngói vỡ. Sư nói, người nói phải lắm, bèn tiến quân lên đóng trên sông ẩn thủy trung quân thì đóng tại cầu sông ẩn. Vương cơ nói rằng thành nam đốn đóng quân được, ta nên dẫn quân đến đó cho mau, nếu chậm thì vô kỳ kiệm chiếm mất. Sư cho ngay vương cơ dẫn tiền bộ đến thành nam đốn hạ trại. Vô kỳ kiệm ở hạng thành, nghe tin tư mã sư tự dẫn quân đến, hội các tướng bàn bạc. Tiên phong là cát ưng nói rằng đất nam đốn dựa núi men sông là chỗ đóng quân rất tốt. Nếu quân ngụy chiếm trước được, thì ta khó lòng chống nổi, nên đến mà lấy cho mau. Khi đang đi, con ngựa lưu tin về báo rằng Nam Đốn đã có quân mã hạ trại rồi. Kiệm không tin, thân đến trước quân đứng xem, quả nhiên thấy tinh kỳ dợp đất, doanh trại chỉnh tề. Kiệm trở về trung quân, không nghĩ ra kế gì, chợt lại có tiểu mã phi báo rằng Tôn Tuấn bên Đông Ngô, cầm quân sang sông muốn úp Thọ Xuân. Kiệm giật mình nói rằng nếu mất Thọ Xuân, thì ta về đâu bây giờ? Đêm hôm ấy, Kiệm rút quân về Hạng Thành, từ mã sư thấy vô kỳ Kiệm rút lui hội các quan lại bàn bạc. Thượng thư phó hô nói rằng vô kỳ kiểm có ý lo quân ngô cướp mất thọ xuân, cho nên rút quân về hạng thành, chia binh ra giữ. Tướng quân nên một mặt đến lấy thành lạc ra, một mặt lấy hạng thành, một mặt lấy thọ xuân. Như thế thì quân hoài nam tất phải lui cả. Thứ sử Duyệt Châu là đặng ngài lắm mưu nhiều trí nên cho lĩnh binh đến lấy gia lạc, ta lại cho đại binh đến tiếp ứng, thì phá giặc không khó gì nữa. Sư nghe lời sai sứ cầm hịch ra sai đặng ngài cất quân Duyện Châu, đến phá thành Lạc Gia. Sư cũng dẫn quân đến đấy phối hợp, vô kỳ kiểm ở hạng thành, lo quân giặc đến đánh thành Lạc Dương, bèn mời Văn Khâm vào trại bàn bạc. Khâm nói, đồ đốc chớ lo, tôi xin cùng với con tôi là Văn Ương, chỉ 5.000 quân, quyết giữ được thành Lạc Gia vững vàng. Kiệm mừng lắm, sai cha con Văn Khâm dẫn 5.000 quân ra Lạc Gia. Văn Khâm lĩnh mệnh kéo quân đi tiền quân báo rằng mé Tây thành lạc ra, ước chừng có hơn một vạn quân ngụy. Trong đám trung quân có mau trắng việt vàng, lọng đen phớn đỏ, trong hồ tướng dựng lá cờ vóc theo một chữ xoái, đấy tất là tư mã xưa. Hiện họ đang lập trại chưa xong, bấy giờ Văn Ương đeo một thanh quất đứng cạnh cha, nghe tin ấy, Ương nói với cha rằng nhân lúc doanh trại của nó chưa xong, nên chia quân làm hai đường đánh luôn, chắc là được. Khâm hỏi, lúc nào nên đi? Ương nói, chiều tối hôm nay, phụ thân dẫn hai nghìn rưỡi quân từ mé thành Nam đánh đến, còn dẫn hai nghìn rưỡi quân từ mé các thành Bắc đánh lại, vào canh ba hội nhau ở trại ngụy. Khâm nghe lời, chiều hôm ấy, Khâm chia quân làm hai mặt kéo đi. Văn Ương bấy giờ mới 18 tuổi, mình dài tám thước, nai nịt gọn vẽ, lưng đeo một thanh quất đồng, tay cầm ngọn giáo, cưỡi ngựa đến trại ngụy. Đêm hôm ấy, tư mã sư dẫn quân đến lạc gia lập doanh trại đợi quân đặng ngài chưa thấy đến sư nhân mới cắt cây bướu trên mắt đau đớn không chịu được phải nằm trong trướng sai vài trăm giáp sĩ hộ vệ quanh mình vào độ canh ba bỗng nhiên thấy trong trại nổi reo người ngựa xốn xáo sư kíp cho người hỏi xem việc gì thì quân báo có một toán quân tự mé bắc trại chém hàng rào kéo quân vào đại tướng quân đi đầu khỏe mạnh không ai đương nổi sư kinh hãi quá chừng, lòng nóng như lửa đốt, con người từ trong cây bướu bật nổ ra ngoài, máu chảy tóe ra khắp đất, đau nhức không thể nào chịu được. Nhưng sợ nôn nao lòng quân, sư phải trùng khăn lên đầu, cắn răng mà chịu. Quân mã văn ương kéo vào trong trại, sông pha tả hữu, không ai dám chống lại. Có ai ra đánh, nếu không bị giáo đâm chết thì quất đánh ngã, không người nào đương nổi. Ương ừ mong mỏi cha đến làm nội ứng, nhưng mãi không thấy mấy phen đánh vào trung quân cùng bị cung bắn lộn trở ra. Ương đánh mãi đến lúc trời gần sáng, mới thấy trống đánh còi rúc rầm dĩ, tự mặt bắc kéo đến. Ương ngoảnh lại bảo tả hữu rằng, phụ thân ta không từ mặt nam đánh lại, lại từ mặt bắc đánh đến cớ làm sao. Ương thúc ngựa ra ngoài trông xem, thì thấy một toán quân sồng sộc lướt đến, nhanh như gió bay. Tướng đi đầu té ra là đặng ngài, ngài cầm ngang lưỡi đao, thúc ngựa xông vào quát to lên rằng, phản tặc, chớ chạy, ương ừ ngồi giận, đưa giáo ra đánh nhau. Hai bên giao chiến năm chục hiệp, chưa phân thắng phụ, thì quân ngụy đã kéo ùa cả vào, vây bọc trước sau mà đánh. Thủ hạ của văn ương chạy trốn sạch, ương ừ chỉ còn chơ một mình một ngựa, đánh rẽ đôi đám quân ngụy, chạy về phía nam. Tướng ngụy hơn trăm viên hăm hở đuổi theo, đuổi mãi đến cầu gia lạc, dần dần kịp, ương quay ngựa lại quát to một tiếng, xông thẳng vào trong đám tướng ngụy vùng quất đánh lộn bậy một lúc tướng ngụy nhao nhao ngã ngựa con người nào phải rút lui cả ương buông lòng cơm ngựa lững thững lại đi tướng ngụy tụ lại một chỗ bàn với nhau rằng chúng ta lại góp sức mà đuổi xem người này có thể đánh đổ được chúng ta nữa không bởi vậy các tướng ngụy lại xô đến đuổi ương ngồi giận bừng bừng nói rằng đàn chuột kia sao không biết tiếc thân thể ương lại cầm quất quay ngựa lại xông vào trong đám tướng ngụy quất chết vài người rồi quay ngựa đi thư thả tướng ngụy đuổi luôn bốn năm phen đều bị văn ương đánh lui lại có thơ khen rằng chàng bản khi xưa cự giặc tào tử long nổi tiếng bực anh hào một roi đánh đổ hơn trăm tướng gần sức văn ương mới lạ sao văn khâm bị phải đường núi quanh co đi lạc vào trong hang mất một nửa đêm khi tìm được lối ra thì trời đã sáng khâm không thấy quân mã của văn ương đâu chỉ thấy quân ngụy đã thắng trận rồi bởi thế khâm không dám đánh nhau phải rút quân về quân ngụy thừa thế đổi đánh văn khâm dẫn quân chạy về thành thọ xuân đây nói điện trung hiệu úy nước ngụy là doãn đại mục nguyên là người tâm phúc với tào sàng vì sàng bị tư mã ý giết đại mục mới thờ tư mã sư đại mục thường vẫn có bụng báo thù cho sàng và lại chơi thân với văn khâm nay thấy tư mã sư bậc nổ con ngươi đứng ngồi không yên đại mục có ý muốn nhân dịp ra bảo văn khâm ở lại để đồ tư mã sư mới vào nói với tư mã sư rằng văn khâm vốn không có bụng làm phản vì bị vô kỳ kiệm bức bách mới đến nỗi thế tôi xin ra dụ tất nhiên y lại hàng sư cho đi dịu đại mục mặc áo giáp đội mũ cưỡi ngựa chạy theo văn khâm gọi to lên rằng văn thứ sử có thấy doãn đại mục không khâm ngoảnh đầu lại trông đại mục cởi mũ để trên yên ngựa cầm roi trỏ sang bảo rằng văn thứ sử sao không hãy chịu khó ở lại đây vài ngày đại mục nói câu ấy vì biết rằng tư mã sư sắp chết có ý muốn bảo văn khâm ở lại mà đánh khâm không hiểu ý tưởng là đến dụ mình mới quát to mắng lại định dương cung bắn ra đại mục không sao nói được khóc dầm lên rồi trở về văn khâm thu quân về thọ xuân thì đã bị gia cắt đàn dẫn quân lấy mất thành rồi toan trở về hạng thành lại bị hồ tuân vương cơ đặng ngài ba mặt dồn lại đánh khâm thấy thế nguy lắm mới sang hàng tôn tuấn ở đông ngô vô kỳ kiệm ở trong hạng thành nghe tin thọ xuân đã mất văn khâm lại bại trận mà quân mã ba mặt kéo đến nơi rồi kiệm mang hết cả quân trong thành ra đánh vừa gặp quân đặng ngài đến kiệm sai cát ung ra ngựa giao chiến với đặng ngài chưa được một hiệp ung đã bị ngài chém chết rồi ngài dẫn quân đánh tốc vào trận vô kỳ kiệm cố chết chống lại hồ tuân vương cơ lại dẫn minh áp đến đánh, kiệm giữ không nổi, dẫn hơn chục kỵ mã tháo đường chạy. Đến dưới thành thần huyện, quan huyện ở đấy là Tống Bạch mở cửa thành tiếp vào, mở tiệc khoan đãi. Kiệm say quá, Bạch sai người giết chết, rồi đem đầu đến nộp quân ngụy. Từ đó ngoài nam lại bình định cả, từ mã sư đau mắt mãi không bớt, bèn gọi ra cát đàn vào trướng, ban cho ấn thụ, gia phong làm trinh đông đại tướng quân, đồ đốc cả quân mã các mặt dương châu sư thì rút quân về hứa xương, tư mã sư mỗi đêm lại mơ thấy Lý Phong, trương thấp, hạ hầu huyền đứng ở trước giường mình. Tâm thần hoảng hốt, sư thấy mình không sống được bao lâu, bèn sai người về lạc dương gọi em là tư mã chiêu đến. Chiêu đến nơi, khóc lại ở dưới giường, sư chối trăng lại rằng, này quyền ta nặng quá, dẫu muốn cởi ra cho nhẹ mình, cũng không được nữa. Em nối nghiệp anh, phàm việc gì lớn, chớ coi thường phó thác cho ai mà vả to đến cả họ đấy. Nói đoạn, giao ấn tín cho em, nước mắt giàn ra đầy mặt. chiêu muốn hỏi một câu nữa, thì sư chỉ kêu to được một tiếng rồi bật nổ một con ngươi nữa mà chết. Bấy giờ là tháng 2, năm chính nguyên thứ hai, từ mã chiêu phát tang, tâu về ngụy chủ tào mau. Mao sai sứ mang chiêu đến chùa hứa xương, sai tư mã chiêu tạm đóng quân mã ở lại hứa xương, đề phòng đông ngô vào cướp chiêu trong bụng ngần ngại chưa biết nghĩ thế nào trung hội nói đại tướng quân mới mất nhân tâm chưa yên nếu lưu lại ở đây vạn nhất trong chiều có biến thì hối làm sao cho kịp chiêu nghe lời lập tức cất quân về đóng mé nam sông lạc Thủy. tảo mao nghe tin giật mình thái úy vương thúc tâu rằng tư mã chiêu đã kế nghiệp anh giữ quyền lớn bệ hạ nên phong tước cho yên bụng hắn mai sau vương thúc cầm chiếu ra phong cho tư mã chiêu làm đại tướng quân xét việc thượng thư chiêu vào châu tạ ân từ đó công việc lớn nhỏ trong ngoài lại về tay tư mã chiêu quân tế tác bên thục dò được tin ấy báo về thành đô khương duy vào tâu với hậu chủ rằng tư mã sư mới chết tư mã chiêu vừa lên cầm quyền to không dám rời khỏi đất lạc dương vậy tôi xin nhân dịp này đánh ngụy để đem lại trung nguyên hậu chủ cho khương duy cất quân sang đánh ngụy duy phụng mệnh hán trung chỉnh đốn quân mã để đi Trinh Tây Đại tướng quân Trương Dực can rằng đất thục nhỏ hẹp, tiền lương ít ỏi, không nên đi đánh xa mãi. Chi bằng yên phận giữ nơi hiểm yếu thương quân yêu dân, đó là kế giữ nước đấy. Duy nói, không phải lẽ thế, ngày xưa thừa tướng chưa ra khỏi liều tranh, đã biết thiên hạ chia ba rồi, thế mà còn sáu lần ra kỳ sơn để đồ lấy trung nguyên. Chẳng may nửa đường ngài mất sớm, đến nỗi công nghiệp không thành. Này ta chịu di mệnh của thừa tướng, nên phải hết lòng báo nước để nối cái trí của ngài, dù chết cũng không oán hận gì. Này nước ngụy có chỗ sơ hở, không nhân dịp này mà đánh, còn đợi bao giờ? Hạ hầu bá nói, tướng quân nói chí phải, này nên cho quân khinh kỵ ra trước xứ bảo hãn, nếu lấy được thao tây, nam an thì các quận định được cả. Trương Dực nói, trước kia đánh không được phải trở về, là bởi ra quân chậm quá. Bình Pháp có nói, đánh nơi không phòng bị, ra chỗ bất tình cờ này bằng hỏa tốc tiến binh, khiến cho quân ngụy không kịp đề phòng, thì mới có thể thắng được. Bởi thế, Khương Duy dẫn quân kéo ra đường bào hãn. Khi quân đến Thao Thủy, quân Trấn giữ biên cương báo rằng, thứ sự ung châu là Vương Kinh, phó tướng quân Trần Thái cất bảy vạn mã bộ đến chống nhau với quân thục. Khương Duy gọi Trương Dực, hạ hầu bá vào dặn dò mẹo mực, cho hai tướng kéo quân đi, rồi tự dẫn đại quân dựa lưng vào sông Thao Thủy giàn trận. Vương Kinh dẫn vài viên nha tướng ra trước cửa trận hỏi rằng, Ngụy Vây Ngô, Thục, đã thành ra thế chân vạc rồi, ngươi còn luôn luôn vào ăn cướp, là cớ làm sao? Duy đáp, tư mã sư bỗng dưng dám bỏ chúa, nước láng giềng còn đến hỏi tội, huống chi lại là nước thù địch xưa nay. Kinh ngoảnh mặt lại bảo với bốn tướng là Trương Minh, Hoa Vĩnh, Lưu Đạt, Chu Phương rằng, quân thục dựa lưng bờ sông giàn trận, nếu thua thì tất lăn cả xuống sông mà chết. Khương Duy khỏe lắm, bốn các ngươi nên kéo cả ra mà đánh. Quân kia nếu bằng lui một chút, thì nên đánh dấn vào. Bốn tướng chia làm hai bên kéo ra đánh Khương Duy. Duy đánh qua vài hiệp, quay ngựa chạy về bàn trận. Vương kinh thúc quân mã kéo ủa đến cả. Duy dẫn binh chạy về thao Tây. Khi gần đến bờ sông, Duy kêu to lên rằng việc đã kiếp rồi. Các tướng sao không cố sức mà đánh. Các tướng nhất tề hăng sức đánh quay trở lại. Quân ngụy đương không nổi. Trương Dực, hạ hầu bá lẻn ra mé sau đánh ập đến vây bọc cả quân ngụy vào giữa trận duy hăng hái đánh giết sông sáo ngược xuôi quân ngụy hoảng loạn xéo lên nhau lăn xuống sông chết rất nhiều lại bị quân thục chém trên một vạn thây nằm ngổn ngang vài dặm vương kinh dẫn hơn trăm kỵ quân hết sức đánh ra chạy về thành địch đảo đóng cửa giữ vững không dám ra nữa khương duy được to khao quân đâu đấy muốn tiến binh đến đánh thành địch đảo trương dực can rằng công trạng tướng quân đã thành rồi uy danh lừng lẫy cũng nên thôi đi nay bằng lại tiến binh phòng có điều gì như bất ý thì lại hóa ra vẽ rắn thêm chân mất duy nói trước kia thua trận ta còn muốn tiến lên tung hoành trung nguyên huống chi một trận đánh ở thao thủy quân ngụy mất vía ta đổ thành địch đạo chớp mắt là lấy xong người chớ nên ngã lòng làm vậy trương dực khuyên can hai ba lần duy nhất định không nghe cứ dẫn quân đến hạ thành địch đạo. trình tây tướng quân ở ông châu là trần thái sắp muốn cất quân đến báo thủ cho vương kinh chợt có thái sử diện châu là đặng ngài dẫn quân đến trần thái ra tiếp vào thì lễ đâu đấy ngài nói nay tôi phục mệnh đại tướng quân lại đây giúp tướng quân phá giặc trần thái hỏi kế phá giặc ngài nói trận được ở thao thủy nếu khương duy triệu người khương đến sang mặt đông tranh sứ quan lũng truyền hịch ra bốn quận thì quân ta dày to này không nghĩ đến thế, muốn đổ thành địch đảo. Thành này tường gạch kiên cố khó lòng phá đổ, đánh chỉ nhọc sức mà thôi. Này ta giàn quân ở núi Hạc Lĩnh, rồi sẽ tiến binh lên đánh, thì tất phá được quân thục. Thái nói, ông bản thế mới thực là diệu kế, bèn chia hai chục đội quân, mỗi đội năm chục người, đem các đồ tinh kỳ, cỏi trống, đổ đốt lửa, ngày nấp đêm đi, ra mé đông nam thành địch đảo, tìm nơi hang hẻm núi sâu mai phục đợi khi quân thục đến ngày thì đánh trống thổi còi, đêm thì đốt lửa nổ pháo cho quân thục phải kinh mà chạy. Thái sai khiến đâu vào đấy, chỉ đợi quân thục đến. Trần Thái, đặng ngài mỗi người dẫn hai vạn quân tiến lên sau. Nói về Khương Duy ở thành địch đảo, sai quân bổ vây tám mặt, đánh luôn mấy hôm không đổ. Duy trong bụng buồn dầu, chưa nghĩ được kế gì. Chiều tối hôm ấy, chợt con ngựa lưu tinh chạy về bốn năm lần báo rằng có hai mặt quân kéo đến trên cờ hiệu một mặt đề là trinh tây tướng quân trần thái một mặt đề là duyện châu thứ sử đặng ngài duy giật mình mời hạ hầu bá và bàn bạc bá nói trước tôi đã nói với tướng quân rằng đặng ngài từ thuở nhỏ đã giỏi binh pháp tinh địa lý nay hắn lĩnh binh đến đây thực là tay kình địch duy nói quân kia từ xa mới đến không nên để cho họ lập trại vững vàng phải đánh ngay đi bèn để trương dực ở lại đánh thành sai hạ hầu bá dẫn quân ra đánh trần thái Duy tự dẫn quân ra đón đặng ngài, Duy dẫn quân đi được năm dặm, bỗng ở mé đông nam có một tiếng pháo nổ, rồi thấy còi trống vang đất, lửa sáng rực trời. Duy quất ngựa ra xem sao, thì thấy chung quanh toàn cờ hiệu nước nguy. Duy giật mình nói rằng ta trung kế đặng ngài rồi, liền truyền lệnh cho hạ hầu bá, trương dực phải bỏ địch đạo mà lui về. Bởi thế quân thục rút cả về hán trung, Duy tự dẫn quân đoạn hầu, nghe thấy trống đánh sau lưng trống đánh cấp quá. Duy vội vàng rút hết quân về cửa kiếm các. Khi về tới nơi, mới biết rằng hơn hai chục chỗ đánh trống đốt lửa, toàn là làm giả thanh thế, kỳ thực không có quân đuổi theo. Duy thu quân đóng ở Trung Đê, hậu chủ nhân Khương Duy có công thắng trận thao Tây, bèn giáng chiếu phong cho Duy làm đại tướng quân. Duy chịu chức, dâng biểu tạ ân đâu đấy, lại bàn bạc việc cất quân sang đánh ngụy. Đó là thành công lọ phải thêm chân rắn, đánh giặc còn mong gắng sức hùng chưa biết phen này đánh ngụy được thua thế nào sẽ xem hồi sau phân giải